người tìm xác chương 1341 thợ xăm hình tiểu ngải. Lúc ấy tiểu ngải cũng không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn cắt bỏ đoạn video giám sát studio trong máy tính, cho nên sau khi cô trở lại studio thì vội vàng mở máy tính ra, tìm được tất cả video trong khoảng thời gian đó. Vốn tiểu ngải muốn xóa hẳn đoạn video này, nhưng là một fan trung thành của nhíp tiêu vũ, cô thật sự cảm thấy luyến tiếc. Vì thế, cô lưu những video đó vào USB mình mang theo, định cẩn thận giấu đi như vật quý. Sau khi làm xong mọi việc, tiểu ngải đeo ba lô lên chuẩn bị về nhà nhưng đúng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy ngoài mình ra, hình như trong studio còn có người khác. Vì vậy cô quay đầu lại theo bản năng và nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng ở sau lưng mình. Lúc ấy tiểu ngải rất sợ hãi, cô lập tức muốn chạy ra ngoài cửa tiệm, nhưng bởi vì quá kinh hoảng, nên chưa chạy được hai bước đã té lăn quay ra đất. Gã kia đuổi theo, do tay tóm lấy tóc của tiểu ngải và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Mặc dù tiểu ngải cố hết sức giải dụa, nhưng tiếp rằng sức lực của đối phương quá lớn, cô không thể tránh thoát được. Tiếp theo gã kia dùng tay bóp chặt cổ của tiểu ngải, mà lúc này mặt của gã cũng bị tiểu ngải nhìn thấy rõ ràng người đàn ông này từng là khách của tiểu ngải lúc ấy hắn mang tới một hình vẽ kỳ lạ bảo tiểu ngải xăm lên sau lưng hắn trong mắt tiểu ngải hình vẽ đó vừa không đẹp vừa chẳng nhìn ra có ý nghĩa gì cho nên cô có ấn tượng khắc sâu hơn đối với người này nhưng đó đều là chuyện của nửa tháng trước cô không rõ người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì bởi vì tiểu ngải vô cùng hoảng sợ cô vẫn liều mạng giải dụa cho đến lúc cuối cùng từ từ rơi vào bóng tối ký ức của tiểu ngải cũng chỉ đến đó là kết thúc có lẽ là vì tiểu ngải quá thích nhiếp tiểu vũ cho nên sau khi cô chết chẳng những tàn hồn của cô bám vào hình xăm do chính tay mình xăm trước khi chết mà hơn nữa chỉ cần nhiếp tiêu vũ uống rượu làm độ ẩm cơ thể hơi tăng cao âm hôn của tiểu ngải sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ta sau đó tôi kể lại một lượt tình huống cho chú lê nghe xong chú cảm thấy thứ bám vào hình xăm cá heo này không phải tàn hồn gì mà là toàn bộ linh hồn của tiểu ngải cho nên mới có tình trạng nhiếp tiểu vũ vừa uống rượu cô ta sẽ lập tức xuất hiện hiện giờ xem ra chuyện này hơi khó giải quyết nhìn vẻ mặt của nhiếp tiêu vũ thì biết chắc là cậu ta không biết thợ xăm tên tiểu ngải này đã chết hơn nữa sau đó tôi lên mạng điều tra trên mạng cũng không có bất kỳ tin tức gì về việc thợ xăm hình tiểu ngải xảy ra chuyện nói cách khác cho tới bây giờ trừ hung thủ và chúng tôi ra vẫn chưa có ai phát hiện tiểu ngải đã bị hại theo lý mà nói từ khi nhiếp tiểu vũ xăm hình đến giờ ít nhất cũng đã qua hơn 20 ngày tại sao lại không có ai phát hiện cô gái này đã bị hại chứ giờ mà muốn giải quyết chuyện này chỉ có hai cách một là để nhiếp tiểu vũ tẩy hình xăm này đi một cách khác là chúng tôi phải tự mình đến Thượng Hải một chuyên mới được. Về sau tôi kể tình hình của tiểu ngãi cho nhiếp tiểu vũ, cậu ta cũng tỏ ra kinh ngạc, anh nói cô gái trẻ kia đã chết. Không thể nào. Mấy ngày nay tôi còn thấy trên ủy bộ của cô ấy có đăng lên mấy bức hình xăm mới mà. Tôi suy nghĩ rồi hỏi, cậu có số điện thoại của studio xăm hình kia không? Nhiếp tiêu vũ gật đầu, sau đó lục ra một bức ảnh chụp danh thiếp trong album điện thoại, bên trên có số điện thoại của studio xăm hình đó, tôi bèn lấy điện thoại di động ra gọi đến đó. Chẳng bao lâu có một người đàn ông bắt máy, "Xin chào, anh tìm ai?" Tôi nói rất lễ phép, "Xin chào, cho hỏi có Tiểu Ngải ở đó không?" Người đàn ông trong điện thoại hơi do dự rồi trả lời tôi, "Mấy ngày nay Tiểu Ngải xin nghỉ, anh muốn xăm hình có thể đến trực tiếp. Nếu cô ấy không có mặt, anh cũng có thể tìm sư phụ khác xăm. Tay nghề của thợ trong tiệm chúng tôi đều rất tốt." Tôi đáp có lệ vài câu rồi cúp máy. Xem ra người của studio này cũng không nói thật, có lẽ là vì bọn họ mới dẫn đến việc Tiểu Ngải mất tích thời gian dài như vậy mà cũng không có ai biết lúc này tôi nhìn nhiếp tiêu vũ sau đó tỏ vẻ đồng tình nói có hai cách giải quyết nếu cậu muốn bớt rắc rối cứ xóa hình xăm là xong tôi đoán chỉ cần tẩy hình xăm này đi linh hồn của tiểu ngải sẽ không quấn lấy cậu nữa còn một cách nữa là chúng tôi ra mặt tìm kiếm tiểu ngải để cô ấy được yên nghỉ như vậy linh hồn quấn lấy cậu dĩ nhiên cũng rời đi tuy nhiên cách này tốn sức người sức của và thời gian khá nhiều cho nên phải xem cậu muốn làm thế nào nhiếp tiểu vũ ngẫm nghĩ và nói người kia sư phụ tiểu ngải kia chết như thế nào Tôi khẽ nhúng vai đáp, giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, có điều chắc chắn là bị người ta hại chết. Nhíp tiêu vũ gục đặt đầu, sau đó rơi vào im lặng. Khi tất cả chúng tôi đều cho rằng cậu ta sẽ chọn cách thứ nhất, lại nghe cậu ta nói, vậy mọi người đến Thượng Hải tìm kiếm cô ấy giúp tôi đi, tất cả chi phí đều do tôi bỏ ra. Cô gái trẻ đó rất tốt, tôi thật lòng không hy vọng cô ấy chết một cách không rõ ràng như vậy. Tôi thấy bụng dạ của thằng nhóc này vẫn khá tốt, chỉ xem sự thành thật này của cậu ta, chắc trước kia lúc đóng phim cũng hay bị người ta bắt nạt lắm nghĩ đến đây tôi bèn giơ tay chỉnh sửa lại quần áo giúp cậu ta sau đó cười bảo được vậy chúng tôi sẽ đến thượng hải xem tình hình thế nào trước rồi nói có điều trong khoảng thời gian này cậu cũng không cần sợ lát nữa lê đại sư sẽ cho cậu một lá bùa vàng lần này cậu nhất định phải luôn đem theo người trước khi phía chúng tôi làm xong chuyện đừng làm mất nữa đấy nhiếp tiêu vũ lập tức luôn mồm đáp ứng không đâu không đâu lần này nhất định tôi sẽ giữ kỹ sau khi tiễn nhiếp tiêu vũ về chúng tôi bàn bạc đơn giản cho chuyến đi thượng hải vì vậy trưa ngày hôm sau ba người chúng tôi bắt chuyến tàu đến thượng hải trước đây nhận công việc kiểu này chúng tôi chẳng cần phải tiết kiệm làm gì dù sao cũng là do khách hàng chi tiền tuy nhiên lần này không biết tại sao chúng tôi lại không xuống tay được với nhiếp tiêu vũ theo lý hiện giờ cậu ta đang nổi nhất định kiếm được khá nhiều tiền nhưng chúng tôi vừa thấy dáng vẻ thật thà của cậu ta thì cảm thấy không đành lòng tiêu pha lung tung tiền của cậu ta sau khi đến thượng hải đầu tiên chúng tôi tìm một khách sạn tốc hành để vào ở, sau đó dựa theo địa chỉ nhiếp tiểu vũ đưa, đi tới một con phố buôn bán ở khu Bảo Sơn của Thượng Hải. Mặt tiền cửa tiệm studio xăm hình kia của tiểu Ngãi không bắt mắt lắm, rất có cảm giác rượu thơm không sợ hẻm sâu, ba người chúng tôi đẩy cửa bước vào, lúc ấy trong tiệm đang có một người khách xăm hình. Một người đàn ông xăm hình đầy cánh tay nhìn thấy chúng tôi đến thì lập tức ra chào đón. Tôi thấy bắt tay người đàn ông kia đầy xăm trổ thăm nghĩ bụng nếu không biết đây là studio xăm hình, chắc chắn. Tôi sẽ cho rằng mình gặp phải anh giải xã hội đen, đấy lúc này gã bắt tay xăm trổ liếc nhìn ba chúng tôi một cách lạ lùng và nói ai trong các vị muốn xăm hình ba chúng tôi nhìn thoáng qua nhau chú lê mặc một chiếc áo kiểu tôn trung sơn trong tay cầm một chuỗi hạt bồ đề còn đinh nhất là cả người mặc màu đen tuyền nhìn vào thì biết là một gã không dễ chọc nhưng tôi lại là áo thun quần bò cho nên ba người chúng tôi nhìn thế nào cũng không giống đồng bọn lúc này tôi nhìn hai bọn họ nghĩ thầm trong ba chúng tôi cũng chỉ có tôi là giống khách hàng có thể đi xăm hình do đó tôi cười và đáp ông chủ chúng tôi nghe tiếng mới đến nghe nói tay nghề của sư phụ tiểu ngãi chỗ các ông rất tốt người đàn ông nghe tôi nói vậy biểu cảm trở nên hơi mất tự nhiên nhưng sau đó ông ta gọi một thằng nhóc ra rồi nói cái đó cậu ta chính là tiểu ngãi cậu muốn xăm hình gì đây chẳng phải lừa dối người ta sao coi chúng tôi như nhà quê lên tỉnh chắc vì vậy tôi sầm mặt xuống sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông đó không nói câu nào đối phương thấy sắc mặt tối sầm lại cộng thêm đinh nhất và chủ lệ phía sau tôi đoán chừng ông ta đã coi tôi thành con cháu nhà giàu của gia đình có mỏ quặng nào rồi vì vậy vội vàng giải thích, à, cậu muốn tìm tiểu ngải nữ trong tiệm chúng tôi à, tôi nghe thể thì cười lạnh, sao? Chỗ các ông còn bán sĩ tiểu ngải à? Còn có tiểu ngải nam, tiểu ngải nữ nữa. Thế có phải cũng có cả tiểu ngải béo và tiểu ngải gầy không hả? Người đàn ông thấy không lấp liếm cho qua được, đành phải cười theo và nói, mấy ngày nay tiểu ngải xin nghỉ, nếu không tôi xăm cho cậu nhé. Tay nghề của cô ấy đều là do tôi dạy mà ra. Tôi thấy gã này đúng là rất không thành thật, nên thở dài nói, tiểu ngải thật sự xin nghỉ ư. Nói thật cho ông biết, chúng tôi tới là để tìm tiểu ngãi vì tôi biết cô ấy đã mất tích tốt nhất ông nên nói hết những chuyện mình biết ra nếu không bây giờ chúng tôi sẽ báo cảnh sát người đàn ông nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt cảnh giác hỏi cậu là ai làm sao cậu biết tiểu ngãi mất tích ông đừng quan tâm chúng tôi là ai bây giờ tôi đang hỏi ông tại sao tiểu ngãi mất tích thời gian dài như vậy mà không báo cảnh sát hay là sự mất tích của tiểu ngãi có liên quan đến tiệm của các ông tôi nói không hề nể nang người đàn ông thấy tôi cứng rắn như vậy đành phải bày ra khuôn mặt đau khổ đáp anh trai à tôi không biết các cậu là thế nào với tiểu ngãi có điều việc này thật sự không liên quan đến tôi sở dĩ tôi mãi không báo cảnh sát thứ nhất là vì chúng tôi cũng không biết rốt cuộc có phải tiểu ngãi mất tích hay không thứ hai là việc làm ăn hiện giờ của chúng tôi đều nhờ vào tên tuổi của tiểu ngãi nếu bây giờ mà nói tiểu ngãi không còn ở trong tiệm nữa việc làm ăn của studio chúng tôi sẽ trượt dốc ngay nghe vậy tôi hừ lạnh nói được tôi tạm thời tin những lời của ông đều là nói thật Vậy bây giờ ông nói cho tôi xem ông biết được bao nhiêu. Sau đó, ông chủ studio kể với chúng tôi. Hóa ra vào mùng 7 tháng trước, cũng chính là buổi sáng sau hôm nhiếp tiểu vũ tới, sáng sớm ông ta vào tiệm đã thấy hơi khác thường. Đầu tiên là cửa cuốn của studio dù đã hạ xuống nhưng không được khóa lại, mà chìa khóa của tiểu Ngãi vẫn còn cảm trên đó. Sau đó ông ta nhanh chóng vào tiệm xem xét tình hình, lại phát hiện mọi thứ bên trong đều bình thường, không mất thứ gì. Vì vậy ông ta lập tức liên lạc với tiểu Ngãi, nhưng mà lúc ông ta gọi vào điện thoại của cô ấy thì cứ báo đang tắt máy. Do trong tiệm có camera chống trộm, cho nên trước tiên ông ta lấy hình ảnh giám sát đêm qua ra, muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả lục tìm mới phát hiện, camera trong tiệm đã sớm bị tắt đi, hơn nữa video trong máy tính từ sau 9 giờ đêm qua cũng chẳng còn. Lúc này tôi chợt nghĩ đến lúc trước có nhìn thấy trong trí nhớ của Tiểu Ngãi, và một tháng trước cô đã từng gặp người đàn ông kia, vì thế tôi hỏi ông chủ, video giám sát chỗ các ông lưu trữ tối đa trong bao lâu. Một tuần, sau đó sẽ tự động ghi đè lên. Ông chủ ăn ngay nói thật, tôi nghe thấy là một tuần thì lòng lạnh hết phân nữa, vì vậy lại truy hỏi ông ta, vậy những khách hàng đến đây xăm hình có ghi chép lại không? Ông chủ lắc đầu đáp, không có, đâu phải vào ở khách sạn, cần gì đăng ký tỉ mỉ kỹ càng như vậy. Hơn nữa, phần lớn người ta cả đời cũng không xăm được mấy lần, cho nên chúng tôi cũng không cần phải duy trì khách hàng. Tôi nghe thể cũng phải, nhưng bây giờ không biết cả kia là ai, phải đi đâu tìm tiểu ngải đây. Vì vậy tôi cẩn thận nhớ lại bản vẽ hình xăm mà người đàn ông kia đưa cho tiểu ngải, sau đó tiện tay lấy giấy bút vẽ ra. Ông có ấn tượng gì với bản vẽ này không? Tôi chỉ vào hình vẽ sơ lược kia hỏi. Ông chủ nhìn thoáng qua, sau đó cười khổ trả lời, bức vẽ này của cậu trừu tượng quá. Đây là bản vẽ gì vậy? Tôi lấy về xem sơ, thấy đích thực là hơi đơn giản quá. Vì vậy vẽ thêm vài nét bút lên trên đó rồi đưa cho ông ta, giờ thì sao? Lần này ông chủ nhìn chầm chầm vào tác phẩm lớn của tôi hồi lâu, sau đó mới không xác định lắm bấm mở máy tính của mình, chỉ vào một tấm ảnh trong đó hỏi, cậu xem có phải hơi giống cái này không? Tôi thấy nào có phải hơi giống? chính là nó đây mà. Nói thật, chỗ kỳ lạ của bản vẽ này chính là ở chỗ nó chẳng giống cái gì cả, nhìn sơ giống như mặt trăng đối mặt trời, chẳng đẹp chút nào. Nhìn trên ảnh chụp, hình xăm này chắc hẳn là xăm ở vị trí sau eo. Chỉ là nhìn thế nào đều không thấy đẹp cho lắm. Đoán chừng nếu không phải khách hàng mang bản vẽ tới, cả đời này tiểu ngãi cũng sẽ không xăm ra được một hình vẽ kỳ quái như vậy, sau đó tôi bảo ông chủ xem xem ngày chụp ảnh là ngày mấy, ông chủ nghe theo rồi cho tôi biết là chụp ngày 2 tháng 6 năm nay, lúc chúng tôi đi đã chép lại bức ảnh hình xăm, bởi vì hiện giờ manh mối duy nhất trong tay chúng tôi cũng chỉ còn lại hình xăm kỳ quái này thôi. Đương nhiên, trước khi đi chúng tôi vẫn cảnh cáo ông chủ kia, bảo ông ta nhanh chóng đi báo cảnh sát. Nếu không về sau không gánh nối hậu quả thì đừng có hối hận. Sau khi trở về khách sạn, ba chúng tôi ngây người ra nhìn tấm ảnh hình xăm này. Tuy rằng hiện giờ tôi biết người nọ trông như thế nào, cũng biết hắn đã từng tới tìm tiểu ngải xăm mình, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn một hai phải giết tiểu ngải? đêm hôm hắn đến studio xăm hình không phải để trộn đồ thì là để làm gì hết vấn đề này đến vấn đề khác quay mòng mòng trong đầu tôi nhưng từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra đáp án ai ngờ khi chúng tôi hết đường xoay sở đột nhiên lại nhìn thấy ngoài cửa lớn của khách sạn có một tờ thông báo hỗ trợ điều tra vốn lúc ấy chúng tôi đang nghĩ đến đau cả đầu vì thế tôi đề nghị đi ăn cơm trước đã có lẽ chờ no bụng rồi đầu óc lại nghĩ ra được cái gì thì sao kết quả chúng tôi vừa mới ra khỏi cửa khách sạn đã thấy bên ngoài dán tờ thông báo hỗ trợ điều tra kia Hóa ra vào khoảng thời gian trước, ở gần đây đã xảy ra một vụ cướp. Khi tên cướp đột nhập vào một căn nhà, đụng phải người bà đúng lúc dậy đi vệ sinh, một là không làm, hoặc là đã làm phải làm đến cùng, thế nên hắn giết 11 người diệt khẩu, nhưng khi đó trong nhà ngoài bà cụ còn có con dâu và cháu trai của bà, bà cụ vừa mới được đón đến để chăm cháu, kết quả lại gặp phải tình huống này. Con dâu còn đang ngủ nghe thấy tiếng của mẹ chồng nên ra xem thử, ra thì thấy mẹ chồng người đầy máu nằm dưới đất. Cô ta sợ quả chuẩn bị hét ầm lên, nhưng lúc này lại bị tên cướp kia bịt kín miệng. Ai ngờ tên cướp thấy con dâu của bà cụ hơi có nhan sắc, nổi lòng dâm tà, tiện đà cưỡng hiếp người phụ nữ này. Nhưng giữa chừng cô ta phản kháng quá dữ dội, tên cướp phải đảm cho cô ta một cú khiến cô ta ngất đi. Chờ tên này cưỡng hiếp người phụ nữ xong, vừa định giết cô ta diệt khẩu thì ngoài phòng khách có tiếng mở cửa, hóa ra là con trai của bà cụ đã trở lại. Khi anh ta nhìn thấy mẹ mình nằm ở phòng khách thì đến xem thử, đúng lúc này tên cướp đi ra từ phòng ngủ, hai người lao vào đánh nhau, lúc này con dâu của bà cụ cũng tỉnh lại, khi cô ta đi ra đến phòng khách thì nhìn thấy chồng mình bị tên cướp kia đâm một dao tiếng thét chói tai của người phụ nữ đã đánh động đến tất cả hàng xóm tên cướp thấy tình thế bất lợi bèn xoay người chạy trốn sau khi cảnh sát tới hỏi người phụ nữ này có thấy mặt của tên kia hay không nhưng khi ấy trong phòng không bật đèn sau đó dù chồng cô ta trở về bật đèn lên nhưng vì quá sợ hãi nên cô ta cũng chỉ thấy được sau lưng gã đàn ông kia bởi vì khi tên kia đánh nhau với chồng cô ta áo bị xé rách cho nên cô ta nhìn thấy rõ ràng trên eo của người đàn ông kia có một hình vẽ kỳ lạ mà hình vẽ này chính là hình xăm quái lạ lúc trước tiểu ngải đã xăm nhìn thấy vụ án đột nhập cướp bóc gây ra hai người chết một người bị thương này dường như tôi đã hơi hiểu tại sao tiểu ngải lại bị giết có lẽ là vì tên cướp kia sợ tiểu ngải nhìn thấy tờ thông báo hỗ trợ điều tra này rồi nhận ra mình cho nên mới đến studio giết người diệt khẩu lúc nửa đêm nhưng tôi nghĩ mãi vẫn cảm thấy không đúng nếu hắn chủ đích đi giết tiểu ngải thì vì sao phải đến lúc tất cả mọi người đã tan làm đáng lẽ hắn phải theo đuổi tiểu ngải về nhà rồi giết mới đúng chứ cho nên rõ ràng tối hôm đó mục đích hắn đến studio xăm hình cũng không phải là tiểu ngãi. Khi tôi nói suy nghĩ của mình cho nhóm chú Lê, Đinh Nhất nhắc nhở tôi, đêm hôm khuya khoắc, tên kia đến tiệm xăm hình có khi nào là có cùng mục đích với tiểu ngãi không? Tôi nghe vậy thì bừng tỉnh, hắn muốn lấy video mình tới đây xăm hình lúc trước, kết quả đúng lúc gặp phải tiểu ngãi cũng quay lại xóa video. Nhưng hắn lại không biết video giám sát trong tiệm xăm hình này cứ 7 ngày sẽ đổi mới một lần. Phải nói tiểu ngãi cũng quá xui xẻo, nếu hôm đó cô ta không nhất quyết phải trở lại xóa video của nhiếp tiểu vũ, cũng không đến mức đúng lúc đụng phải tên kia, tất nhiên cũng sẽ không chết, con người chết rồi thì không giống với khi còn sống. Lúc còn sống chấp niệm lớn nhất của tiểu ngải là thích nhiếp tiêu vũ, cho nên lúc này mới năm lần bảy lượt thừa dịp cậu ta uống rượu để lợi dụng cậu ta. Xem ra mọi việc đều có nhân có quả, nhiếp tiêu vũ bị cô ta lợi dụng mấy lần cũng không tính là oan cho lắm, nhưng vấn đề hiện giờ là nên tìm gã này như thế nào đây? Giờ trên lưng hắn đã cổng ba mạng người, đã là tội phạm cùng đường rồi, ai gặp được người đó xui xẻo. Mặc dù trước đó chúng tôi đã bảo ông chủ tiệm xăm hình báo cảnh sát, nhưng tôi tin trong thời gian ngắn cảnh sát sẽ không liên kết hai vụ án này với nhau kể cả bây giờ chúng tôi cung cấp manh mối đó cho cảnh sát muốn tìm được gã này há có dễ dàng tuy tôi biết mặt mũi gã này nhưng thể thì sao thượng hải lớn như vậy tôi thật sự không biết chỉ bằng gương mặt trong trí nhớ của tiểu ngãi thì có thể đi tìm ở chỗ nào được đây cuối cùng thật sự không còn cách nào chú lê quyết định vẫn nên ra tay từ chỗ của nhíp tiểu vũ gọi hồn tiểu ngãi lên và hỏi cô ta xem có biết mình bị giấu ở chỗ nào không sau đó tôi liên hệ nhíp tiêu vũ qua uy chat cậu ta nghe xong thì nói vừa hay bây giờ mình cũng đang quay một quảng cáo ở Thượng Hải, chờ đến tối cậu ta kết thúc công việc sẽ liên hệ với chúng tôi. Kết quả chúng tôi chờ một hơi đến tận hơn 3 giờ sáng, xem ra làm nghệ sĩ cũng không dễ dàng gì, đừng thấy mặt ngoài người ta sáng sủa, kiếm nhiều tiền, nhưng chẳng ai biết sự vất vả sau lưng họ cả. Lúc này chắc chắn sẽ có người nói, có vất vả nửa liệu có thể vất vả bằng phu quân vác không? Nhưng mỗi người đều có số mệnh riêng, nếu tất cả mọi người đều cảm thấy số mình không tốt, lại không chịu cố gắng thay đổi, chỉ biết ngày ngày hâm mộ tại sao người khác sống tốt hơn mình vậy thì anh mãi mãi cũng không sống tốt lên được đâu một người dù nghèo cũng được giàu cũng thế thật ra đều sẽ có một con đường đời phải đi của riêng mình hơn nữa tôi cũng tin không ai có thể đi hết con đường này thuận buồm xuôi gió cho dù là hoàng đế thời xưa không phải mỗi ngày cũng có chuyện phải sầu lo hay sao cứ nói nhiếp tiểu vũ đi có ai biết hiện giờ mỗi ngày cậu ta đều bị chuyện bóng đè mà lo âu đâu với cái tính cách thẹn thùng này của cậu ta nếu không phải tới nỗi thật sự bất đắc dĩ sao cậu ta lại không biết xấu hổ nhờ chúng tôi giúp đỡ chứ khi chúng tôi tới khách sạn mà nhiếp tiêu vũ ở thì trời đã sắp sáng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì trưa hôm ấy cậu ta còn phải tham gia một hoạt động công ích không những không thể không đi ngay cả đến trễ cũng không được nếu không nhất định sẽ bị người ta bôi đen nói là có thói ngôi sao vì thế ngay khi chúng tôi gặp được nhiếp tiểu vũ chủ lê lập tức bày một bàn làm phép nhỏ trong phòng khách sạn bởi vì không biết ngày sinh tháng đẻ của tiểu ngãi cho nên không thể gọi hồn bằng cách truyền thống cách duy nhất có thể làm chính là cho nhiếp tiểu vũ uống chút rượu dụ con ma nữ háo sắc này ra chỉ không biết lần trước cô ta bị chúng tôi dọa, lần này có còn dám ra nữa hay không? Sự thật chứng minh, quả nhiên trên đầu chữ sắt có một cây đao mà. Trình độ si mê của tiểu ngải đối với nhiếp tiểu vũ khá là cao. Lần này chú Lê và Đinh Nhất che đi dương khí trên người mình trước, cho nên linh hồn của tiểu ngải hiện ra rất nhanh. Nhưng mà cô ta cũng không biết lần này chú Lê đã bày trận pháp xung quanh nhiếp tiểu vũ, chỉ cần cô ta xuất hiện là sẽ không chạy được. Rất nhanh, chúng tôi nhìn thấy áo của nhiếp tiểu vũ bị cởi ra từng nút một, tiếp theo một bóng dáng mơ hồ chậm rãi hóa thành hình người, tiểu ngải chú lệ đột nhiên gọi tên cô ta tiếng gọi này của chú lê thực sự dọa cô ta sợ chết khiếp cô ta vẫn muốn xoay người bỏ chạy như lần trước nhưng rồi mau chóng phát hiện mình không chạy ra được bị nhốt chặt trên chiếc giường trong phòng khách sạn tôi dịu dàng nói tiểu ngãi cô đừng sợ chúng tôi tới để giúp cô dường như tiểu ngãi không tin cô ta nhìn tôi đầy e sợ anh là người anh ấy mời đến để đuổi tôi đi phải không hệ hóa ra cô gái nhỏ này vẫn còn tỉnh táo à tôi còn tưởng rằng cô ta thừa thải chấp niệm chứ vì thế tôi kiên nhẫn nói nếu chúng tôi thật sự chỉ muốn đuổi cô đi thì bảo cậu ta xóa hình xăm đi là xong chúng tôi sẽ không một cần để ý sau khi xóa hình xăm rồi cô sẽ thế nào đừng nếu anh ấy xóa hình xăm tôi sẽ không có chốn nương thân tiểu ngãi nói một cách đáng thương tôi lạnh giọng đáp chỉ cần cô không quấy rầy cậu ta tôi có thể bảo đảm cậu ta sẽ không xóa cái hình xăm kia đi tiểu ngãi khẽ đỏ mặt tôi tôi không cố ý chỉ là tôi quá thích anh ấy tôi nghiệm mặt nói cô thế này là thích cậu ta ư đây chỉ là cô muốn chiếm hữu cậu ta thực sự thích một người là từ tận đáy lòng hy vọng người ấy tốt mới đúng. Cô có biết nếu còn tiếp tục như vậy, dương khí của cậu ta sẽ bị cô hút sạch, đến lúc đó sức khỏe cậu ta sẽ càng ngày càng kém, đến cuối cùng cơ thể khô kiệt mà chết. Chú Lê nói nhỏ bên tai tôi, cái này cháu cũng biết à. Tôi nghĩ bụng biết cái gì chứ. Tôi chỉ tiện mồm nói nhăn nói cuội hù dọa con bé này thôi. Đương nhiên bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục giả vờ. Vì vậy tôi lạnh lùng nói với cô ta, cô có biết xác của mình hiện giờ ở chỗ nào không? Tiểu ngải lắc đầu, không biết, Tôi chỉ biết là chỗ đó rất tốt, tiếng gió rất lớn. Đôi khi có thể nghe được trên đầu có từng chiếc xe lái ngang qua. Tôi nghe cô ta nói nhiều như vậy nhưng vẫn không biết đây là chỗ nào. Thượng Hải rộng như vậy, tôi đi đâu tìm một chỗ vừa tối, vừa gió lớn, trên đầu lại nhiều xe đi lại chứ? Xem ra muốn biết chỗ Tiểu Ngải bị vứt xác từ miệng cô ta quá khó khăn. Vì vậy tôi đành hỏi cô ta một vấn đề khác, cô có ấn tượng gì về cái chết của mình không? Tiểu Ngải hơi khổ sở gật đầu và đáp, trước đó tôi từng xăm cho tên kia một hình vẽ kỳ lạ cho nên có ấn tượng sâu sắc với hắn tôi tiếp tục hỏi ngoài những cái đó cô còn biết cái gì lần này tiểu ngãi ngẫm nghĩ và nói tôi nhớ lần trước lúc tới chỗ tôi xăm hình hắn đã từng nhận một cuộc điện thoại tôi nghe nội dung nói chuyện của hắn thì cảm thấy hình như hắn là một người làm môi giới bất động sản vừa nghe vậy tôi càng cảm động muốn khóc hơn thượng hải to đùng thế này có bao nhiêu người môi giới bất động sản đây tôi thực sự ưu sầu bóc tráng cổ sức suy nghĩ tôi nên đi đâu để tìm tay môi giới bất động sản này đây nghĩ mãi rồi tôi chợt vỗ đùi nói đúng rồi sao mình lại quên mất việc này chứ nếu hắn là người làm môi giới tôi nói được một nửa thì nhìn sang chú lê thả cô ta đi trước đã chú lê đáp lời cháu không hỏi thêm nữa đi lỡ đâu còn có thể hỏi được tin tức gì có ích thì sao thời gian của nhiếp tiêu vũ quý giá lắm lần sau không biết khi nào mới rảnh tôi bảo chú lê yên tâm cái gì nên hỏi tôi đã hỏi xong hết rồi sau đó tôi còn không quên cảnh cáo linh hồn của tiểu ngãi mặc kệ nhiếp tiểu vũ có uống rượu hay không đều không được quấy rầy cậu ta nữa chúng tôi sẽ giúp cô tìm được xác để yên nghỉ dưới lòng đất tiểu ngãi vội vàng gật đầu sau đó chui về hình xăm cá heo kia nhanh như chất chủ lê thấy tiểu ngãi đi rồi thì vội hỏi tôi cháu đã phát hiện điều gì tôi cười đáp mọi người còn nhớ căn hộ của gia đình xảy ra chuyện mà trên thông báo hỗ trợ điều tra trước đó có nói không ừm um, không phải ở gần đây ư làm sao cháu còn muốn mua nhà ma ở thượng hải à chú lê ngờ vực hỏi tôi gật đầu đáp đúng rồi đó bây giờ phải nhanh chóng điều tra xem căn hộ kia ở chỗ nào chúng ta đi xem nhà luôn trên thực tế cũng không phải tôi thật sự muốn mua nhà ma ở thượng hải mà là vừa rồi nghe tiểu ngãi nói tên kia là một người môi giới bất động sản nơi hắn giết người cướp của và nơi xăm hình lại đều ở khu bảo sơn vậy chứng minh công ty của hắn chắc hẳn đặt ở gần đấy cho nên tôi nghi ngờ gia đình ở trong căn hộ kia có lẽ là thuê thông qua hắn bởi vậy hắn mới có thể dễ dàng đột nhập vào nhà cướp của khi tôi nói suy nghĩ của mình với nhóm chú lê họ cũng cảm thấy khả năng ấy rất lớn vì vậy sáng hôm sau chúng tôi căn cứ vào địa chỉ trên mạng nói tìm được căn nhà ma kia Đầu tiên chúng tôi thông qua công ty bất động sản của khu chung cư tìm được chủ nhà, nói là chúng tôi có ý muốn xem thử căn nhà này. Đối phương nghe vậy lập tức đồng ý gặp mặt ngay. Xem ra rất nóng lòng muốn sang tay đây. Có điều cũng khó trách, nói gì thì nơi đó cũng từng có hai người chết liền, hiện giờ việc này lại ầm ĩ như vậy, đừng nói là muốn bán đứt, kể cả là cho thuê cũng không dễ. Chủ nhà là một chị gái hơn 40 tuổi, nhìn là biết người Thượng Hải chính gốc. Chị ta nói chuyện nhanh vô cùng, nói với chúng tôi một tràng về những điểm tốt của căn hộ, cái gì mà gần trường học, gần tàu điện ngầm, chỉ mỗi chuyện nhà từng có người chết là không nhắc đến một chữ. Chúng tôi vào nhà thì thấy bên trong đã thu dọn rất sạch sẽ, chẳng hề nhìn ra nơi này đã từng xảy ra một vụ án mạng thảm thiết như vậy. Chú Lê vừa vào cửa đã lấy la bàn ra xem xét khắp nơi theo thói quen, dọa cho chị gái thượng hải mặt mày căng thẳng, vui chao. Ông làm gì vậy? Tôi nói với ông này, chỗ này của tôi rất sạch sẽ, thứ dơ bẩn gì cũng không có. Tôi cười nói, chị gái à, chúng ta là người sáng mắt không nói chuyện mù mờ, nếu chúng tôi có thể tìm tới thẳng chỗ chị nghĩa là đã biết chi tiết về căn hộ này chị cứ việc nói thẳng đi sang tay căn hộ này bao nhiêu tiền chúng tôi không thông qua người môi giới là không muốn để họ kiếm chắc tiếng từ chị và tôi chị gái thượng hải nghe vậy thì tán đồng còn không phải vậy sao lần trước nếu không phải gã môi giới ngô hạo minh của nhà nhà vui vẻ giới thiệu khách thuê cho tôi thì đâu có dính phải chuyện xui xẻo thế này chứ đừng nói đến nó nữa mà suối quẩy muốn chết luôn cuối cùng chị gái thượng hải báo giá quy định của căn hộ này cho tôi nếu là trước đây căn hộ này được qua tay người môi giới giá sẽ tăng lên rất cao, ít cũng phải 38.000 một mét vuông, đây vẫn là mức giá trung bình, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chị ta cũng cảm thấy rất đen đuổi, cho nên muốn sang tay gấp. Bởi vậy, chị ta hạ giá xuống còn 20.000 một mét vuông. Tôi tính toán sơ sơ dựa theo diện tích xây dựng nhà, cũng hơn 2 triệu đấy, may mà lần này ý của túy ông không phải ở rượu, nếu không, đào sạch trơn chút tiền còn của tôi mà chỉ mua được một căn nhà ma, coi như tôi được kiến thức giá nhà ở Thượng Hải cao chừng nào, thành ngữ. Ý chỉ lần này không phải tiếng bảo có ý mua nhà thật mà chỉ mượn cớ. Sau đó, Chúng tôi lưu lại số điện thoại của chị gái Thượng Hải, nói là về suy nghĩ thử đã, trong vòng 2 ngày sẽ trả lời cho chị ta. Có lẽ là chị ta thật sự quá muốn sang tay, lúc gần đi còn dặn dò chúng tôi lần nữa, tôi nói với mấy người nè, ở đoạn đường này, tìm khách Thượng Hải cũng không thấy giá nào rẻ hơn của tôi đâu. Mấy người suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như cảm thấy giá cả không phù hợp, chúng ta có thể bán lại mà. Tạm biệt chị gái Thượng Hải, chúng tôi mở bản đồ trên điện thoại ra tìm kiếm ở gần đây, muốn xem thử có văn phòng môi giới bất động sản nào tên là nhà nhà vui vẻ không. Khỏi phải nói, nhà nhà vui vẻ còn là chuỗi văn phòng môi giới bất động sản của một công ty, riêng khu Bảo Sơn này đã có hai văn phòng, tôi bấm mở một trang web trong đó, tìm được ngay người môi giới nhà tên Ngô Hạo Minh, còn có cả số di động của hắn. Sau khi kết nối điện thoại, tôi hẹn thẳng hẳn ra gặp mặt, nói là có người giới thiệu tôi đến đây, sau đó chúng tôi hẹn gặp Ngô Hạo Minh ở một tiệm Starbucks gần đây. Tôi bảo hắn tìm cho tôi vài căn hộ giá cả thấp hơn nhiều với mức giá thị trường mà hắn có, cũng chính là loại căn hộ có vấn đề như của nhà chị gái Thượng Hải. Khi ba chúng tôi bước vào tiệm Starbucks, tôi vừa nhìn đã nhận ra ai là Ngô Hạo Minh. Gương mặt này của hắn đã khắc sâu vào trong tàn hồn của Tiểu Ngãi, tôi chắc chắn sẽ không nhận sai. Quả nhiên chính là thằng nhãi này, Ngô Hạo Minh tầm 27, 28 tuổi, dáng người chắc nịch, nhìn thì biết là người thường xuyên tập thể hình. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, hắn vô cùng nhiệt tình, lấy ngay ra mấy căn hộ đưa cho chúng tôi tham khảo, trong đó bao gồm cả căn của nhà chị gái Thượng Hải. Có điều chúng tôi chắc chắn chẳng có hứng thú với những căn hộ trong tay hắn trái ngược, chúng tôi lại càng cảm thấy hứng thú hơn về con người hắn. Mấy lượt nói chuyện qua lại, chúng tôi còn lưu số điện thoại của nhau, hơn nữa còn hẹn ngày mai cùng đi xem nhà. Buổi tối trở lại khách sạn, tôi hỏi Đinh Nhất, anh có nắm chắc có thể khống chế tên Ngô Hạo Minh này không? Đinh Nhất cười khẽ đáp, đừng thấy thằng nhãi kia trông rất chắc địch, nhưng đó chỉ là do đi tập gym, ra đời là không ổn liền. Hẳn đối phó một người bình thường còn được, muốn đỏ với tôi, mười tên như hắn cũng không đủ tầm. Lòng tôi đã nắm chắc, vậy được, ngày mai chúng ta hẹn hắn đến nhà của chị gái Thượng Hải. Ở chỗ đó, hắn có tâm lý giết người nên nhất định sẽ chột dạ. Trước tiên cứ lừa hắn đã, nếu hắn chết cũng không thừa nhận thì anh cứ thẳng tay bắt hắn lại, rồi lột quần áo trói lên cơ quan công an đi. Tôi nhớ hình như còn có tiền thưởng đấy, nghe vậy, mắt chú Lê cũng sáng lên, có ư. Bao nhiêu? Tôi nhớ lại và nói, nếu cháu không nhớ lầm, hình như là 50.000 tệ. Thật ra tôi cũng chẳng nhầm vào tiền thưởng mà đến, chủ yếu vì đây là cách nhanh nhất buộc hắn lộ mặt chúng tôi chẳng phải cảnh sát thật sự không có thời gian nằm vùng mỗi ngày từ từ mà chờ không biết đến khi nào hắn mới lộ ra hình xăm sau lưng cho chúng tôi xem cho nên cách có hiệu quả nhanh chóng nhất chính là lột quần áo của hắn cho xong đương nhiên ngày mai tôi còn phải nhắc nhở đinh nhất mấy câu đừng xuống tay nặng quá đánh tàn phế thì không hay buổi sáng hôm sau chúng tôi tới nhà chị gái thượng hải đương nhiên lần này chị gái thượng hải cũng không xuất hiện mà là ngô hạo minh dùng chìa khóa mở cửa dẫn chúng tôi vào vừa vào nhà hắn đã lập tức nói giá của chỗ này vô cùng rẻ chỉ 28.000 một mét vuông, rẻ hơn những căn hộ cùng khu chung cư hơn 10.000. Tôi thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, tên nhãi này thật con mẹ nó đủ tham đấy. Một mét vuông kiếm lời của tôi 8.000, căn hộ 120 mét này phải kiếm lời từ tối hơn 100.000 đây chứ lại, rõ ràng tên nhãi Ngô Hạo Minh này không muốn ở đây lâu, hắn giới thiệu qua loa vài câu cho có lệ rồi muốn nhanh chóng đưa chúng tôi đi xem căn nhà tiếp theo. Có điều sao chúng tôi có thể cho hắn cơ hội này? Vì vậy tôi lại đột nhiên trừng mắt nhìn về cửa phòng vệ sinh sau lưng hắn và nói, bác gái này là ai thế? sao anh lại dắt theo đến xem nhà ngô hạo minh nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ cường gượng bác gái cái gì không phải anh đã biết chuyện về căn hộ này nên đùa giỡn với tôi chứ dĩ nhiên tôi sẽ không buông tha hắn dễ dàng tiếp tục trận mắt hoảng sợ nhìn phía sau lưng ngô hạo minh bác gái bác nói cái gì hả nói xong tôi chỉ thẳng vào mặt ngô hạo minh là anh bác gái nói là anh giết bác ấy con người mà làm chuyện trái với lương tâm trong lòng đều sẽ chột dạ ngô hạo minh bị tôi dọa như vậy sắc mặt xanh mét mồ hôi lạnh trên trán tuổi hết cả ra. hắn nuốt một ngụm nước bọt, cổ tỏ ra bình tĩnh. Chúng, chúng ta đi thôi, xem căn nhà tiếp theo đi. Ngô Hạo Minh muốn đi mở cửa, có điều khi vừa đi vào, Đinh Nhất đi sau cùng đã tiện tay khóa trái cửa lại. nhưng Ngô Hạo Minh kinh hoàng quá độ nên căn bản không thấy cửa phòng bị khóa trái, còn tưởng là ma chết quan trong nhà này không cho hắn đi. ngay tức thì dọa hắn tè ra quần. bác, bác gái, bác tha tôi đi, về sau mỗi năm thanh minh tôi đều sẽ đốt vàng mã cho bác. tôi thấy tên nhãi này hóa ra cũng là một con hàng nhát gan vì thế lạnh lùng nói sau lưng hắn anh chỉ đốt vàng mã cho bác gái thôi ư tôi thì sao anh không định đốt cho tôi một ít ư lúc này ngô hạo minh lập tức quay đầu lại nhìn về phía tôi toàn thân run rẩy chỉ vào tôi nói anh anh là ai tôi cố ý làm cho giọng nói the thé tôi có thể là ai chứ tôi là tiểu ngãi đây tôi chính là thợ xăm hình có tay nghề tốt nhất khu bảo sơn này ngô hạo minh nghe tôi nói như vậy lập tức ngồi phịch xuống đất đũng quần ướt nhẹp tốt lắm tên nhãi này thể mà bị tôi dọa tè ra quần tôi vốn tưởng kẻ đã giết ba mạng người chắc hẳn cũng là người gan to tàn nhẫn lắm nhưng không ngờ cũng chỉ là một kẻ nhắc cấy tôi không muốn giết cô cầu xin cô hãy buông tha tôi đi ngô hạo minh suýt nữa muốn quỳ xuống dập đầu với tôi tôi tiếp tục dùng giọng the thế nói với hắn anh hại chết tôi còn ném tôi ở nơi vừa tối vừa gió to sao tôi có thể buông tha anh được tối tối ư bên dưới cây cầu lớn đó rất sáng sủa mà ngô hạo minh nơm nớp lo sợ nói tôi nghe hắn nhắc tới bên dưới cây cầu lớn nhưng chúng tôi không phải người địa phương rất khó thông qua một chút manh mối như vậy để tìm được nơi vứt xác cho nên vẫn phải làm cho tự ngô hạo minh nói ra mới được vì vậy tôi tiếp tục hù dọa hắn tôi không biết mình bị nhốt ở đâu quỷ sai nói nếu không tìm ra thi thể của mình thì tôi sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai tôi không thể đầu thai cũng chỉ có thể vĩnh viễn quấn lấy anh hôm đó tôi thật sự không muốn giết cô tôi chỉ muốn đến xóa bỏ video giám sát ai ngờ cô đột nhiên trở lại tôi sợ bị cô nhận ra nên mới bất đắc dĩ giết cô cầu xin cô hãy buông ta tôi đi sau này hàng năm tôi nhất định sẽ đốt tiền giấy cho cô cuối cùng ngô hạo minh bị tội vừa dọa nạt vừa lừa phỉnh rốt cuộc nói ra hắn đã ném thi thể của tiểu ngãi dưới một cây cầu trên đoạn đường quốc lộ ở ngoại ô hàng năm chỗ đó hay dỗ những chiếc xe tư nhân phế thải thi thể của tiểu ngãi ở trong cốc của một chiếc Jetta ta màu xám bạc sau khi nhận được câu trả lời mà chúng tôi muốn tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát sau đó cảnh sát tìm được thi thể của tiểu ngãi đã thối rửa nghiêm trọng nằm bên dưới cây cầu ở đoạn quốc lộ mà ngô hạo minh nói Nghe nói đặc điểm duy nhất có thể xác nhận thân phận chính là hình xăm avatar của nhiếp tiểu vũ trên đầu vai của cô ta. Sau khi tìm thấy thi thể tiểu ngải, thân nhân của cô ta ở quê đã đến nhận, mặc dù kết quả này thực sự đáng tiếc, nhưng dương thọ do trời không do người. Tiếp đến là nhiếp tiểu vũ, sau khi biết rõ mọi chuyện, cậu ta đã giấu tên gửi cho gia đình tiểu ngải 100.000 tệ, đồng thời tìm một thợ xăm hình đến xăm thêm hai ký hiệu 11 dưới hình xăm cá heo, coi như để tưởng niệm một fan hâm mộ đã vì xóa bỏ video giúp mình mà bị hại chết. Sau đó, để chắc chắn tiểu ngải đã rời đi, Tôi mời cậu ta đến uống rượu, lần này tôi chuốt cho cậu ta hơi quá tay, khiến cậu ta nôn thốc nôn tháo, cuối cùng ma nữ thì không thấy xuất hiện nhưng tôi vẫn phải cởi hết quần áo của cậu ta ra. Sau khi chuyện này kết thúc, nhiếp tiêu vũ rất biết ơn chúng tôi. Chú Lê vẫn nhớ ngày sinh của cậu ta quá nhẹ, nên đã đưa cho cậu ta một mảnh ngọc trấn hồn, dù không phải loại đắt đỏ gì, nhưng mạnh hơn mấy loại bùa chú nhiều. Sau khi chúng tôi quay về từ Thượng Hải, Bạch Kiện gọi tôi và Đinh Nhất đến nhà anh ta ăn cơm, nghe tôi kể chuyện xảy ra ở Thượng Hải, anh ta cười trêu chúng tôi là người Triều Dương một danh xưng của cư dân mạng đặt cho dân cư ở khu Triều Dương, Bắc Kinh, vì đã can đảm báo cáo chuyện nhiều người nổi tiếng đến hút ma túy và chơi gái ở đây và được cảnh sát tuyên dương. Câu này ám chỉ những người can đảm dám diên rờ của NG tôi nghe vậy liền khoát tay lia, đừng, tôi nào dám nhận, bọn tôi cùng lắm chỉ là người dân bình thường của thành phố, tích cực phối hợp với cảnh sát để chống lại phần tử tội phạm thôi. Nói xong tôi ôm bả vai Bạch Kiện và nói, anh nói có đúng không? Đồng chí cảnh sát, Bạch Kiện lúc này cũng hơi say rồi, anh ta liêm diên mắt, đúng, ngày mai anh sẽ tặng cậu một lá cờ biểu dương nhé. Tôi nghe vậy thì cười đẩy anh ta ra, thôi đi. Anh cứ giữ cái đó lại treo ở phòng làm việc của các anh ấy. Trong lúc chúng tôi đang treo chọc nhau thì điện thoại của Bạch Kiện đổ chung, anh ta liếc điện thoại một cái, sắc mặt lập tức nặng nề. Vợ anh ta thấy vậy thì nhướng mày, hỏi, không phải là đã nói không có chuyện gì sẽ không gọi điện thoại tìm anh sao? Bạch Kiện vội vàng xoa mặt và nói, có lẽ có án lớn, anh và tiểu viên uống rượu nên không thể lái xe, cậu với Đinh Nhất đưa anh qua đó đi nói rồi anh ta đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt để tản bớt mùi rượu sau khi ra khỏi nhà bạch kiện báo địa chỉ cho đinh nhất đó là một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố có người phát hiện mấy mảnh xương giống xương người dưới giếng hoang tất nhiên nếu họ đã liên lạc với bạch kiện vậy thì tám chính phần đó chính là xương người lúc chúng tôi lái xe đến hiện trường thấy khung cảnh nơi này rất náo nhiệt mấy ngọn đèn pha chiếu sáng choang cả hiện trường bởi vì lúc ấy còn có cả phân cục cảnh sát khác ở đó cho nên tôi với đinh nhất không tiện đi vào hiện trường ngay sau khi đưa họ đến nơi an toàn chúng tôi lái xe về nhà lúc đó tôi cũng không để tâm đến chuyện này dẫu sao đây cũng là tính chất công việc của bạch kiện các vụ án phát sinh bất ngờ là chuyện bình thường không ngờ sáng hôm sau trên mạng có một tin tức rất lớn nói là tại một giếng hoang trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố phát hiện một lượng lớn hài cốt trẻ em tôi nhìn địa chỉ trên internet thì thấy đây đúng là địa chỉ tối qua chúng tôi đưa bạch kiện và viên mục giả đến khó trách hôm qua có nhiều cảnh sát đến vậy đây đúng là một đại án động trời Đáng tiếc bây giờ cảnh sát đang phong tỏa tin tức rất cắt, những bài báo này cũng chỉ là tin đồn không có chứng cứ thôi, chân tướng thực sự thì trừ khi chính miệng Bạch Kiện nói ra, còn lại thì tất cả đều là nói nhảm. Tối đó, chúng tôi và chú Lê đến nhà một vị khách VIP, cũng chính là nhà tưởng chí quân. Hôm nay nhà ông ta xảy ra chút chuyện, cho nên sáng sớm đã vội vàng gọi điện thoại cho chú Lê cầu cứu. Chú Lê nghe đầu đuôi mọi chuyện xong, bảo ông ta trước hết bình tĩnh đừng nóng vội, chuyện dù có khẩn cấp thế nào đi nữa cũng phải chờ buổi tối mới tính, chuyện là Tối qua khi tưởng chí quân đang ngủ ở nhà, đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng động trong tủ quần áo phòng mình ông ta mơ mơ màng màng ngồi dậy khỏi giường cẩn thận lắng nghe hình như là có tiếng người khóc lúc này tưởng chí quân mới vội vàng mở đèn ở đầu giường sau đó lấy hết trang đảm đi đến trước tủ quần áo rồi bất ngờ mở cánh tủ ra nhưng bên trong tủ quần áo không có gì cả lúc đầu tưởng chí quân tưởng mình nằm mơ vì vậy ông ta tắt đèn trở về giường ngủ tiếp nhưng vừa mới ngủ một chút thì tiếng khóc đó lại vang lên lần này tưởng chí quân không vội mở đèn mà nằm trên giường cẩn thận lắng nghe chắc chắn đây không phải là nằm mơ hơn nửa lần này ông ta có thể khẳng định trăm phần trăm tiếng khóc nhất định phát ra từ tủ quần áo bình thường tưởng chí quân thường để một con dao găm ở dưới giường để phòng thân đây là thói quen từ lúc ông ta còn trẻ đi làm ăn ở nga không ngờ mấy thập niên sau vẫn còn có thể sử dụng đến con dao găm này nghĩ vậy tưởng chí quân từ từ móc con dao dưới giường ra sau đó nhích từng chút một tới gần tủ treo quần áo sau đó lúc tưởng chí quân gọi cho chú lê kể lại thứ mình nhìn thấy ông ta còn không tự chủ được mà phát run cả người nếu không phải lúc đó quá muộn thể nào ông ta cũng trực tiếp lái xe đến ngay nhà chú lê rồi thì ra đêm qua khi tưởng chí quân mở tủ quần áo lần thứ hai lại nhìn thấy một mặt khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt ông ta sợ đến ngã ngồi trên đất sau đó tưởng chí quân vất vả lắm mới bò dậy được chạy một mạch ra khỏi nhà đến khách sạn ở một đêm trời vừa sáng ông ta lập tức gọi cho chú lê cầu cứu khi chúng tôi tới biệt thự của tướng chí quân thấy ông ta đã ngồi trong xe chờ sẵn xem ra đúng là ông ta bị dọa sự thật có lẽ từ tối hôm qua sau khi chạy ra ngoài thì ông ta không quay trở lại nhà nữa tưởng chí quân thấy chúng tôi thì lập tức xuống xe đi tới ông ta thấy chú lê liền kéo tay chú ấy và nói lão lê à lần này anh phải cứu tôi biệt thự này tôi mua mấy năm trước không thể nào có cái gì không sạch sẽ được chú lê vội vàng trấn an ông ta trước tiên anh đừng hoảng để tôi xem đã sau đó chú lê cầm la bàn dẫn đầu đoàn người đi vào ban đầu tưởng chí quân không muốn vào cuối cùng chú lê nói với ông ta anh không vào thì làm sao tôi biết được là nơi nào có vấn đề cuối cùng tưởng chí quân mang vẻ mặt căng thẳng đi theo sau chúng tôi phải nói biệt thự này của tướng chí quân đúng là rất xa hoa, từ trên xuống dưới căn nhà đều là đá cẩm thạch thiên nhiên, nguy nga lộng lẫy như hoàng cung, nhưng lại không có cảm giác gia đình, sau đó mấy người chúng tôi đi thẳng lên phòng ngủ của tướng chí quân ở tầng 3, tủ quần áo trước đó xuất hiện ma vẫn còn mở, bên trong lờ mờ thấy được treo rất nhiều quần áo. Chú Lê đi trước, chú cầm la bàn từ từ đi đến tủ quần áo, lúc này cây kim la bàn bắt đầu xoay tròn, xem ra tướng chí quân nói không sai, vấn đề chính xác nằm trong tủ treo quần áo. Vì vậy, chú Lê định mở hết cánh tủ quần áo, để xem rõ bên trong thế nào. Ai ngờ chú ấy vừa đưa tay lên thì cửa tủ đã đóng trầm lại. Mấy người chúng tôi cũng không ngờ thứ kia lại ngang tàn như vậy. Nhìn thấy chúng tôi mà nó không hề tránh né, còn trực tiếp đóng cửa tủ quần áo lại chứ. Cũng lâu rồi chủ Lê chưa gặp âm hồn nào có tính khiêu chiến như vậy. Trên mặt chú lộ ra vẻ hung phấn. Chú quay lại nói với Đinh Nhất: bật đèn. Thầy muốn xem thứ gì đang tác quay tác quái trong này. Đinh Nhất nghe vậy bèn xoay người, mở hết đèn trong phòng ngủ. Một tiếng tách vang lên là nháy mắt bốn phía đã sáng trưng. Bản năng của con người luôn có nỗi sợ đối với bóng tối, nên khi phòng sáng lên trong lòng mọi người lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều lúc này tôi quay đầu nhìn về phía tướng chí quân phát hiện ông ta đã lui ra ngoài cửa mặt đầy kinh hãi nhìn cánh cửa tủ quần áo đang đóng chặt kia giống như chỗ đó bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thứ gì kinh cũng lao ra thật ra có chú lê ở đây ông ta không cần phải sợ hãi đến vậy bởi vì trong lòng tôi những hồn ma bình thường không thể tác động nhiều đến người sống được nghĩ vậy tôi từ từ đi đến trước tủ quần áo nhẹ nhàng kéo cánh cửa tủ cánh cửa rất dễ dàng bị tối mở ra nương theo ánh sáng đèn phòng tôi có thể thấy bên trong toàn là quần áo của các nhãn hiệu nam nổi tiếng. Sau khi chú Lê thấy cửa tủ quần áo bị tôi mở ra, liền cầm la bàn lại gần, chú ấy càng đến gần thì cây kim la bàn trên tay chú ấy chuyển động càng nhanh. Lấy quần áo trong tủ ra từng cái một, chú Lê chậm rãi nói, Đinh Nhất nghe lời đưa tay vào tủ quần áo, lấy ra từng cái một đưa đến trước la bàn chú Lê đang cầm, mấy cái đầu đều không vấn đề gì, khi cầm đến bộ vét màu xám đậm, la bàn lập tức có phản ứng, xem ra vấn đề nằm ở bộ đồ này. Đây là một bộ vét thu đông của Versace không ngờ tướng chí quân đã gần 60 rồi mà vẫn có gu thời trang tốt như vậy, đúng là có tiền làm gì cũng được. Chú Lễ nhìn bộ vét chầm chầm, sau đó quay đầu hỏi tướng chí quân, bộ quần áo này anh mua lúc nào? Tưởng chí quân nghe chú Lê hỏi vội vàng đi lại trước giường, nhìn qua rồi nói, các bạn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, hôm qua tôi mới mua ở cửa hàng, chẳng lẽ bộ đồ này có vấn đề? Nhưng, những bộ vest này là đồ mới mà. Sau khi tôi mua về mới cắt tem mát chú lê nhìn kỹ lại sau đó lại dùng la bàn thử lần nữa nhưng âm khí đúng là xuất phát từ bộ trang phục này trăm phần trăm bộ đồ này có vấn đề sau đó tôi kiểm tra cẩn thận trong ngoài bộ vét một lượt nhưng không tìm được thứ gì khả nghi chú lê trầm tư suy nghĩ một lúc mới trầm giọng nói với tưởng chí quân có lẽ do bộ đồ này có vấn đề bây giờ anh xuống nhà chờ đi tôi làm phép chiêu hồn xem thế nào nét mặt tướng chí quân giống như nhận được đại xá nhanh chóng quay lưng rời đi có lẽ ông ta chỉ chờ câu này của chú lê chú lê thấy tưởng chí quân đi xuống rồi chú mới nhìn bộ vét trên giường rồi lạnh giọng quát dương thọ do trời định nếu đã tận số vì sao không đến âm ti báo danh nếu bây giờ mi rời đi ta có thể coi như chưa từng nhìn thấy mi không ngờ chú lê vừa dứt lời đèn trong phòng đột nhiên lóe lên vài lần chập chờn muốn tắt chú lễ hừ một tiếng muốn cho mi thể diện mà mi không cần ta thấy mi cũng mới làm ma chưa có kinh nghiệm nên mới khách sáo với mi nếu không ta cũng không dây dưa làm gì ý của chú lê là con ma này là ma mới nhưng nếu là ma mới sao lại chui vào trong bộ vét tưởng chí quân vừa mua nhưng con ma vét này mặc kệ chủ lê có dụ dỗ dọa nạt thế nào cũng không để ý đến chủ ấy chú lễ tức sắp bốc khói trên đỉnh đầu thật ra tôi biết chú lê sẽ không tùy tiện đánh tan âm hồn trừ phi bị ép đến đường cùng vì chú ấy luôn nói đó là nghiệp chướng tích góp nhiều sẽ phải trả đinh nhất thấy chú lê nói nhẹ không được liền lấy một cái bật lửa ra nói không cần nhiều lời với hắn đốt bộ đồ này đi kết quả anh ta vừa dứt lời thì có tiếng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên đừng đốt tôi nghe xong lập tức giơ ngón cái với đinh nhất thầm nghĩ quả nhiên phương pháp thô bạo nhưng đơn giản này có hiệu quả biết trước đã không phải tốn lời như vậy lúc này từ trong bộ đồ vét có một làn khói xanh chậm rãi bay ra tiếp đó xuất hiện một khuôn mặt nhợt nhạt một người thanh niên trẻ tuổi cao gầy xuất hiện trước mặt chúng tôi chú lê lạnh giọng nói cậu tên gì vì sao lại ám vào bộ đồ này người thanh niên nghe chú lễ hỏi vẻ mặt mờ mịt suy nghĩ thật lâu mới lắc đầu nói tôi tôi không nhớ gì cả tôi cũng không muốn ở trong bộ đồ này nhưng tôi không đi được chú lê nghe xong mà thấy đau đầu không ngờ con ma này lại là ma hồ đồ không biết mình là ai cũng không biết mình chết như thế nào càng không biết vì sao mình lại ám vào bộ đồ này chú lê hỏi mãi vẫn chẳng biết được thông tin gì cuối cùng đành để cậu ta quay về trong bộ đồ xem ra muốn tiễn cậu ta đi còn phải đi điều tra xem cậu ta là ai nữa sau đó chúng tôi cầm bộ vét đi xuống tầng nhìn thấy tưởng chí quân đang sợ hãi ngồi trên ghế salon ở phòng khách thấy chúng tôi cầm theo bộ vét đi xuống vội vàng nói thế nào đuổi được rồi à chú lê nói tối nay anh cứ an tâm ngủ đi trong phòng anh không có vấn đề gì ngôi nhà cũng không sao tưởng chí quân nghe vậy thở vào vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi việc này đã giải quyết triệt để rồi phải không chú lê lắc đầu không đơn giản như vậy chờ đến sáng mai anh dẫn chúng tôi đến nơi anh mua bộ đồ này kiểm tra kỹ lại xem đã sáng hôm sau tưởng chí quân đùng đùng giận dữ dẫn chúng tôi đến cửa hàng chuyên bán vét nhân viên bán hàng bị dọa mặt mũi trắng bệch có lẽ tưởng chí quân là khách vip ở đây cho nên thái độ rất kiêu ngạo đến nơi chỉ nói một câu gọi quản lý đến đây. Lát sau, một người đàn ông vóc người trung bình vội vàng đi tới, nhìn thấy Tưởng Chí Quân lập tức cười chào hỏi, "Ô, tổng giám đốc Tưởng, hôm nay có chuyện gì vậy? Có phải chỗ chúng tôi phục vụ có gì chưa tốt không ạ? À? Ngài đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói." Tưởng Chí Quân hừ một tiếng, sau đó chỉ bộ vét trong tay đinh nhất, "Đây là bộ đồ tôi mới mua ở chỗ các anh, hôm nay tôi mang đến để hỏi lại, bộ này là đồ mới phải không?" Người quản lý cửa hàng lập tức khẳng định thương hiệu của bọn họ nổi tiếng toàn thế giới, hàng bán ra từ cửa hàng chắc chắn đều là đồ mới, tuyệt đối không có đồ dùng lại chú Lê thấy tưởng chí quân dọa người quản lý, cứ thế mà hỏi thì chắc chắn không hỏi được gì nên chú ấy nên cười nói, anh yên tâm, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để bắt đền. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ, bộ đồ này có chắc chắn là chưa từng bị đưa ra ngoài cửa hàng không? Chỉ cần anh làm rõ chuyện này giúp chúng tôi, sau này quần áo tổng giám đốc tưởng mặt các mùa đều mua ở cửa hàng anh. Người quản lý cửa hàng nhớ mày, anh ta đương nhiên có thể khẳng định quần áo trong cửa hàng của mình đều là đồ mới hoàn toàn, nhưng có thể đảm bảo nhưng lại không thể chắc chắn những bộ đồ này chưa từng bị đưa ra khỏi cửa hàng. Dù sao những trang phục này đều là hàng cao cấp, có khách hàng đến mua tặng người khác khó tránh được có lúc không đúng kích cổ, những thương hiệu thời trang quốc tế như bọn họ, ngoài chất lượng của sản phẩm dịch vụ khách hàng cũng rất quan trọng. Cho nên quản lý cửa hàng không dám nói bộ đồ này chưa từng rời khỏi cửa hàng. Cuối cùng anh ta tìm nhân viên phụ trách dòng trang phục này đến kiểm tra ghi chép, bộ trang phục này đúng là có người đổi lại. Theo như ghi chép bán hàng, bộ đồ này vào ngày 26 tháng trước có một vị khách đến mua, đến chiều hôm đó trước lúc đóng cửa đã vội vàng mang đến, nói là hơi rộng. Sau khi nhân viên bán hàng kiểm tra thấy quần áo không có vấn đề gì, mới đổi cho người đó bộ đồ nhỏ hơn một số, tưởng chí quân biết đồ mình mua đã bị người khác đổi thì rất tức giận, nhưng vừa định lên tiếng thì chú Lê đã nói với ông ta, lúc này không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc quan trọng nhất là tìm được người khách đã đổi lại bộ đồ này tiếc là vị khách kia không phải là khách vip của cửa hàng nên trừ số điện thoại thì không có thông tin nào khác nhưng với chúng tôi thì có số điện thoại này là tốt rồi sau đó chúng tôi thông qua số điện thoại này tìm được một người phụ nữ người phụ nữ này lúc đầu còn rất ngang ngược có lẽ tưởng tôi là nhân viên bán hàng cực kỳ bất mãn nói lúc đó các anh đã kiểm tra quần áo và nói không có vấn đề gì bây giờ lại tìm tôi có việc gì tôi nhẫn nhịn nói thưa bà tôi không phải người của cửa hàng bán đồ tôi có chuyện này muốn bà nghe thật cẩn thận vì chuyện này rất quan trọng bà ta không ngờ tôi sẽ nói vậy, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, cậu nói đi. Tôi nghiêm túc nói, ông chủ của tôi là chủ nhân bộ đồ mà bà đã đổi, ông ấy không phàn nàn gì về chất lượng của bộ đồ, chỉ là chủ nhân trước của bộ đồ này hình như rất thích nó, nên vẫn luôn đi theo ông chủ của tôi. Bà ấy mất một lúc mới hiểu được điều tôi nói, đột nhiên bà ấy xúc động và nói, anh nói là tiểu triết đi theo ông chủ của anh. Chuyện này sao có thể, không thể nào. Tôi nhắc lời bà ấy, tiểu triết mà bà nói đến là một thanh niên có vóc người gầy gò, khoảng chừng 20 tuổi phải không? đúng đó chính là tiểu triết bà ấy trả lời kèm theo tiếng khóc nức nở tôi thở dài nói tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau nói chuyện một chút sau đó chúng tôi hẹn gặp bà ấy ở một cửa hàng cà phê chúng tôi ngồi đợi được một lúc thì thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt lo lắng đẩy cửa bước vào xem ra đó chính là người đã nghe điện thoại người phụ nữ này tên là ngô diễm bộ đồ đó là bộ mà bà ấy mua cho người con trai mới chết chưa lâu sau khi ngồi xuống bà ấy liếc mắt nhìn bộ âu phục chúng tôi để bên cạnh mắt hồng lên nói tiểu triết thật sự ở đây sao chú lê gật đầu tiểu triết qua đời lúc nào vẻ mặt ngô diễm đầy bị thương tiểu triết qua đời vào đêm ngày 25 tháng trước nó ra đi rất đột ngột chúng tôi vẫn chưa chấp nhận được nhưng người đã đi rồi chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này lúc còn sống nó rất thích nhãn hiệu quần áo này tôi muốn nó vui nên đã mua cho nó một bộ âu phục nhưng khi mặc vào mới thấy bị rộng hơn một số không còn cách nào khác tôi đành quay lại cửa hàng để đổi số nhỏ hơn tôi nghe mà thấy ấn lạnh người phụ nữ này nghĩ gì vậy quần áo đã mặc cho người chết còn dám cầm đi đổi cho dù bộ đồ đó có đắt đến thế nào cũng không thể làm vậy chứ. Đây không phải là việc rất thiếu đạo đức sao. Quan trọng là nghe giọng điệu bà ấy nói thì đây như là việc đương nhiên, không cảm thấy có gì không ổn cả. Có điều, chủ Lê cũng không quan tâm đến điều này, vì cái bây giờ chúng tôi muốn là tiễn âm hồn này đi, thế nên chú Lê chỉ than nhẹ, còn trẻ như vậy đã chết đúng là đáng tiếc, chắc lúc bà mặc đồ cho cậu ấy, hồn phách cậu ấy còn chưa rời khỏi cơ thể. Nhưng khi bà cởi bộ đổ ra đi đổi lại thì đúng lúc hồn phách rời ra nên khiến hồn phách của cậu ấy bị giữ trong bộ đồ, không thể đi được mặt Ngô Diễm biến sắc, vội vàng nói: vậy tôi phải làm thế nào thì con tôi mới có thể sớm đầu thai? Chú Lê nghĩ một chút rồi hỏi bà ấy: xin thứ cho tôi hỏi thẳng, tôi thấy con bà trước khi chết dáng người cao gầy, khóc mắt hãm sâu, không biết khi còn sống có phải cậu ta có đam mê gì đó không tốt phải không? Ngô Diễm nghe chú Lê hỏi vậy, không hề phản bác, thần sắc buồn bã nói: hai người chúng tôi vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, không để ý đến tiểu triết, từ nhỏ đã để nó cho bà nội, người già chăm trẻ nhỏ, chắc chắn sẽ luôn chiều hơn. Đến lúc chúng tôi đón tiểu triết về thì thằng bé đã bị bà nó chiều thành hư rồi. Sau đó Ngô Diễm kể cho chúng tôi biết, lúc họ đón tiểu triết về, cậu ta đã 12 tuổi, đã hiểu biết và có nhận thức, nhưng không hề nghe lời. Bọn họ đánh không được, mắng không được, có chuyện gì không hài lòng là dọa sống dọa chết. Chuyện làm ăn của vợ chồng Ngô Diễm cũng bận rộn, không có cách nào dạy dỗ con, chỉ cần nó không nghe lời là lại đưa tiền cho nó, dần dần khiến tiểu triết trở nên ích kỷ, muốn cái gì phải đặt bằng được, không được thì nhất định không bỏ qua. Có lẽ Ngô Diễm cũng không thể ngờ, tiểu triết lại, nghiện, đến lúc bọn họ phát hiện ra thì cậu ta đã hút được mấy năm rồi. Bây giờ nghĩ lại, Ngô Diễm rất hối hận, nếu như không phải bọn họ không quan tâm đến con thì đã không khiến nó rơi vào kết cục như vậy. Sau khi biết con trai nghiện hút thuốc viện, Ngô Diễm nghĩ trăm phương ngàn kế để cai cho con, nhưng vì không nở nên không đưa con đến trại cai nghiện, mà giữ con ở trong nhà tự cai. Ngày 25 tháng trước, nhân lúc Ngô Diễm không để ý, tiểu triết chạy trốn được ra ngoài. Kết quả vì mấy ngày không được hút nên lên cơn thèm nặng, hút quá liều, đến lúc phát hiện ra đưa đến bệnh viện thì đã không cứu được nữa biết toàn bộ ngọn nguồn sự việc chú lê giao bộ âu phục đó cho ngô diêm để bà ấy nhanh chóng đặt bộ đồ vào trong mộ tiểu triết thì sẽ không có chuyện gì nữa sau này tôi có hỏi chủ lê việc này chỉ đơn giản như thế là giải quyết được sao không cần làm phép gì đó a à, chú lệ chép miệng nói chú thấy âm hồn của tiểu triết không còn nhớ gì chuyện lúc còn sống nữa nhưng vẫn không từ bỏ được tính cách ương bướng trẻ con cho dù chú có làm lễ cũng chưa chắc tiễn được cậu ta đi vĩ cậu ta vẫn tham luyến trần gian không muốn rời so với việc phí sức như vậy thì cứ trực tiếp bỏ bộ đồ kia vào mộ của cậu ta là xong. Vì như thế, cậu ta muốn đợi bao lâu thì đợi, dù sao âm hồn đã vào trong mộ rồi cũng không ảnh hưởng đến người sống nữa. Chuyện này đã khiến tưởng chí quân hình thành một thói quen, là bất luận mua quần áo gì cũng đều bắt nhân viên bán hàng phải lấy ra một bộ hoàn toàn mới, chứ nhất quyết không chịu lấy đồ đã treo lên kệ. Sau khi xong chuyện của tưởng chỉ quân, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện, anh ta muốn tôi hỗ trợ. Tôi đoán là vụ án xương trắng dưới giếng sâu kia gặp khó khăn, nên bảo anh ta chờ tôi và Đinh Nhất ăn trưa xong sẽ qua đó, không ngờ Bạch Kiện lại nói, "Không sao, hai người đến đây đi, hôm nay bọn anh có món thịt dê kho tàu, gọi thêm hai phần cho các cậu." Nghe anh ta vội vàng như thế tôi cũng không phản đối, tôi bảo Đinh Nhất lái xe đến đó. Lúc chúng tôi đến nơi, thấy Bạch Kiện và mấy đồng nghiệp vẫn chưa ăn, đang chờ chúng tôi đến. Mặc dù chỉ là bữa ăn trong lúc làm việc, nhưng để nhiều người phải chờ mình như vậy cũng hơi ngại, tôi cười và nói với Bạch Kiện, "Các anh không ăn trước đi." Mọi người đều chờ làm bọn tôi ngại quá. Bạch Kiện cười mắng, cậu bất tự cho mình quan trọng đi được không? Bọn anh vì bản án không có đầu mối nên ăn không ngon thôi, tôi mở một phần cơm nhìn qua, đúng là có thịt dê kho tàu. Đúng lúc chúng tôi đều đói, nên chào hỏi qua mọi người rồi vội vàng ăn, cho dù vụ án không có đầu mối cũng không thể để bụng đói mà làm việc được chứ, mấy người đồng nghiệp của Bạch Kiện thấy chúng tôi bắt đầu ăn, ngồi nhìn thì không tiện, nên cũng mở hộp cơm ra ăn. Tôi vừa ăn vừa hỏi Bạch Kiện, hiện nay các anh tra được đầu mối gì rồi? Bạch Kiến thở dài, nói thật với cậu mấy ngày nay bọn anh vẫn chưa ra ra được manh mối gì. Sau đó Bạch Kiện nói cho chúng tôi biết, khu công nghiệp này được đưa vào hoạt động cách đây 13 năm, bên trong đều là các nhà máy có quy mô vừa. Nhưng mấy năm trở lại đây do hệ thống xả thải không đạt tiêu chuẩn, cho nên có mấy nhà máy đều lần lượt ngừng hoạt động. Hai ngày trước, chính là tối hôm chúng tôi đến nhà Bạch Kiện ăn cơm, có mấy đứa trẻ ở thôn bên cạnh lén vào đây chơi, có một bé trai trượt chân rơi xuống chiếc giếng kia, may mà lúc đó có nhiều đứa đi cùng, thấy nó bị rơi xuống giếng, lập tức có đứa chạy về thôn gọi người. Chờ người lớn trong nhà chạy đến nơi, mới thấy giếng này phải sâu mười mấy mét nếu chỉ dựa vào bọn họ thì không đưa được cậu bé lên nên họ gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy xin giúp đỡ nhân viên phòng cháy nhanh chóng đến hiện trường cậu bé bị rơi xuống giếng vẫn còn tỉnh táo vẫn có thể nói chuyện với người bên trên điều này chứng minh dưới đó vẫn có không khí thế nên đội viên đội phòng cháy tìm một người đồng nghiệp dáng người hơi gầy buộc dây thường đi xuống cứu người lên vì miệng giếng hơi nhỏ cho nên việc cứu người không dễ dàng gì có điều đội hình bên trên cũng đông đảo nên rất thuận lợi người đội viên kia nhanh chóng đưa cậu bé lên trên không ngờ cậu bé vừa được đưa lên đã khóc lóc nói bên dưới còn một bé gái nữa bảo đội viên này nhanh xuống dưới cứu cô bé lên lúc này mọi người đều bối rối không phải mấy đứa trẻ nói chỉ có mình cậu bé này rơi xuống thôi sao sao lại có thêm một cô bé nữa đội phòng cháy chữa cháy lúc đó hỏi người đội viên đã xuống dưới dưới đó có bao nhiêu đứa tre người kia cũng thấy kỳ lạ không thể nào lúc tôi đi xuống chỉ thấy có mình cậu bé kia thôi nhưng cậu bé mới được cứu lên vẫn thăng thăng phía dưới còn một cô bé nữa mà trước đó người dân báo cảnh sát cũng vội vã không nói rõ có bao nhiêu đứa trẻ rơi xuống giếng. Cuối cùng để đảm bảo, người đội viên kia vẫn xuống giếng lần nữa. Nhưng lần xuống giếng này lại tìm được thứ khiến mọi người đều sợ hãi. Hóa ra lúc nãy, đội viên kia xuống chỉ để ý cậu bé có bị thương hay không, chứ không để ý dưới chân cậu bé là thứ gì. Lần này anh ta xuống mới phát hiện, bên dưới những đám lá khô là từng chồng xương trắng. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nhiều xương đến vậy, mới đầu còn tưởng là xương động vật. Nhưng đến khi anh ta tìm thấy một cái đầu lâu mới nhận ra, những xương này có lẽ là xương người. Để chứng minh những gì mình nhìn thấy, đội viên kia đình mang một cái đầu lâu lên, dù xung quanh đang có rất đông người dân trong thôn nhưng tất cả đều bị dọa sợ. Đội trưởng Triệu của đội phòng cháy chữa cháy nhìn thấy cảnh này, lập tức bấm 110 gọi cảnh sát, sau đó đem tình hình hiện trường nói qua để cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Cảnh sát tuần tra 110 đến trước, dưới sự trợ giúp của nhân viên phòng cháy chữa cháy, bọn họ xuống giếng lần nữa, sau khi xác định trong giếng có một lượng lớn xương người, họ lập tức gọi cho đám bạch kiện hôm đó hiếm khi bạch kiện có được ngày nghỉ cho nên trước đó đã giao hẹn với đồng nghiệp nếu không có vụ án lớn thì để anh ta nghỉ ngơi một ngày đúng là số anh ta đen sớm biết có vụ án lớn thế này cho mình thì anh ta không xin nghỉ một ngày cho xong sau khi bạch kiện và viên mục giả đến nơi nhóm pháp y cũng đã thu thập được hết xương dưới giếng cả một đêm làm việc đến lúc xong thì trời cũng đã sáng đêm hôm đó pháp y thu được bảy bộ hài cốt từ dưới giếng lên ngoại trừ một bộ bị rời xương đầu các bộ khắc hầu như còn nguyên vẹn có điều nhìn từ kích thước và quần áo của mấy bộ hài cốt này thì đây đều là các bé gái lúc tôi nghe bạch kiện nói đến đây trong lòng rất tức giận loại người điên cùng đến thế nào lại giết hại bảy bé gái rồi ném xuống cái giếng hoang này dựa theo quần áo những cô bé này mặc trên người bọn bạch kiện không khó để nhận ra những thi thể này không bị vứt cùng một lúc mà là bị vứt nhiều lần khác nhau ở các mùa các năm khác nhau vì có cô bé mặc váy quần đùi cũng có áo bông quần bông thế nhưng những trang phục này không nói lên được thân phận của hài cốt vì những trang phục này đều rất phổ biến kiểu dáng cũng là kiểu dáng của mấy năm trước không giúp ích được gì trong việc tìm kiếm thân nhân của hài cốt lúc đầu đám bạch kiện cũng định phong tỏa tin tức chờ vụ án có manh mối mới phát thông báo chính thức nhưng trong những người dẫn đến xem hôm đó có người đã đăng tin này lên trên mạng hơn nữa còn thêm mắm thêm muối khiến sự việc khoa trương nghiêm trọng lên rất nhiều thật sự khiến bọn bạch kiện tức nghiến răng nghiến lợi cuối cùng không còn cách nào khác bọn họ đành phải điều tra bất kể ngày đêm liên tục mấy ngày liền nhưng vẫn không tra ra được manh mối nào hiện nay ngoại trừ những thông tin cơ bản về thi thể thì không có thông tin gì khác thật ra chuyện này cũng không thể trách đám bạch kiện được bọn họ mấy ngày nay đã đem tất cả những gì có thể mang lại manh mối điều tra hết nhưng khu công nghiệp này thực sự quản lý quá kém hơn nữa trong mấy năm gần đây có không ít nhà đã ngừng hoạt động cho nên không có camera giám sát nói về những hài cốt này đa phần đều là những bé gái từ 7 đến 12 tuổi từ những hài cốt này có thể thấy trước khi chết họ không phải chịu ngoại thương nào cũng không có dấu hiệu gãy xương có điều căn cứ theo báo cáo pháp y phân tích mức độ xương những thi thể này ít nhất đã nằm dưới giếng được 5 năm rồi. Bọn Bạch Kiện vì muốn nhanh chóng xác nhận thân phận thi thể, đã đem tư liệu của những đứa trẻ bị mất tích trong khoảng thời gian tương ứng so sánh, nhưng con số nghi ngờ lên đến gần trăm người, hơn nữa trong cả nước địa phương nào cũng có, để đối chiếu kiểm tra thì rất khó khăn. Nghe Bạch Kiện nói vậy, tôi hiểu anh ta gọi tôi đến đây làm gì rồi. Tôi nhổ miễn xương dê cuối cùng trong miệng ra nói, anh muốn tôi xem những bộ xương kia. Bạch Kiện chấp hai tay lại và nói, vô cùng cảm kích, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tối cười, được ăn của người thì phải làm việc cho người thôi đi nào qua đó xem thế nào bạch kiện nhìn qua đống xương dê tôi vừa ăn xong cậu chắc chắn không cần chờ thêm chút nữa chứ tôi tỏ vẻ sao cũng được nói không cần không phải là xương người chết sao cũng không phải xem người lớn bạch kiện nghe xong buồn cười nói ái chà chà bây giờ cậu cũng có nhiều kinh nghiệm nhỉ tôi nghiêm túc vỗ vỗ vai anh ta nói anh yên tâm tôi chắc chắn có nhiều hơn anh sau đó chúng tôi đi theo bạch kiện đến phòng pháp y vì số lượng hài cốt lớn nên mấy vị pháp y sau khi lắp ráp hoàn chỉnh hài cốt thì bày từng cái ở ngoài sảnh phòng pháp y nên khi tôi và đám bạch kiện vừa lên đến tầng đã thấy những hài cốt kia nói thật cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy những hài cốt này của tôi chính là chấn động còn nhớ lúc tôi quen bạch kiện cũng là một vụ án giết người hàng loạt cũng nhờ vụ đó mà bạch kiện vang danh trong giới cảnh sát không ngờ mấy năm sau lại gặp lại vụ án kinh thiên động địa thế này thật ra về tình người tôi không chấp nhận được chuyện người bị hại còn nhỏ thế này các cô bé còn chưa biết thế nào là cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp đã gặp phải điều ác khiến tôi thực sự không đành lòng nhìn lại ký ức tàn hồn của chúng. Thế nhưng nếu không biết khi còn sống chúng đã phải chịu đựng những điều đáng sợ như thế nào, thì làm sao có thể giúp chúng giải oan, làm sao giúp chúng được chôn cất tử tế. Những gì tôi có thể làm chỉ có hạn, cuối cùng có thể trả lại công bằng cho những cô bé này chỉ có thể là những người cảnh sát như Bạch Kiện, thế nên tôi mang tâm trạng không đành lòng đi về phía những hài cốt kia. Nhưng tôi không thể ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, tôi vốn cho rằng mình sẽ như bình thường, cứ thể đi đến, chạm vào từng cổ hài cốt, sau đó cảm nhận chút ký ức ngắn ngủi trước khi chết của chúng không ngờ lúc tôi đến gần bọn trẻ bên tai lại vang lên những tiếng rít chói tai âm thanh này quá kinh khủng giống như một đám trẻ em cùng nhau kêu lên liên hồi tôi hoảng sợ quay đầu nhìn về phía bạch kiện nhưng dường như bọn họ không nghe thấy gì chắc hẳn những âm thanh này chỉ mình tôi nghe được có lẽ những cô bé này dùng tiếng hét thê lương để nói lên sự bi thảm của bản thân tôi muốn giúp các bé nhưng oán khí trong lòng chúng quá nặng tôi căn bản không cảm nhận được gì đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được oán khí nồng đậm như thế này nhưng cô bé này trước khi chết nhất định đã phải chịu đựng những điều rất đau khổ mới khiến các bé có oán khí ngút trời thế này. Mặc dù tôi cố gắng muốn đến gần các bé, nhưng những tiếng thét liên tục không dừng bên tai tôi, đến mức tôi muốn bước nửa bước cũng khó khăn. Bạch Kiện thấy tôi đứng mãi không đi tiếp, nên gọi tôi một tiếng. Đối với tôi, tiếng Bạch Kiện như vang lên ngay bên cạnh, tôi hướng theo giọng của anh ta quay đầu nhìn lại, trời đất lập tức quay cuồng. Sau này Bạch Kiện kể lại, sau khi anh ta gọi tôi, lúc quay người lại mặt tôi trắng bệch, sau đó hai mắt đảo tròng, thở hắt mấy cái rồi ngã xuống giữa đống hài cốt. Lúc đó Bạch Kiện sợ quá, anh ta cùng viên mục giả và cả mấy pháp y đều lao đến trước tiên nhanh đến mức đinh nhất chậm một bước mà bị mấy người kia cản ở ngoài tôi mơ mơ màng màng mê man không biết ngủ bao lâu đến tận khi cảm thấy dưới người lành lạnh mới giật mình ngồi dậy không ngờ lúc nhìn rõ được chỗ mình nằm thiểu chút nữa thì sợ tè ra quần không biết là kẻ thiếu đạo đức nào lại đặt tôi lên trên bàn giải phẫu bảo sao tự dưng lại thấy dưới lưng lạnh như thế tôi cười gượng mấy tiếng thật sao ngủ đây mát nhỉ đinh nhất đến cạnh tôi vừa nãy cậu sao thế nói ngất là ngất luôn được anh ta hỏi vậy làm tôi lại nhớ đến những tiếng thét chói tai kia, đó là cảm xúc sợ hãi tột độ của tất cả những đứa bé đó trước khi chết. Nó giống như một quả bom mang theo nỗi đau quá lớn nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi không chống đỡ được mới bị hôn mê. Tôi vội nói với Đinh Nhất, anh gọi chú Lê đi, bảo chú ấy đến đây, chuyện này chúng ta không xử lý được, nếu muốn biết những cô bé kia khi còn sống đã phải trải qua những chuyện gì, đầu tiên phải trấn an oán khí của chúng đã, nếu không tôi không cách nào cảm nhận được tàn hồn của chúng. Sau khi Đinh Nhất kể mọi chuyện qua điện thoại cho chú Lê chú ấy bảo đinh nhất dặn tôi không được đến gần những hài cốt kia mọi việc đợi chú ấy đến rồi nói tôi biết đây là chú lê muốn tốt cho tôi nên chỉ ngồi im chờ trong phòng pháp y lúc chú lê đến nơi đội bạch kiện đang đánh số hiệu cho những hài cốt này thấy chú lê đến anh ta lập tức ra đón chú đến rồi ạ à, vừa rồi tiếng bảo đến gần những hài cốt này được một lúc thì bị choáng bây giờ cậu ấy đang nghỉ trong phòng pháp y chú lê gật đầu sau đó không đến xem tôi thế nào mà đi thẳng đến bảy bộ hài cốt đang đặt trên đất kia tôi nghe thấy chú ấy đã đến vội đẩy cửa đi ra nhưng vừa nhìn thấy tôi chú ấy đã giơ tay lên cản lại, đừng đến đây, đợi ở đó giờ. Nghe chú Lê nói vậy tôi lập tức đứng lại tại chỗ, không dám tùy tiện đến gần. Lông mày chú nhíu chặt, kiểm tra một lượt bảy hài cốt kia, sau đó mới quay người nói với tôi, lúc trước ngoài tiếng thét chói tai cháu có nghe được gì nữa không? Tôi lắc đầu, ngoài tiếng thét chói tai ra cháu không nghe được gì nữa. Những tiếng thét đó rất lớn, nếu những tiếng thét đó ở ngoài đời có khi còn làm vỡ cả ly thủy tinh nữa ấy chứ. Chú Lê vất tay, ý bảo tôi đi vào trong rồi nói tiếp, nên tôi quay người đi vào phòng pháp y chú lê đi theo sau trước hết chú ấy vạch mắt tôi ra kiểm tra chật chật quả nhiên đầy máu tên nhóc cháu mạng cũng lớn thật nếu lúc nãy cháu không ngất đi chỉ sợ bây giờ đầu óc đã thành bột nhão rồi tôi nghe thấy thế thì rất sợ hãi đáng sợ như vậy à mấy cô bé này đã xảy ra chuyện gì có khả năng giống vụ giáo phái thánh anh lần trước không chủ lê lắc đầu chuyện này không liên quan đến tà ma hay tu luyện bí thuật gì đâu đây chắc chắn chỉ là sau khi chết thì bị vứt xác đi thôi có điều mấy cô bé này trước khi chết nhất định đã phải trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, mới khiến oán khí của chúng lớn đến thế. Tôi hỏi chú Lê, có cách nào trấn an oán khí trong lòng chúng không? Chú Lê lắc đầu, cách thì không phải không có, nhưng trước hết phải biết ngày sinh tháng đẻ của mấy cô bé đó mới được. Nói thế thì khác gì nói không có cách. Nếu bây giờ có thể xác định thân phận của mấy đứa bé đó thì vấn đề đã không khó giải quyết. Lúc này tôi thấy hơi đau đầu, nên tìm bừa một cái ghế để ngồi xuống. Nhưng lúc tôi định với tay lấy điện thoại tìm thử trên mạng xem có thông tin về những bé gái mất tích trong mấy năm gần đây không, thì nghe thấy nữ bác sĩ pháp y vừa rồi đột nhiên hét lên, anh Trương, tay anh có sao không? Tôi sững người, sờ vào lỗ tai mình, thấy trên tay có máu, thế là tôi cũng nhảy dựng lên từ ghế, đẹp. Sao lại có máu thế này? Không phải là thủng màng nhĩ rồi chứ? Chú Lê vội đi đến nhìn lỗ tai tôi, không sao, chỉ là chảy chút máu, hai ngày tới cháu không được nghe lại âm thanh kia, tôi gật đầu, chú yên tâm, cháu cũng không muốn bị điếc đúng lúc bạch kiện đi vào thấy tại tôi chảy máu cũng giật mình nhất định đòi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra tối khoát tay nói không cần để em bác sĩ pháp sĩ này kiểm tra một chút là được thế là cô bác sĩ kia đỏ mặt cầm đèn pin soi vào tay tôi đã ngừng chảy có lẽ do mau mạch máu bị vỡ thôi tôi vội nói với bạch kiện thấy không tôi không sao bạch kiến thở dài không sao thì tốt nhưng đừng vì giúp anh mà cậu xảy ra chuyện tôi biết anh ta đang nhớ đến chuyện đà gia nên nói anh yên tâm đi chuyện đà gia đã kết thúc rồi đồ đệ cuối cùng của ông ta gần đây đã mắc bệnh qua đời rồi bạch kiện nghe xong vui mừng vỗ vai tôi thật sao quá tốt rồi xem như anh dứt được một tấm bệnh mặc dù tôi hiểu vì sao anh ta vui mừng nhưng chính tôi lại không vui nổi dù sao anh ta cũng không biết chuyện của tôi với ngô an ni thế là tôi vội đổi đề tài nói đến vụ án hiện nay đúng rồi đã lấy được adn của những hài cốt này chưa nữ pháp y lên tiếng đã lấy được hết nhưng không biết so sánh với ai vấn đề này đúng là đau đầu Thế là tôi đưa tay đập vào sau đầu một cái, không ngờ nhát vỗ này đúng là đã khiến tôi nghĩ ra một cách. Tôi quay lại nói với Bạch Kiện, trước đây không phải có một trang web miễn phí chuyên tìm kiếm những trẻ em bị mất tích sao? Nghe nói bọn họ có một kho dữ liệu ADN của những trẻ em bị mất tích, các anh thử lên đó tìm xem thế nào. Biết đâu lại có manh mối cho vụ này. Bạch Kiện nghe xong cũng cảm thấy biện pháp này có thể thử, nên bảo hai người đồng nghiệp đi điều tra. Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ là hên xui, không ngờ lại thực sự tìm được một ADN phù hợp. Lúc có kết quả, Bạch Kiện mừng như điên, thiếu chút nữa là chạy đến hôn tôi một cái, may mà tôi nhanh chân mới thoát được bị anh ta sàm sở. Cô bé được xác định tên là Lý Nguyệt Nguyệt, 5 năm trước bị lạc đường, lúc đó cô bé 10 tuổi, nếu còn sống bây giờ đã 15 tuổi. Nhưng dựa theo hài cốt thu thập được thì khi chết Lý Nguyệt Nguyệt đã 12 tuổi. Nói cách khác, từ khi bị lạc đường đến khi thi thể bị ném xuống giếng, Lý Nguyệt Nguyệt vẫn còn sống 2 đến 3 năm nữa. Căn cứ theo tư liệu, Lý Nguyệt Nguyệt mất tích trên đường từ trường về nhà, đáng tiếc lúc đó gia đình phát hiện quá muộn, bỏ lỡ thời gian tìm kiếm tốt nhất nhưng lý nguyệt nguyệt lúc đó đã 10 tuổi theo lý thuyết bọn bắt cóc buôn người cũng không bắt dễ dàng được hơn nữa con đường từ nhà đến trường ngày nào cô bé cũng tự đi cho nên người nhà không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy từ sau khi lý nguyệt nguyệt mất tích cha mẹ cô bé vẫn luôn tìm kiếm tung tích con gái khắp nơi chỉ cần nơi nào có người nói có cô bé giống lý nguyệt nguyệt họ lập tức sẽ đến đó tìm nhưng lần nào cũng thất vọng quay về lần này cuối cùng cũng có tin tức của con gái nhưng lại là kết quả xấu nhất sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ lý nguyệt nguyệt chú lê lấy ngày sinh tháng đẻ của cô bé Trước hết là làm lễ chiêu hồn cho cô bé đáng thương trấn an oán khí của âm hồn, để tôi có thể cảm nhận được ký ức sau cùng của cô bé. Đầu tiên, chúng tôi cần phải tách hài cốt của Lý Nguyệt Nguyệt và những cô bé khác ra, việc này giúp khi chiêu hồn sẽ không bị những oán linh khác tác động. Mấy người bạch kiện tạm đưa hài cốt Lý Nguyệt Nguyệt trở về phòng pháp y, chú Lê bắt đầu làm lễ chiêu hồn, nhưng loại chuyện này cũng không thể làm công khai, cho nên chỉ có một nhóm người biết. Có một chuyện rất thú vị đó là mấy vị pháp y vậy mà đều làm vẻ mặt thành kính đứng một bên, tôi vốn cho rằng những vị pháp y này không tin những chuyện mê tín cổ hủ không ngờ bọn họ càng thấu hiểu hơn so với người bình thường. Chú Lê yêu cầu tất cả cảnh sát đều ra ngoài, vì sát khí trên người họ quá nặng, âm hồn ít tuổi như Lý Nguyệt Nguyệt không chịu được. Nếu muốn chiêu hồn Lý Nguyệt Nguyệt thì nhất định những cảnh sát đầy dương khí này phải ra ngoài, sau khi sạch sẽ, chú Lê đốt một lá bùa trên đó có ghi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của Lý Nguyệt Nguyệt, bầm tay niệm quyết, không bao lâu sau trong phòng bắt đầu nổi lên gió lạnh, khiến tôi không nhịn được trùng mình một cái, đúng lúc này, tôi thấy một thân hình nhỏ bé từ từ xuất hiện trước mặt chúng tôi, chỉ là tôi không thể tưởng tượng được, hình dạng Lý Nguyệt Nguyệt lại như thế này. Chỉ thấy toàn thân cô bé đều xanh tím, dường như không có chỗ nào còn màu da bình thường. Mặc dù tới bây giờ vẫn chưa biết khi còn sống đứa bé này đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng không khó để tưởng tượng ra, đó là đoạn ký ức đáng sợ đến thế nào. Nghe mẹ Lý Nguyệt Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt Nguyệt thích nhất là búp bê Barbie và bút sáp màu Tiểu Tấn, vì thế tôi cố ý đặt hai thứ này cạnh hài cốt của cô bé, hy vọng khi cô bé đến nhìn thấy những thứ này, tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn một chút, nhưng dù chú Lê đã thử mấy lần Lý Nguyệt Nguyệt vẫn chỉ đứng im ở đó, không bước tới dù chỉ một bước, dường như cô bé thờ ơ với cả những thứ mình từng rất yêu thích, thật không biết từ khi mất tích đến khi chết cô bé đã phải trải qua những chuyện gì. Lúc này chú Lê quay đầu lại nói với tôi, bây giờ cháu đến trước hài cốt đi, có điều đứa bé này trước khi chết phải chịu không ít sự ngược đãi, chút nữa cháu cảm nhận tàn hồn của cô bé, có khả năng sẽ cảm nhận được cảm xúc của cô bé. Tôi gật đầu, chú yên tâm, không sao ạ, à. nói xong, tôi từ từ tiến đến chạm vào hài cốt Lý Nguyệt Nguyệt, vươn tay nhẹ nhàng đặt trên tay trái cô bé, trong nháy mắt, ký ức của lý nguyệt nguyệt hiện về trong đầu tôi lúc mới đầu chỉ là những đoạn ký ức ngắn lẻ tẻ lý nguyệt nguyệt dường như bị giam ở một nơi tối tăm cô bé sợ hãi khóc mãi không ngừng nhưng lại chẳng có ai để ý đến cô bé hình ảnh tiếp theo lóe lên cô bé bị một người phụ nữ trung niên dẫn đến một căn phòng tối lờ mờ vừa đi cô bé vừa khóc nhưng người phụ nữ trung niên kia không thèm nhìn cô bé một lần đóng cửa lại liền rời đi dựa theo ánh mắt của lý nguyệt nguyệt nơi này hoàn toàn xa lạ cô bé cũng không biết đây là đâu lúc đó chỉ toàn là sợ hãi sau đó có một người đàn ông đến đưa cô bé ra ngoài còn dùng máy ảnh chụp khá nhiều lần mặc dù lý nguyệt nguyệt không biết vì sao người đó làm vậy nhưng trong nội tâm cô bé cảm nhận được có chuyện không lành khi còn bé cô bé không chỉ một lần nghe chuyện bọn buôn người bắt cóc trẻ em nhưng lý nguyệt nguyệt không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại bị bắt cóc nhưng lúc đó cô bé rất sợ hãi chỉ muốn nhanh chóng về nhà đâu dám chơi một mình ở ngoài chỉ là cô bé không ngờ mình không còn cơ hội về nhà nữa cũng không lâu sau lý nguyệt nguyệt bị đưa đến một căn phòng lớn ở đó cô bé nhìn thấy mấy cô bé trạc tuổi mình chỉ là khuôn mặt mấy người kia đều tô son trắc phấn không còn nét trẻ con vốn có mặc dù lúc đầu tôi cũng nghĩ đến khả năng này nhưng khi nhìn thấy ký ức của lý nguyệt nguyệt tôi vẫn giận rung người mấy kẻ này quá tàn rỡ ở xã hội bây giờ lại có chuyện như thế này xảy ra dám bắt cóc bé gái giam giữ rồi tổ chức bán dâm quan trọng là bọn chúng đều là trẻ con sao có thể làm ra chuyện mất nhân tính như vậy chẳng lẽ những người này không có con sao chẳng lẽ bọn chúng không sợ báo ứng lúc đó lý nguyệt nguyệt rất sợ hãi cô bé cũng lờ mờ đoán được đây là nơi thế nào muốn lợi dụng lúc bọn chúng không để ý để chạy trốn. Nhưng dù sao cổ bé cũng là trẻ con, sao có thể thoát được lũ ma quỷ đó. Chạy trốn mấy lần đều không thoát được, lần nào cũng bị đánh gần chết, càng gần lúc Lý Nguyệt Nguyệt chết ký ức càng mơ hồ, ngoại trừ cảm nhận được sự sợ hãi to lớn trong nội tâm cô bé, tôi cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn toàn thân của cô bé, tôi biết đó là cảm nhận chân thực nhất của Lý Nguyệt Nguyệt trước khi chết, sau khi bị ngược đãi thời gian dài cô bé mới chết, mặc dù bây giờ chỉ có thể phỏng đoán là cô bé bị đánh đến chết. Nhưng cảm giác thống khổ trước khi chết của cô bé khiến một người trưởng thành như tôi cũng không chịu được, nói gì một đứa con nít. Điều khiến tôi cảm thấy hoảng sợ nhất là trong trí nhớ của Lý Nguyệt Nguyệt, cô bé nhìn thấy người đàn ông đưa ảnh chụp những đứa bé ở đây lên một trang web nước ngoài. Trang web kia dùng tiếng Anh, tôi chỉ hiểu được đại khái. Trên trang web kia, hắn công khai ghi giá đấu giá những đứa trẻ này. Lúc tôi lấy lại tinh thần từ ký ức của Lý Nguyệt Nguyệt, nước mắt đã rơi đầy trên mặt tôi. Tôi biết những nước mắt này là nước mắt của Lý Nguyệt Nguyệt khi ấy lưu lại cho nên mới khiến tôi cảm nhận được cảm xúc của cô bé chân thực đến vậy. Đinh Nhất đưa cho tôi một tờ giấy để lau nước mắt, nhưng tôi vẫn còn hơi hoảng hốt, vì tôi đang cố nhớ lại trang web trong trí nhớ của Lý Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ đó chính là đắt web vẫn được nhắc tới. Tôi lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng pháp y ra và thấy nhóm Bạch Kiện đang đứng ở cửa ra vào, tôi lập tức nói với bọn họ, tôi nghi những bé gái này bị một tổ chức tội phạm khống chế, ép buộc chúng bán dâm, thậm chí còn đưa ảnh chúng lên trang đấu giá ở nước ngoài. Bạch Kiện nghe phỏng đoán của tôi thì rất kinh hãi, nếu tôi đoán đúng, vậy thì vụ án này không hề đơn giản. Nếu như không triệt để đánh sập đường dây tội phạm này, không biết sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ vô tội như Lý Nguyệt Nguyệt bị chết thảm dưới đáy giếng, không người hỏi han. Sau đó, dựa theo ký ức tôi viết lại địa chỉ internet của trang web kia, có thể nhớ nhầm vài chỗ, có điều may mà nhân viên kỹ thuật của Bạch Kiện sau khi thử vô số lần, rốt cuộc cũng thành công xâm nhập vào đắc web kia. Kết quả khi vào được, nội dung bên trong trần trụi mất nhân tính đến ghê tởm. Trên đó, kẻ buôn người bán đường nượt, chỉ cần có tiền, muốn người ở đâu trên thế giới này cũng mua được. AS mấy người bạch kiện tức đến nổi gân xanh, tiếc là trang web này địa chỉ IP ở nước ngoài, chúng tôi chỉ có thể chặn nó lại, ít nhất cũng khiến trong nội địa Trung Quốc không thể vào được. Nhưng cuối cùng, mấy người bạch kiện vẫn quyết định tạm thời không chặn trang web đen này, vì họ muốn thông qua trang web này dụ đường dây tội phạm buôn bán người kia ra ánh sáng. Đầu tiên cần có người đóng vai khách vào trang web này tìm người bán hàng trong nội địa Trung Quốc, sau đó cò kè mặt cả, rồi đến địa điểm mà đối phương đưa ra để nhận hàng sở dĩ phải co kè mặt cả là vì để loại bỏ nghi ngờ của đối phương nếu không vừa vào web đã thể hiện là mình giàu sẽ khiến đối phương nghi ngờ tổ chức này có thể tồn tại ở trong nước lâu như vậy nhất định rất bí mật và cảnh giác vì thế muốn dẫn bọn chúng trắng câu không phải chuyện dễ dàng cho nên bọn họ phải tìm một người không giống cảnh sát mới được tìm đi tìm lại đã tìm được tôi tôi nghe xong lập tức có cảm giác không đáng tin cậy không phải tôi không dám đi mà tôi cảm thấy mình không có dáng vẻ của kẻ biến thái thích trẻ con nhưng bạch kiện lại nói sở dĩ anh ta thấy tôi phù hợp vì tôi càng không giống kẻ biến thái lại càng dễ là kẻ biến thái tôi thầm nghĩ không hiểu đây là cái logic gì có điều bọn họ đều cảm thấy tôi nên đi vậy thì tôi cũng thử xem sao có điều trước hết tôi phải chỉnh lại cách ăn mặc mới được kết quả đinh nhất lại nói cậu đeo kính vào là giống biển thái ngay tôi lập tức bó tay cuối cùng dưới sự thiết kế tỉ mỉ của mấy nhân viên cao thủ hóa trang của bạch kiện tôi quả nhiên thật sự chỉ cần đeo thêm một cái kính có điều đồ trên người tôi cũng bỏ không ít công sức họ để tôi mặc một đồ màu vàng nhạt được là thẳng thớm còn đi một đôi giày da màu nâu nhạt nhã nhặn, nhìn tổng thể chắc là người có văn hóa. Vì không thể có người đi theo bảo vệ, cho nên tôi phải tự mình đi, người của Bạch Kiện đã giấu máy theo dõi và thiết bị giám sát vào người tôi. Đồng thời, bọn họ còn nhét vào lỗ tai tôi một tai nghe bluetooth, loại phải dùng nam châm mới lấy được ra, để tôi có thể nghe được hiệu lệnh của Bạch Kiện bất cứ lúc nào. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu lên mạng vào web đen tìm kiếm phần tử khả nghi, vì trang web này toàn tiếng Anh, mà tôi còn chưa đạt đến tiếng Anh cấp 4 nên bạch kiện cấp cho tôi một phiên dịch cao cấp trang web này thực sự rất bí ẩn nếu như tôi không biết được tên và địa chỉ ip qua trí nhớ của lý nguyệt nguyệt thì không nói đến người bình thường như tôi đến cả người của bạch kiện cũng không tìm ra được trừ khi anh là kẻ biến thái thực sự còn không thì cũng phải thường xuyên tham gia vào các diễn đàn biến thái lớn mới có thể học hỏi được cho nên bây giờ muốn làm biến thái cũng không dễ dàng gì trải qua mấy ngày tìm kiếm chúng tôi cũng tìm ra một người bí ẩn trên web này có tên tài khoản là leon king hắn thường xuyên đăng tải ảnh chụp của các bé gái nhìn quần áo và bối cảnh sau lưng những bé gái này thì đây đều là Trung Quốc, những cô bé này khoảng vài tuổi đến mười mấy tuổi, từ nét mặt của chúng không khó để nhận ra lúc chụp những bức ảnh này chúng đều không hề tự nguyện, trên mặt hầu hết đều có vết thương, vẻ mặt ngoài sợ hãi thì không còn gì khác. Mỗi lần nhìn những bức hình này, tôi rất khó chịu, phải nhanh chóng nghĩ cách tìm được chúng, thêm mấy ngày tiếp xúc nữa, tôi và tài khoản Leon Kinky dần quen thân hơn, tôi nói với hắn mình là một lãnh đạo tầm trung, mặc dù đã có gia đình ổn định, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Sau đó Lý Ông Kinh bắt đầu chào hàng những đứa bé trong tay hắn cho tôi, ngay từ đầu tôi đã không tự chủ động, nói là mình có gan nghĩ nhưng không có gan làm, chỉ dám xem trên web thôi. Lý Ông Kinh lúc này cam đoan với tôi, chỉ cần tôi có tiền, những thứ khác tôi không cần phải lo, sẽ tuyệt đối an toàn. Để chân thực hơn, tôi vẫn không đồng ý ngay, mà nói mình cần phải suy nghĩ đã. Mặc dù trong lòng chúng tôi đều rất lo lắng, nhưng tôi biết thời điểm này không thể nóng vội, nhất định phải đốt từ từ, cuối cùng mới nắm giữ được mấu chốt, nhanh một bước hay chậm một bước cũng không được. Một ngày sau tôi liên lạc với Lý Ông Kinh hỏi hắn cần bao nhiêu tiền. Đối phương ra giá rõ ràng, 50.000 đồng một năm làm hội viên, chắc giá. Hắn sẽ cung cấp cho tôi địa điểm an toàn và trẻ con khỏe mạnh. Dẫn ra mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày thu lưới, có điều địa chỉ mà Ly ông Kim đưa ra khiến tôi hơi ngạc nhiên, tôi vốn tưởng rằng đó phải là một câu lạc bộ tư nhân bí mật nào đó. Nhưng kết quả đó chỉ là một tiệm cắt tóc khuất trong một con hẻm nhỏ, trong con ngõ khắp nơi đều là rác rưởi và nước bẩn, thỉnh thoảng lại có mùi hôi bốc lên, có điều sự dơ bẩn này so với thứ tội ác dơ bẩn mà nó cất giấu thì chẳng là gì tôi rút chiếc khăn tay màu lam ra đặt lên mũi bình tĩnh bước về phía cửa hiệu làm tóc kia đẩy cửa ra lập tức bị không gian mù mịt trong phòng làm khó chịu tôi nhướng mày có một cô gái hơi mập miệng ngậm điếu thuốc đứng lên nhìn tôi dò xét nghi ngờ hỏi cắt tóc tôi không nhìn thẳng vào mắt cô ta chỉ hạ giọng nói tôi tìm a văn cô ta lập tức quan sát tôi tỉ mỉ sau đó cười và nói được được anh chờ ở đây nói xong cô ta cầm điện thoại bấm số sau khi có người nghe máy tôi thấy cô ta nói nhỏ có khách lúc này bên tai tôi vang lên giọng của bạch kiện chút nữa gặp a văn cố gắng đừng nhìn thẳng vào mắt hắn phải tạo cho hắn cảm giác cậu không tin tưởng nơi này tóm lại phải làm sao để hắn thấy được đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên thấy thấp thỏm không yên tôi âm thầm kêu khổ trong lòng xem ra làm nội gián ngoài đời không hề giống nội gián được miêu tả đơn giản trên phim yếu tố tâm lý quá khác nhau có điều bạch kiện cũng bảo tôi không cần lo lắng vì bọn họ đang ở trong xe giám sát chỉ cách tôi chưa đến hai cây số trước khi tôi đi đinh nhất cũng nói cậu phải nhớ kỹ lần này thứ cậu đối mặt là người bọn chúng so với mấy cái xác sống tay không xé xác người khác đâu có đáng kể gì tôi nghĩ cũng phải sợ gì chứ ông đây cũng là kẻ tay đánh lệ quỷ chân đạp xác sống chẳng lẽ còn không đối phó được với mấy tay buôn người đó sao hơn nữa tôi cũng chỉ là mồi câu chỉ cần cá lớn cắn câu tôi sẽ không sao cả lúc này một người trẻ tuổi đẩy cửa đi ra đầu tiên hắn nhìn thoáng qua cô gái mập kia cô ta lập tức gật đầu nói với hắn là anh ta người trẻ tuổi kia dò xét tôi từ trên xuống dưới một lúc mới nói anh là minh nguyệt thanh phong tôi vội gật đầu nhẹ trong lòng thì đang thầm chửi bạch kiện chọn cho tôi cái tên dễ rách gì vậy sau đó người trẻ tuổi kia vẫy tay với tôi đi theo tôi cái đó đi đâu tôi tỏ vẻ thận trọng nhìn hắn người trẻ tuổi cười nói anh không phải lo tôi đảm bảo nơi này rất an toàn tôi gật đầu đi theo hắn ra sau của hàng làm tóc hắn dẫn tôi vào sâu trong con ngõ nhỏ sau đó đi lên một hành lang bên ngoài lên tầng hai lúc này tôi mới nhận ra con ngõ này bên dưới là một loạt các cửa hàng bên trên còn một tầng nữa nhưng tầng trên này không phải cửa hàng nào cũng có cầu thang lên. Tôi vốn tưởng là đi lên tầng 2 thôi, không ngờ hắn lại dẫn tôi đi hết hành lang, đi xuống một cầu thang khác dần ra bên ngoài con ngõ. Đi một lượt hết lên lại xuống, lúc này tôi đã cách xe giám sát của Bạch Kiện khá xa, không biết những thiết bị trên người tôi thế nào. Có bị mất tín hiệu không? Trong lòng tôi còn đang suy nghĩ chuyện này, lúc ngước lên đã thấy một tòa nhà tứ hợp viện trông rất bình thường, viện này nhìn từ bên ngoài cũng không lớn, nhưng khi đi vào mới biết, bọn chúng đã xây thêm 3 tầng hầm bên dưới, cộng thêm một tầng trên mặt đất là 4 tầng tầng trên mặt đất nhìn rất bình thường trong viện trồng nhiều loại hoa có nhưng sau khi đi theo tên kia xuống cầu thang tôi cảm nhận rõ mình đã bị cắt liên lạc với đám bạch kiện nếu như không phải do khoảng cách quá xa ảnh hưởng đến đường truyền thì rõ ràng nơi này của bọn chúng có lắp thiết bị chặn tín hiệu điện tử đi xuống tầng hầm dưới lòng đất có mấy người đang ngồi bận rộn làm việc trên máy tính vừa nhìn là biết bọn chúng đang đăng tin tức hàng hóa lên trên web đen lúc này gã trẻ tuổi dẫn tôi đến một máy tính bảo tôi ngồi xuống sau đó mở ra ảnh mấy đứa bé anh ở đây chọn đi thích đứa nào tôi sẽ mang đến cho anh tôi gật đầu sau đó nhìn những ảnh chụp trên máy tính, đây là những cô bé khoảng từ 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi. Có khoảng 7-8 cô bé tôi đã từng thấy lúc Leon King gửi ảnh cho tôi xem, một lúc sau, gã trẻ tuổi cầm một chai nước đưa cho tôi, thế nào? Chọn cái nào? Tôi hơi do dự nói, nhìn ảnh không có cảm giác, tôi có thể nhìn người thật không? Gã trẻ tuổi nhướng mày, nghĩ một lúc rồi nói, xem ảnh không được sao? Tôi nói, tôi thích thực tế một chút. Hắn thở dài, nói, được thôi, đi theo tôi. Sau đó hắn lại đưa tôi xuống sâu thêm một tầng nữa, Nơi này có nhiều cái lồng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng trẻ con khóc bên trong, tim tôi như bị siết chặt, nhưng phải nỗ lực khống chế nét mặt, tránh bị lộ tẩy, lúc này hắn bảo tôi ngồi chờ trên một chiếc ghế ở hành lang, đợi một chút hắn quay lại ngay. Tôi biết hắn đi dẫn bọn trẻ ra, chỉ là không biết bọn Bạch Kiện có thể tìm đến đây không, không bao lâu sau hắn dẫn theo mấy cô bé ra, khi những cô bé này nhìn thấy tôi, trên mặt chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không biết thân xác những đứa trẻ này đã phải chịu đựng những chuyện đáng sợ thế nào, lại khiến chúng có vẻ mặt như vậy. Có điều, hôm nay tôi đã đến được đây Nhất định sẽ đưa chúng ra khỏi nơi này, có hai đứa bé đi chậm hơn một chút, cả trẻ tuổi kia liền trầm giọng quát lớn dục chúng đi nhanh lên, hai đứa bé vội chạy hai bước, mặt đầy sợ hãi. Nếu không phải bây giờ tôi không thể bại lộ, tôi nhất định phải đá cho hắn một phát. Mấy đứa bé xếp thành hàng trước mặt tôi, giống như những hàng hóa đang chờ tôi chọn, mặc dù trên mặt chúng đều là vẻ sợ hãi, nhưng hiển nhiên đây không phải lần đầu chúng bị đưa ra để chọn như thế này. Tôi cố gắng nhớ mặt chúng, không biết cha mẹ chúng biết được con mình bây giờ phải chịu cảnh ngược đãi thế này, sẽ đau lòng đến thế nào thấy tôi ngần ngừ mãi không chọn, gã trẻ tuổi kia giật mình nói, không phải là anh thích bé trai chứ. Thế thì giá phải khác. Ở đây chúng tôi có một đứa bé trai đấy. Tôi nắm chặt tay, sau đó giả bộ hào hứng nói, ở đâu? Cho tôi nhìn qua một chút. Gã trẻ tuổi khẽ cười một cái, sau đó nói với mấy bé gái, tất cả đi vào. Sau đó hắn nói với tôi, anh đợi một chút nữa. Có điều phải nói rõ, bé trai 70.000. Tôi hít thật sâu, được, có điều tôi muốn nhìn thấy người trước. Gã trẻ tuổi vỗ vỗ vai tôi, yên tâm, đảm bảo anh sẽ hài lòng lúc này của một căn phòng trên hành lang mở ra một người trung niên dáng vẻ thô tục từ trong đi ra lúc hắn đi qua tôi còn cười cười ra vẻ lúng túng khó xử tôi cắn răng nhịn tức giận trong lòng khuôn mặt tên súc sinh này tôi nhớ kỹ chờ sau khi cứu được bọn trẻ ra sẽ đi tìm mi tính sổ sau khi tôi vẫn đang nhìn theo bóng lưng của gã trung niên kia thì gã trẻ tuổi đã vào phòng lúc nãy lối một đứa bé trai tầm sáu bảy tuổi đến chỗ tối cậu bé vừa đi vừa khóc trên mặt vẫn còn mấy vết máu may mà tôi nhịn được không giơ tay ôm lấy nó nhìn vết thương trên người đứa bé Tôi tỏ vẻ để ý nói, đứa bé này toàn thân đều bị thương, cũng đừng, đến cuối cùng lại xảy ra chuyện, gã trẻ tuổi vội cam đoan với tôi, yên tâm, nếu thực sự có chuyện chúng tôi sẽ xử lý, sẽ không liên lụy đến anh. Thế nào? Đứa này được không? Tôi gật đầu, sau đó tỏ vẻ khó xử nói, nhưng hôm nay tôi chỉ mang theo 50.000 đồng tiền mặt, còn 20.000 lần sau đưa được không? Gã trẻ tuổi cười nói, không vấn đề, dù sao chúng ta cũng gặp nhau nhiều mà. Lúc này cậu bé vẫn đang khóc không ngừng, gã trẻ tuổi liền giận dữ mắng, đừng khóc nữa còn khóc nữa tao đánh chết. Cậu bé lập tức hoảng sợ ngậm miệng lại, nhưng vẫn không ngừng thúc thích, tôi nói với gã, "Không sao, thể này đi, tôi thấy bộ dạng nó hôm nay không được tốt, đến cuối tuần tôi sẽ quay lại, đừng để nó tiếp khách trong thời gian này được không?" Gã nghĩ một chút rồi nói, "Cũng được, nếu thể anh nhất định phải đến vào buổi sáng." Chuyện đó thì dễ, chỉ cần tình trạng của nó tốt hơn một chút, tôi gật đầu nói. Gã thấy tôi đồng ý ngay, liền cười nói, "Vậy hôm nay? Hôm nay để tôi làm quen với nó một chút, tôi cũng không thích ép buộc." Đúng rồi, chỗ anh có đồ ăn vặt gì cho bọn trẻ con không lấy cho tôi một ít gã trẻ tuổi nghe thể cười ha ha mẹ tôi sống lâu thế này rồi đúng là dạng người gì cũng có thể gặp được tôi biết dạng người hắn đang nói đến là dạng biến thái nào cũng có thể gặp rồi có điều dù sao tôi cũng là một khách hàng của hắn nên hắn đổi cách nói sau đó hắn đưa cho tôi một gói bim bim thịt hổ và ít thạch rẻ tiền tối cầm lấy kéo tay cậu bé nói cho cháu cháu ăn đi rồi không khóc nữa nhé cậu bé ngạc nhiên không dám nhận đồ tôi đưa Tôi vội nhẹ nhàng trấn an cậu bé, không sao, cháu chỉ cần ăn đồ ăn thôi, không phải làm gì cả. Cậu bé nghe tôi nói vậy càng không dám cầm, đột nhiên tôi có cảm giác hình như mình dọa nó sợ rồi. Lúc này gã trẻ tuổi lạnh lùng nói, bảo mày ăn thì ăn đi. Cơ thể cậu bé khẽ rung một cái, lập tức cầm lấy đồ ăn vặt trong tay tôi. Tôi không đành lòng nhìn dáng vẻ sợ sệt của nó, nên nói với gã kia, tôi muốn một phòng riêng để nghỉ với nó. Gã kia liền tỏ vẻ kính đáo nói, hiểu rồi, hiểu rồi, sau đó hắn mở một cửa phòng trên hành lang, để tối và cậu bé đi vào trong. Tối quan sát xung quanh, căn phòng này khoảng 6, 7 mét vuông, trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, ga giường bẩn đến nỗi đã không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó nữa, gã trẻ tuổi để tôi vào rồi xoay người đóng cửa đi luôn, có lẽ ngay cả gã cũng cảm thấy nơi này thực sự quá nhỏ, có thêm một người nữa là quá chật chội. Bây giờ tôi mới quan sát căn phòng kỹ hơn, muốn nhìn xem có camera giám sát hay gì không, nhưng căn phòng này ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ được thứ gì cả. Tối dịu dàng nói với cậu bé, cháu đừng sợ, chứ không phải người xấu, cháu có đói không? có thích ăn những thứ này không cậu bé nghe xong vẫn còn do dự một lúc mới dám mở túi thịt hổ ra bắt đầu ăn từng chút một có lẽ trong phòng này không khí lưu thông không tốt nên trong phòng có mùi khó chịu lại thêm loại thịt hổ rẻ tiền này nữa khiến tôi buồn nôn nhưng cậu bé dường như rất thích ăn có lẽ những đồ ăn vặt này trong mắt tôi là đồ chất lượng kém nhưng đối với cậu bé lại là món ăn ngon thế là tôi thừa dịp cậu bé đang ăn không đề phòng nữa nhẹ nhàng hỏi cháu tên là gì cậu bé nghĩ nghĩ rồi nói cường cường tôi nghi ngờ hỏi đây là tên từ bé của cháu sao? Cậu bé do dự một chút, sau đó thì thầm, "Không phải, cháu trước kia tên là Phùng Tiểu Long, sau này bọn họ không cho cháu dùng tên này nữa." Tôi cười nói với cậu bé, "Phùng Tiểu Long. Vậy sau này chú gọi cháu là Tiểu Long nhé." Không ngờ cậu bé kiên quyết lắc đầu, "Không được, nếu để bọn chúng biết cháu nói tên thật cho chú biết, chúng sẽ đánh chết cháu." Tôi nghe xong liền im lặng, vì tôi cũng không biết nên an ủi đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này thế nào, lại càng không biết làm thế nào mới có được sự tin tưởng của nó. Tôi nhẹ giọng hỏi nó, chú có thể xem vết thương trên người cháu không tiểu long vội vàng nói đừng cởi quần áo cháu tôi vội trấn an nó không cởi không cởi cháu kéo tay áo lên để chú xem vết thương trên người cháu được không có lẽ tôi nói chuyện quá nhẹ nhàng khiến tiểu long bớt để phòng hơn tóm lại nó để tôi xem tay chân của nó trên đó chi chít những vết thương mới chồng lên cũ khiến tôi không đành lòng xem tiếp tôi chỉ mấy vết thương mới và hỏi đau không không ngờ tiểu long lại lắc đầu bây giờ không đau lúc nãy bị đánh mới đau ạ à? những bạn khác ở đây cũng bị đánh à tôi hỏi thận trọng tiểu long nghĩ một chút rồi nói các chị lớn tuổi hơn sẽ ít bị đánh hơn vì sao vì các chị ấy nghe lời hiểu chuyện hơn tôi đương nhiên biết cái nghe lời hiểu chuyện tiểu long nói đến là ý gì nên cũng không đành lòng hỏi tiếp lúc này tôi thấy tiểu long đã ăn xong gói thịt hổ định mở thêm một túi khác không ngờ nó lại dè dặt hỏi tôi cái này cháu có thể cất đi ăn sao không tôi gật đầu đương nhiên có điều bây giờ cháu đã ăn no chưa nó vui vẻ cười nói ăn no rồi ăn ngon thật tôi càng thấy đau lòng bẻ nó đặt lên giường nói, cháu ngủ đi, lần sau chú lại đến thăm cháu. Lúc tôi từ trong phòng đi ra, gã trẻ tuổi kia lập tức mặt tươi cười chào đón, thế nào? Có hài lòng không? Tôi cố hết sức kìm nén sự phẫn nộ đang dâng lên, giữ giọng nói bình thường nói với gã, sau này đừng đánh nó đến mức này, khiến người ta nhìn không thấy hứng thú. Gã trẻ tuổi nhún vai nói, cái này cũng không phải mình chúng tôi đánh, anh biết đấy, có nhiều khách ra tay rất nặng. Tôi nghe xong cũng không nói gì nữa, rút trong túi ra 50.000 đồng đưa cho hắn, tôi thấy cả người nó đều có vết thương, Mấy ngày tới để nó tỉnh dưỡng cho tốt, tôi cũng không muốn vừa đưa tiền cho anh thì nhận lại là cái xác. Hắn nghe xong vỗ ngực cam đoan, "Anh yên tâm, ở đây chúng tôi có bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần không phải thương tích quá nặng sẽ không có vấn đề gì." Lần sau đến nhớ đem thêm 20.000 nữa, tôi hờ hững nói, "Được, yên tâm đi, anh cứ chăm sóc người cho tốt là được, tôi cũng không muốn chơi một lần rồi thôi." "Yên tâm, yên tâm, tuyệt đối sẽ không thế." Sau đó hắn tự mình đưa tôi ra ngoài, khi đi qua khu vực máy tính ở tầng 2, Tôi thấy mấy người đang làm việc trên trang web tiếng Anh kia tuổi cũng không lớn, có lẽ cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, không hiểu những người này nghĩ gì, vì sao không tìm một công việc đàng hoàng. Ở đây làm những chuyện thất đức thế này, sớm muộn gì cũng có ngày bị bắt, sau khi ra khỏi khu nhà tổ hợp viện, tôi định sẽ quay lại theo đường cũ, nhưng tên kia lại nhất quyết dẫn tôi đi một con đường khác, trên đường tôi có hỏi hắn có phải là Leon King không. Hắn chỉ cười và nói, "Tôi. Không phải, Leon King là ông chủ lớn của nơi này, khách ở đây đều do ông ta dẫn đến." đừng nói là anh ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông ta khi đi ra khỏi ngõ cuối cùng tôi mới có thể hít thở bình thường trở lại mặc dù tôi biết cả trẻ tuổi kia vẫn đang nhìn theo phía sau tôi tín hiệu khi nãy bị gián đoạn đã được khôi phục tiếng bạch kiện lại vang lên anh ta bảo tôi lập tức lên một chiếc xe cảnh sát được ngụy trang thành xe taxi chỉ cần tôi lên xe nhiệm vụ này sẽ kết thúc hoàn toàn không ngờ khi tôi lên xe tài xế lại là đinh nhất vừa nhìn thấy anh ta suýt nữa thì tôi bật cười may mà nhịn được tôi nói bữa một địa chỉ anh ta lái xe đi luôn Đi được khoảng vài trăm mét, tôi thở vào nói, "Sao anh lại lái xe?" Đinh Nhất gằn giọng nói, "Vừa nãy Bạch Kiện nói bị mất liên lạc với cậu hơn 20 phút, đã xảy ra chuyện gì thế?" Tôi quay ra sau nhìn, Bạch Kiện đâu? Vừa rồi lúc tôi đi vào nơi đây có thiết bị chặn tín hiệu, cho nên không giữ liên lạc được, Đinh Nhất nghe xong gật đầu, "Bọn họ rút lui trước rồi, sợ đánh rắn động cỏ, có điều chắc chắn tối nay sẽ hành động, bọn họ đợi cậu về sẽ vẽ lại bản đồ nơi đó." Sau đó, Đinh Nhất lái xe lượn mấy vòng quanh khu phố đông đúc rồi mới đi đến chỗ Bạch Kiện. Địa hình trong tổ hợp viện kia cũng không quá phức tạp, có điều tôi không biết bọn chúng có cửa ra nào khác không. Hơn nữa mấy kẻ trong đó hình như cũng không phải kẻ đứng đầu, bọn chúng cũng không biết nhiều về đường dây tội phạm này, nếu như không phải vì những đứa trẻ trong đó quá đáng thương, không muốn để chúng tiếp tục chịu khổ. Đám bạch kiện chắc chắn sẽ thả dây câu dài bắt con cá lớn, sau khi về đến cục cảnh sát, tôi miêu tả lại địa hình nơi đó, nhân viên nghiệp vụ dựa theo đó vẽ ra một bản đồ địa hình rất chuẩn xác, có điều tôi mới chỉ đi qua tầng hầm thứ nhất và thứ hai, còn tầng dưới cùng thì không biết thế nào có bao nhiêu đứa trẻ bị nhốt dưới đó? Tôi không biết được, tôi tin rằng trong tòa nhà không chỉ có mấy đứa bé mà tôi đã gặp, nhất là ở tầng dưới cùng kia, nơi sâu nhất thường sẽ ẩn giấu những bí mật càng kinh người. Đêm hôm đó, bọn Bạch Kiện đã lên kế hoạch chu toàn, thừa dịp đêm tối, đội đặc công lặng lẽ tiếp cận tử hợp viện trong bình thường kia, nhưng thực tế lại giấu giếm bí ẩn bên dưới. Lúc đầu Bạch Kiện bảo tôi ở nhà chờ tin, nhưng tôi dù sao cũng đã tham gia vào chuyện này, hơn nữa tôi rất lo cho cậu bé Tiểu Long kia, nên đêm đó cũng đi theo. Lúc bắt đầu, kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, Bạch Kiện mang theo đội đặc công thành công lặng lẽ tiến vào tầng hầm 1 và 2, nhanh chóng khống chế được đám người bên trong, nhưng bọn họ lục soát hết tầng hầm thứ hai cũng không tìm thấy Tiểu Long mà tôi nói đến. Tôi ở trên chờ một lúc, thấy mấy cô bé gặp ban ngày đều đã được cảnh sát đưa ra ngoài, có lẽ chuyện xảy ra quá đột ngột, mặt đứa nào cũng đầy sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tìm mãi vẫn không thấy Tiểu Long đâu, liền giữ một cô bé hơi lớn tuổi lại hỏi, "Tiểu Long đâu?" Ánh mắt cô bé tỏ vẻ không hiểu, tôi liền nhớ ra bọn chúng không gọi cậu bé là Tiểu Long, mà gọi là Cường Cường, thế là tôi hỏi lại, cháu có thầy cường cường đầu không? Là một cậu bé. Cô bé nghĩ một chút rồi nói, trước giờ cơm tối nó phát bệnh, bị họ đưa xuống tầng dưới. Tôi ngạc nhiên, không ngờ đứa bé này lại còn có bệnh, tôi vội hỏi tiếp, cậu bé bị bệnh gì? Có lẽ giọng tối hơi cao, khiến cô bé kia bị dọa sợ, ngay lập tức nói mình không biết gì hết. Tôi biết có hỏi cũng không được gì, lập tức chạy theo cầu thang xuống dưới, đến lúc tôi chạy đến tầng hầm thứ hai thì thấy Bạch Kiện đang đứng ở đầu cầu thang đi xuống tầng tiếp theo, vẻ không hài lòng nói, sao cậu lại xuống đây, chỗ này không an toàn. Tôi lập tức nói với anh ta, tôi vừa hỏi một cô bé, nó nói tiểu long phát bệnh bị đưa xuống dưới kia. Bạch kiện sầm mặt, hướng về phía cửa chống trộm thông xuống tầng dưới rồi nói với tôi, nhân viên kỹ thuật sẽ đến ngay, đừng lo lắng, tôi không biết câu đừng lo lắng của anh ta là nói với tôi hay tự nói với chính mình. Vì trong lòng chúng tôi đều có một dự cảm xấu, đằng sau cánh cửa chống trộm khóa chặt kia, có lẽ sẽ có thứ chúng tôi không tiếp nhận được. Sau đó nhân viên kỹ thuật vội vàng chạy đến mở cánh cửa kia ra, bạch kiện dẫn theo hai đặc công cẩn thận tiến vào đầu tiên bọn họ xác nhận bên trong an toàn sau đó bật công tắc đèn bóng đèn cả tầng hầm đều sáng lên kết cấu của tầng này không hề giống như chúng tôi nghĩ không gian rất rộng rãi trống trải cơ bản đều chỉ có các cột bê tông phía trong cùng ánh sáng chiếu lờ mờ dường như có để mấy cái tủ đồng vì tôi vẫn cách chỗ tủ đó một đoạn nên không cảm nhận được gì nhưng nghe cô bé kia nói tiểu long bị bọn chúng đưa xuống dưới này những chỗ này đâu có nơi nào để giữ trẻ con ngoại trừ mấy cái tủ đông kia tôi vội bước về phía trước nhưng dường như sợ cảm nhận được thứ gì đó nên ngừng lại. Cuối cùng vẫn là Bạch Kiện đi về phía đó, dùng sức mở nắp một tủ đông lên. Bên trong là thịt đông, đây là đồ ăn thường ngày của bọn chúng. Bạch Kiến thở vào quay lại nói với tôi, chỉ là thịt đông bình thường thôi. Tôi nghe thể cũng bước lên mấy bước, nhưng nhanh chóng nhận ra chuyện không đơn giản như vậy, sau đó tôi gấp cáp bước hai bước đến trước một tủ đông khác, nhấc mạnh nắp lên, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm an tĩnh trong đó, trên mặt Tiểu Long không hề có biểu cảm đau đớn, trong tay cậu bé vẫn nắm chặt túi thịt hổ kia dù thế nào tôi cũng không tiếp nhận được kết quả này lúc tôi rời đi cậu bé vẫn còn sống vì sao mới chỉ một chút thời gian như vậy đã không còn sống trong lòng tôi đã tự hứa sẽ quay lại đón cậu bé nhưng tôi lại không làm được tôi cố nén sự khó chịu trong lòng đưa tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt nhỏ bé lạnh lẽo một chút ký ức khi còn sống của cậu bé ùa về trong đầu tôi không ngờ tiểu long lại bị bệnh thận rất nặng với bệnh tình và lứa tuổi của cậu bé đáng lẽ giờ này phải đang nằm trên giường bệnh điều trị nhưng hôm nay lại chỉ có thể nằm trong chiếc tủ đông lạnh lẽo này sắc mặt mấy đặc công cũng ảm đạm khi nhìn thấy tiểu long dù sao đây là chuyện không ai muốn thấy nhất là tôi lúc đó tôi rất hối hận vì sao ba ngày không đưa tiểu long đi cùng có lẽ nếu tôi đưa thêm tiền bọn chúng có thể đồng ý cho tôi mang đứa trẻ đi nếu được vậy cậu bé đã không phải chịu kết cục thế này sau khi nhìn thấy thi thể tiểu long cơn tức giận của tôi đạt đến cực điểm tôi dường như chạy hết sức lên trên lao đến túng lấy gã trẻ tuổi đang đứng ngoài xe cảnh sát hét lên vì sao tiểu long chết không phải mày đã đồng ý không đánh nó rồi sao Lúc này tên đó đã bị dọa mặt xám như tro, thấy tôi chất vấn, liền lắp bắp nói, nó, nó bị bệnh thận nặng, mấy ngày nay không thuốc uống, cho nên, cho nên mới, hết thuốc sao không mua. Tôi giận dữ hét lên. Thuốc đó rất đắt tiền, ông chủ nói nếu tiếp tục như vậy sẽ lỗ vốn, cho nên, cho nên. Cho nên để nó tự sinh tự diệt. Hai mắt tôi đỏ ngầu. Tôi cũng không có cách nào, tôi chỉ có thể nghe theo lời ông chủ, tôi, tôi vừa nghĩ đến những cực khổ tiểu long đã phải chịu sự xót thương dâng lên, tay nắm thành quyền dùng hết sức đánh vào mặt hắn, lúc đó nếu không có bạch kiện đến kéo tôi ra có lẽ tôi đã đánh hắn chết tươi đây là lần đầu tiên tôi vì người xa lạ mà cảm thấy đau khổ như thế vì trong lòng tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể cứu tiểu long ra nhưng không ngờ vẫn chậm một bước đội bạch kiến tiến hành thẩm vấn ngay trong đêm với các nghi phạm bắt được nhưng đáng tiếc cũng không moi được manh mối nào có giá trị từ bọn chúng tên a văn bị tôi đánh chính là kẻ đứng đầu chỗ này phụ trách liên hệ với ông chủ Ông king theo lời khai của hắn ông chủ của chúng là người rất lợi hại trong tay hắn có một đường dây vô cùng hoàn chỉnh mà bọn chúng chỉ là nút cuối cùng trong đường dây này mà thôi hơn nữa cái cao siêu nhất của ông chủ chúng là cho dù bất kỳ khâu nào trên đường dây này có vấn đề cũng sẽ không thể nào liên lụy đến hắn cho nên với những tên thuộc hạ như a văn hắn chỉ có một yêu cầu đó chính là tự vệ cho tốt nếu bị bắt sẽ không có người cứu mà chúng cũng không thể lôi ai theo được về chuyện lại lịch của những đứa bé này làm sao đến được tay chúng a văn cũng không biết gì không phải là hắn không muốn nói mà thực sự là hắn không biết đáng sợ nhất là việc a văn làm do cha hắn truyền lại nói cách khác từ đời cha chú của hắn đã làm việc này mà mấy bộ xương trắng chúng tôi tìm thấy dưới giếng sâu kia chính là do bọn chúng vứt xuống lúc đó cha hắn mới bắt đầu công việc này chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong quá trình giam giữ có không ít đứa trẻ bị chết trong mấy năm gần đây trong nhóm tội phạm của chúng có thêm bác sĩ từ đó mới dần dần không còn đứa nào chết nữa nhưng tiểu long là trường hợp ngoài ý muốn theo như a văn khai lúc tiểu long bị đưa đến đã bị bệnh thận rất nặng nghe nói nó còn là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi nghĩ đến dáng vẻ bẻ nhỏ đáng thương của Tiểu Long, lòng tôi lại cảm thấy đau xót, đêm hôm đó, cảnh sát cứu được 11 đứa trẻ từ tứ hợp viện ra, ngoại trừ Tiểu Long đã chết, còn lại đều là bé gái. Sau khi những đứa trẻ này được cứu ra, tất cả đều có dấu hiệu bị tổn thương tâm lý ở nhiều mức độ khác nhau, có lẽ để chúng hoàn toàn xóa bỏ được bóng ma tâm lý này bắt đầu cuộc sống mới, nhất định không hề dễ dàng. Cái chết của Tiểu Long khiến tôi chán nản mấy ngày, tôi vẫn không quên được hình ảnh đến lúc chết nó vẫn cầm chặt túi thịt hổ kia, tôi vốn hy vọng có thể tìm được cha mẹ cậu bé có thể đưa cậu bé đi an táng cũng tốt đáng tiếc sự thật đúng như a văn nói tiểu long là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ tối hôm đó bạch kiện gọi chúng tôi đến nhà ăn cơm tôi đoán là vụ án kia đã kết thúc rồi nên tôi và đinh nhất cầm theo hai bình rượu đến đi vào nhà đã thấy viên mục giả bạch kiện và vợ anh ta đang bày một bàn ăn ngon để tiếp chúng tôi bạch kiện nhìn hai bình rượu trong tay tôi buồn cười nói hai người các cậu một người không uống được rượu một người phải lái xe vậy mà còn không biết xấu hổ mang rượu đến đây tôi cười xấu xa tôi không uống được thì hai người uống Lần trước còn chưa uống đã, lần này uống bù nhé. Hơn nữa, vụ án kia đã có kết quả, hai người cũng nên uống mừng chứ. Không ngờ lúc tôi nói xong, vẻ mặt hai người Bạch Kiện và Viên Mục Giả đột nhiên sầm xuống, tôi vội hỏi, sao thế? Vụ án lại có vấn đề gì sao? Bạch Kiến thở dài, những kẻ bị bắt cũng chỉ là đám lâu la, lính công tướng cô thôi, kẻ thao túng phía sau bức màn ngay cả bóng cũng không thấy. Thật không biết trên thế giới này còn bao nhiêu ở điểm như thế. Chỉ cần nghĩ đến những đứa trẻ kia, người làm cảnh sát như bọn anh sao có thể vui nổi. Tôi chỉ khuyên anh ta, trên thế giới này có rất nhiều những chuyện xấu xa chúng ta không thể nào chạm đến cũng không cách nào thay đổi, chuyện chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức mình để có thể giải cứu và giúp họ không phải chịu tổn thương thêm nữa. Hôm đó, chúng tôi uống đến mức bạch kiện say khước, tôi biết trong lòng anh ta không thoải mái, nhưng lại không cách nào thay đổi được, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Trên đường về, Đinh Nhất nói với tôi, chú Lê đã làm xong hậu sự cho Tiểu Long, mặc dù không tìm được cha mẹ của cậu bé, nhưng để cậu bé đến âm ti đầu thai thì không vấn đề gì. Tôi tự lẩm bẩm, Bây giờ chỉ hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai vào một gia đình tốt, không phải chịu khổ sở như vậy nữa. Đêm hôm đó, tôi và Đinh Nhất vừa nằm ngủ thì bị chú Lê gọi điện đến dựng dậy. Giọng chú ấy vô cùng lo lắng, chú ấy mới nhận một việc rất khẩn cấp, bảo chúng tôi sang nhà đón chú ấy ngay, rồi đi đến một mỏ than cách đây 400 cây số, tôi vừa nghe đến mỏ than là biết có chuyện không tốt, sau khi đón chú Lê, chú ấy mới nói cụ thể. Hóa ra mỏ than chúng tôi đang đến trưa hôm nay xảy ra chuyện, bị nổ khí gas, bây giờ đã tìm được thi thể của hơn 40 thợ mỏ cổ đông chính của mỏ than này là Ngô Tây Sơn, là một người bạn lâu năm của chú Lê. Từ khi chú Lê còn chưa có danh tiếng đã quen Ngô Tây Sơn, nên cũng được coi là bạn bè thân mật. Lần này, mỏ than bị nổ khí gas có tình huống rất phức tạp, nếu xử lý thỏa đáng thì còn tốt, cũng chỉ tan gia bại sản, còn không tốt có khi còn phải đi tù. Thấy vấn đề nghiêm trọng như vậy, Ngô Tây Sơn đành đêm hôm gọi điện cầu cứu chú Lê, lúc chúng tôi đến mỏ than, trời đã tờ mờ sáng, từ cách mỏ than 10 cây số đã có giới tuyến của cảnh sát. May mà Ngô Sơn Tây đã cho trợ lý đón chúng tôi dưới chân núi, nếu không chúng tôi cũng không đi vào được. Xe còn chưa đến hiện trường, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, số lượng người cứu hộ không nhỏ, tôi hỏi trợ lý của Ngô Tây Sơn tên là Tiểu Lưu, tình hình bây giờ thế nào? Mặt Tiểu Lưu trắng bệnh, tình hình bây giờ rất không lạc quan, đã tìm thấy thi thể của hơn 40 thợ mỏ, bên dưới chắc chắn vẫn còn, nhưng đường hầm trong mỏ rất phức tạp, muốn tìm thấy tất cả thì rất khó khăn. Trong lòng tôi và chú Lê đều trầm xuống, đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều người không ngủ. Đặc biệt là Ngô Tây Sơn có lẽ lúc này đã cũng như bị lửa cháy đến mông rồi. Nhưng khi xe của chúng tôi gần đến nơi xảy ra tai nạn thì đột nhiên chết máy. Đinh Nhất thoáng cao mày xuống xe kiểm tra, phát hiện chiếc xe không bị hỏng hóc gì, nhưng không tài nào nổ máy được. Đúng lúc này, chú Lê đang ngồi trong xe đột nhiên biến sắc nhìn ra ngoài, tôi nhìn theo ánh mắt của chủ, cũng lập tức giật mình. Chỉ thấy có vài âm sai đang áp tải một đám âm hồn lão đảo đi từ trên núi xuống. Chú Lê vội vàng nói với Đinh Nhất vừa mới lên xe, cứ ở trên xe trước đi, gặp được bọn họ vẫn nên tránh đi một chút thì tốt hơn. Tiểu Lưu ở trên xe không hiểu bèn hỏi với vẻ nghi ngờ, sao vậy? Gặp ai cơ? Chú Lê lập tức ra hiệu cho cậu ta im lặng, sau đó bắt đầu đếm số lượng âm hồn. Chỉ thấy những âm hồn này ai nấy đều ngõ ngác, giống như chưa biết mình đã chết. Mấy người thọ mỏ này đều tầm 20 đến 40 tuổi, đáng lẽ là tâm tuổi trụ cột của gia đình, vậy mà giờ lại chết, điều này đối với bất kỳ gia đình nào cũng là một thảm họa. Chú Lê đếm đến cuối cùng được hơn 70 người, nhưng vừa rồi Tiểu Lưu nói chỉ tìm được 40 mấy thi thể, như vậy còn hơn 30 thi thể chưa tìm được, chờ đến khi âm sai dắt âm hồn đi qua xe của chúng tôi đinh nhất thử khởi động lại chiếc xe giống như kỳ tích đột nhiên bình thường trở lại chúng tôi lại tiếp tục lên đường tiểu lưu lúc này nói với vẻ mặt kinh hãi đại sư vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy à không có gì âm hồn mượn đường thôi chú lê nói với giọng đầy thần bí tiểu lưu nghe thể không dám hỏi thêm gì nữa giống như hỏi nhiều một câu sẽ dính phải sự xui xẻo vậy lúc chúng tôi đi vào mỏ thang từ xa đã nghe thấy tiếng người đau đớn khóc thang chắc đây là người nhà của những thợ mỏ đã phát hiện được thi thể lúc này Ngô Tây Sơn đã ra đón chú Lê, nhìn vầng trán ông ta đầy khí đen thì biết trong thời gian này chắc chắn rất không may. Ngô Tây Sơn nhìn thấy chú Lê lập tức đi đến gần, nói, lão Lê à, ông tới rồi. Ông mà không đến chắc tôi phải uống thuốc mất. Chú Lê vỗ vai ông ta, làm gì đến mức thế? Chuyện đã xảy ra rồi, trốn tránh không phải là cách giải quyết, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới đúng. Nói cho tôi biết hiện giờ tìm được bao nhiêu người. Ngô Tây Sơn nghiêm mặt nói, mới tìm được 56 người, tiếc là không ai còn sống. Chú Lê nghe thể hỏi luôn còn bao nhiêu công nhân mất tích. Tôi khẽ nhẩm tính trong lòng, lúc nãy vừa nhìn thấy hơn 70 âm hồn, vậy hiển nhiên còn 20 người chưa tìm được. Không ngờ Ngô Tây Sơn lại nói, còn 39 công nhân nữa chưa tìm được, nhưng mấy người này đều ở chỗ sâu nhất trong hầm mỏ, tỷ lệ còn sống chỉ là số không. Chú Lê những mày hỏi, vì sao lại nói thế? Ngô Tây Sơn vội giải thích, hiện giờ đang có 9 tiểu đội tham gia cứu hộ, về cơ bản họ đã lục soát xong mỏ thang số 3, tất cả thợ mỏ bên trong đều gặp nạn, còn mỏ thang số 7 nồng độ carbon dioxide vượt chỉ tiêu, không cách nào bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu hộ. Quan trọng nhất là những công nhân mất tích đó không rõ tung tích, nhân viên cứu hộ căn bản không thể xác định vị trí chính xác của họ. Tôi hiểu Ngô Tây Sơn định nói gì, ông ta cảm thấy những thợ mỏ không rõ tung tích đó không còn khả năng còn sống, dù sao vị trí tương đối gần cũng không có ai còn sống. Vậy những người ở chỗ càng sâu này làm sao có thể sống được, nhưng trước đó chúng tôi rõ ràng nhìn thấy âm sai chỉ bắt đi 70 âm hồn, đầu có nhiều đến hơn 90 người như Ngô Tây Sơn đã nói. Tôi nhìn thoáng qua chú Lê, muốn xem phản ứng của chú, chỉ thấy chú nhìn chằm chằm vào mắt ngô tây sơn hỏi vậy ý của anh là tôi đã cho người liên hệ với gia đình những thợ mỏ này và sẽ ngừng giải cứu nếu được sự đồng ý của họ ngô tây sơn bất đắc dĩ nói tôi nghe thể mà giật mình từ bỏ cứu hộ khi không thể xác định có người còn sống hay không là từ bỏ cứu hộ làm như vậy có quá vô trách nhiệm hay không chắc chắn chú lê cũng không đồng ý cách làm của ông ta nhưng cũng không trực tiếp bác bỏ trước mặt ngô tây sơn mà trầm giọng nói gia đình những thợ mỏ đó sẽ đồng ý à ngô tây sơn suy nghĩ rồi trả lời làm công tác tư tưởng chắc bọn họ sẽ đồng ý, dù sao số tiền mà họ được nhận cũng không thiếu xu nào. Tôi nghe thế mà thấy lạnh trong lòng, chẳng lẽ chỉ vì vài đồng bạc mà người nhà những người thợ mỏ đó sẽ từ bỏ người thân của mình vào lúc quan trọng thế này sao? Lúc này có người đến nói vài câu vào tai Ngô Tây Sơn, ông ta nghe xong biển sắc, sau đó vội quay ra nói với Tiểu Lưu, trước tiên cậu sắp xếp cho Lê Đại Sự một chiếc lều vải, chuẩn bị luôn trà nước và thức ăn nhé. Nói với Tiểu Lưu xong, Ngô Tây Sơn lại quay ra nói với chú Lê, lão Lê, ông cứ nghỉ ngơi một lúc, tôi đi xem tình hình một chút rồi sẽ quay lại, sau đó tiểu lưu đưa chúng tôi đến một chiếc lều vải cách xa chỗ ồn ào lúc nãy, cậu ta chuẩn bị thức ăn nước uống cho chúng tôi theo lời ngô Tây Sơn xong, rồi cũng đi ra ngoài hỗ trợ, tôi thấy tiểu lưu đi ra, bèn nói nhỏ với chú Lê, tại sao ngô Tây Sơn lại không muốn cứu người. Người sống thì đâu phải bồi thường nhiều tiền. Chú Lê nghe nói thế thì hừ lạnh, cháu biết cái gì. Những người làm ăn này mãi mãi đều đặt lợi ích lên trên đầu, bọn họ sở dĩ làm như thế chính là vì không muốn làm ăn lỗ vốn. Tôi nghe mà không hiểu lắm đành hỏi, cháu không hiểu nghĩa là sao chú lê đành kiên nhẫn giải thích những thợ mỏ bị chết đều có giá bồi thường công khai cho nên bồi thường bao nhiêu có thể tính được nhưng nếu tiếp tục tìm kiếm thì không thể xác định được sẽ mất thêm bao nhiêu tiền đặc biệt trong những tình huống như thế này có thể tìm ba đến năm ngày có khi cũng hàng chục ngày nếu như đến cuối cùng tìm được người sống thì còn may nếu không tiền cứu hộ cộng với tiền trợ cấp tử vong đó là một con số trên trời tôi giật mình hỏi cho nên dù biết rõ phía dưới có khả năng còn thợ mỏ còn sống thì bọn họ vẫn không muốn cứu chú lê gật đầu với tôi rồi nói cháu cho rằng những nhân viên cứu hộ này đều là miễn phí hay sao đây không phải là thiên tai đây là do con người sau khi tính toán ra con số thiệt hại này sẽ có người phải trả tiền tôi vẫn khó mà tin được mà hỏi lại điều này chẳng phải quá coi thường tính mạng người khác à còn nữa người nhà bọn họ sẽ đồng ý sao chú lê thở dài trong những trường hợp thế này bên chủ mỏ thường bí mật hứa với họ sẽ thêm một phần tiền trợ cấp lại không ngừng tác động mà nói rằng người đã chết chỉ cần ký tên đồng ý là có thể lấy thêm tiền nếu không sẽ không nhận được bằng người khác lúc này thường sẽ có những gia đình trong khi hoang mang lo sợ mà đồng ý ký tôi trợn tròn mắt hỏi chẳng lẽ vì tiền mà thật sự không để ý đến người thân sống hay chết à chú lê bất đắc dĩ nói hoặc là nói trong lòng bọn họ đã sớm cho rằng chồng hay con trai không thể còn sống cho nên mới đồng ý ký tên tôi nghe thế thì thấy buồn trong lòng chắc những thợ mỏ bị nhốt ở dưới giếng vẫn đang mong có người ở trên đến cứu mình, nhưng thật ra không biết người ta bắt đầu khuyên bảo những người thân từ bỏ cứu hộ. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, ba người chúng tôi từ đêm qua đến giờ chưa cơm nước gì nhìn tình hình này không biết còn mất bao lẩu nữa, cho nên chúng tôi đành có gì ăn nấy. Cũng may ba chúng tôi không phải là ngọc cành vàng bào ngư vi cá cũng ăn được mà mì tôm xúc xích cũng chẳng chế. Ngay khi ba chúng tôi lấp đầy bụng thì Ngô Tây Sơn buồn thiêu đi tới, thấy chú Lê Bèn bất đắc dĩ nói, lại phát hiện thêm một ít thi thể, hiện giờ chỉ còn lại 17 người, nhưng tung tích của họ mơ hồ không rõ, càng về sau tìm lại càng khó. Trước đó không có thợ mỏ nào còn sống à? Chú Lê lo lắng hỏi. Ngô Tây Sơn nghĩ một lúc rồi trả lời, lúc đó vừa may có 10 công nhân lên miệng giếng, bọn họ mặc dù chịu một chút tổn thương khác nhau, nhưng đều không bị nguy hiểm tính mạng, những người còn lại thì không có ai còn sống đi lên hết. Chú Lê nghe xong gật đầu và nói, vậy tỷ lệ sống sót của 17 người còn lại có cao không? Ngô Tây Sơn thở dài, tôi cũng không nói được, nếu như có thể cứu tôi đương nhiên muốn mau chóng cứu họ lên, chỉ sợ phí một đống sức người sức của mà chỉ cứu lên được 17 thi thể, vậy thì thật không đáng. Trên mặt chú Lê lúc này hiện lên một chút chế dễ không dễ phát hiện, tôi biết trong lòng chú đang thầm mắng Ngô Tây Sơn chẳng ra gì. Ai ngờ đúng lúc này tiểu lưu ngượng ngùng đi tới nói, tổng giám đốc Ngô, có một gia đình thợ mỏ không chịu ký tên. Ngô Tây Sơn nghe thể tức giận nói, làm việc kiểu gì thế? Có chút chuyện nhỏ như thể đều không làm được. Cậu không biết nói tăng số tiền lên cho người ta à? Tiểu lưu nghe vậy cười khổ nói, em nói rồi, nhưng ông già này rất cứng rắn, sống chết cho rằng con của ông ta chưa chết khẳng định là chỉ bị nhốt bên dưới nói kiểu gì vẫn không đồng ý ký tên từ bỏ cứu hộ tôi thoáng thở vào trong lòng ít nhất có người cha coi tính mạng con mình quan trọng hơn tiền bạc lúc này chủ lê hỏi có một gia đình không ký tên là không được hả ngô tây sơn bất đắc dĩ lắc đầu chắc chắn không được chỉ cần một cái không phải tự nguyện là không được một khi cấp trên hỏi đến ai đứng ra chịu trách nhiệm chứ chú lễ hỏi vậy phải tiếp tục tìm kiếm ừ trước mắt chỉ có thể như thế ngô tây sơn nói đến đây lại đột nhiên bảo chú lê lão lê nếu không ông giúp tôi tìm mấy thi thể còn lại chú lê có chút do dự trả lời tôi tới đây chính là giúp anh nhưng có một số việc tôi phải nói trước nếu như mười mấy thợ mỏ này còn sống vậy chúng tôi cũng không thể biết bọn họ ở chỗ nào ngô tây sơn nghe thể liền không coi đó là vấn đề không sao ông cứ tìm đi nếu như bọn họ thực sự vẫn còn sống thì tốt nếu không thì chúng tôi có tìm như con ruồi không đầu bay loạn cũng chẳng có kết quả bây giờ có tiền chính là đại gia mà ngô tây sơn và chú lê quen biết đã lâu mặc dù trong lòng cảm thấy ông ta là một tên gian thương nhưng giúp thì vẫn phải giúp. Sau đó, chúng tôi đi sau một đội nhân viên cứu hộ tiền vào một đoạn hầm mỏ đã được khơi thông tốt, mọi người trên đường vừa đi vừa nghỉ, để cho tôi có nhiều thời gian hơn cảm giác có thi thể của thợ mỏ ở xung quanh hay không. Nhưng tiếc là trên đoạn đường này, chúng tôi không cảm giác được gì, kể cả âm sai trước đó cũng không gặp được. Thế là tôi nói nhỏ với chú Lê, cháu cảm giác mười mấy thợ mỏ đó còn sống, nếu không tại sao vừa rồi âm sai chỉ dẫn theo hơn 70 âm hồn. Chú Lê lắc đầu trả lời, cũng chưa chắc, có lẽ lúc âm sai đến bọn họ còn chưa chết thì sao? nhưng bọn họ trải qua hai trận lỡ đất cho dù không chết ở lần đầu tiên cũng không có nghĩa là vẫn luôn an toàn tôi nghe thấy cũng đúng nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện được gì nếu như không phải do khoảng cách quá xa không cảm giác được cũng chỉ nói rõ là mười mấy người này vẫn còn sống nghĩ đến đây tôi càng gắng sức cảm giác chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một khả năng nào ngay lúc con đường dưới chân bắt đầu trở nên khó đi tôi đột nhiên cảm giác được phía dưới tảng đá to trước mặt có một người chết phía dưới kia có một thi thể thợ mỏ tôi chậm rãi nói nhân viên cứu viện đi cùng chúng tôi nghe thấy thể lập tức tiến lên đào bới kết quả thực sự tìm được một bộ thi thể thợ mỏ không đầy đủ bởi vì một nửa thi thể khác ở phía sau tảng đá chắc là bị khối đá này chia thi thể thành hai phần nhưng trong lúc nhân viên cứu hộ chuẩn bị mang nửa bộ thi thể này lên miệng giếng tôi lại thấy được vài chuyện trong trí nhớ của tàn hồn người này dường như có mười mấy người công nhân chạy vào sâu bên trong lúc mới phát sinh vụ nổ mà người bị đập trứng này chỉ vì chạy quá chậm cho nên mới bị tảng đá lớn đập thành hai nửa tôi lúc này hỏi người nhân viên cứu hộ bên cạnh đường hầm mỏ này cuối cùng thống tới chỗ nào Nhân viên cứu hộ đó trả lời, mỏ thang số 9, tôi nghe thể bèn gật đầu, sau đó thầm tính toán, trước đó nghe Ngô Tây Sơn nói lượng carbon dioxide nơi đó đang vượt ngưỡng an toàn, nếu bây giờ để mấy người nhân viên cứu hộ đi vào đó hệ số nguy hiểm quá cao. Nhưng nếu như không cứu, vậy cho dù hiện tại bọn họ không chết, cuối cùng cũng sẽ chết vì hết oxy. Đây thật là một lựa chọn khó khăn, thật ra tôi rất sợ phải đi đến chỗ không gian chật hẹp dưới đất này, bởi vì nơi đây luôn làm cho người ta cảm thấy bị đè nén. Tôi càng không thể tưởng tượng những thợ mỏ này hàng ngày phải công tác trong môi trường này sẽ có cảm giác gì kể cả những năm gần đây đãi ngộ cho thợ mỏ được đề cao hoàn cảnh cũng an toàn hơn rất nhiều nhưng mọi việc đều có xác suất không ai dám cam đoan mỏ than vĩnh viễn sẽ không xảy ra tai nạn đối với những người làm nghề này nếu như có chuyện xảy ra nhưng không có người bị thương vậy coi như chỉ là một câu chuyện để kể lại còn nếu như ngược lại mới được coi là có sự cố sau đó nhân viên cứu hộ đi theo chúng tôi báo cáo tình huống lên cấp cao hơn để xin chỉ thị tiếp theo nên làm gì cuối cùng cấp trên quyết định làm ra các biện pháp thông khí và thường xuyên theo dõi nồng độ carbon dioxide trong mỏ để đảm bảo an toàn cá nhân Phương hướng đại khái mặc dù đã có, nhưng trước mắt không cách nào thông được đường hầm để cứu người, bởi vì nhân viên cứu hộ phải đợi nồng độ carbon dioxide trong đường hầm giảm đi, nếu không tất cả chỉ phí công vô ích. Bởi vì vẫn luôn không tìm được 10 người công nhân này, cho nên tất cả tiểu đội cứu hộ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm bên trong các đường hầm mỏ khác. Hiện giờ việc này đã được báo lên, tổ công tác cấp trên chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mỏ than. Ngô Tây Sơn lúc này cũng không dám nói với cấp trên rằng, tôi đã tìm một vị đại sư về phong thủy đến, bọn họ đã khóa chặt vị trí những thợ mỏ đó, những địa phương khác không cần tìm nữa đâu. Nếu ông ta thực sự nói như thế thì không cần chờ đến khi giải quyết xong chuyện này, vẫn có thể bắt ông ta đưa vào cục cảnh sát. Thật ra, chúng tôi đã làm những gì có thể, về phần bọn họ có thể cứu người ra hay không, lại là chuyện khác, sau đó chúng tôi ở hai ngày ngay tại hiện trường sự cố. Trong lúc này, tất cả nhân viên cứu hộ đều tìm kiếm 4 giờ không nghỉ, sợ bỏ lỡ bất cứ người sống nào. Những sau khi chúng tôi từ hầm mỏ đi ra cũng không tìm thêm được một thi thể nào, chúng tôi thấy ngô Tây Sơn càng ngày càng sốt ruột, miệng nổi nhiệt, chắc do quá nóng chuyện này cứ mỗi ngày trôi qua mà không thấy kết quả nhưng ngày nào cũng phải đốt tiền cuối cùng tại ngày thứ tự sau khi chuyện xảy ra nồng độ carbon dioxide trong hầm mỏ đã hạ xuống bọn họ đã thông được một đường ống cứu viện để đưa vào một chút đồ tiếp tế đảm bảo những thợ mỏ kia có thể sống sót tôi lúc này không thể không thâm phục người cha không chịu ký tên đó chính bởi vì có ông ta kiên trì mười mấy người thợ mỏ phía dưới mới có hy vọng sống sót có lẽ bây giờ trong mắt người khác ông lão này quá kiên cường rõ ràng đã không còn khả năng còn sống vẫn nhất định cố chấp bắt người xuống cứu nhưng đến cuối cùng khi cứu người lên những người từng đồng ý ký tên từ bỏ người nhà sẽ đối mặt thế nào với người thân của mình dù sao bởi vì quyết định của mình mà suýt nữa hại chết bọn họ trong lúc chờ đường hầm được thông chúng tôi cũng không nhàn rỗi mọi người đi cùng chú lê để giải quyết hậu sự cho thợ mỏ có số lượng lớn thi thể cần giải quyết như thế chúng tôi thật sự bận như lửa cháy sau mông ngay khi chú lê làm xong pháp sự siêu độ cho các thợ mỏ bên giếng mỏ truyền đến tin tức tốt đường ống cứu hộ có quan hệ đến tính mạng mười mấy người đó đã được thống mà hiện tại đã có thể xác định bên đầu kia của đường ống không chỉ có một người còn sống sau đó nhân viên cứu hộ bắt đầu thông qua đường ống vận chuyển vào trong một chút dịch dinh dưỡng để bảo đảm những thợ mỏ đó có thể duy trì thể lực tiếp tục chờ giải cứu chờ đợi bất cứ thứ gì đều là một loại giày vò đặc biệt tại thời điểm này chúng tôi thì còn tốt buổi tối có thể nghỉ ngơi có rất nhiều nhân viên cứu viện đã ba mươi mấy tiếng liên tục không được chợp mắt dù sao họ cũng đang chạy đua với thời gian mọi người đều hy vọng nhanh chóng cứu được tất cả những người phía dưới lên dưới sự mong đợi của mọi người cuối cùng tại trước ánh sáng bình minh ngày thứ bảy toàn bộ thợ mỏ mất tích đã được giải cứu thành công khi bọn họ được nâng ra khỏi giếng bốn phía vang lên những tiếng vỗ tay vang dội những tiếng vỗ tay này chẳng những dành cho nhân viên cứu hộ không hề từ bỏ nghĩ cách cứu người càng là cho những thợ mỏ dũng cảm tự vệ khi xảy ra tai nạn mười mấy người thợ mỏ may mắn còn sống có nghĩa là sẽ có mười mấy gia đình không phải chịu thảm kịch cửa nát nhà tan chúng tôi nhìn khung cảnh cảm động này cũng thấy vành mắt mình ửng đỏ ai ngờ ngay lúc một người thợ mỏ sau cùng thành công ra khỏi giếng tôi lại thấy một cảnh tượng kỳ quái người thợ mỏ trước đó bị tảng đá lớn nên đứt đôi vậy mà cũng đi theo những thợ mỏ may mắn sống sót này ra khỏi giếng mặc dù ở đây có hơn trăm người nhưng cũng chỉ ba chúng tôi nhìn thấy anh ta người thợ mỏ này cũng thật đáng thương chỉ chậm vài bước nếu không cũng có thể còn sống đi ra ngay cả tôi đều nghĩ như vậy nói gì là anh ta chắc người này cũng cảm thấy không cam lòng lúc này mới luôn đi theo phía sau mấy người kia chú lê lúc này vô tình đi đến phía sau cùng đội ngũ cứu hộ tiện tay đập lên thân người cuối cùng một lá bùa vàng trong nháy mắt âm hồn đó liền biến mất thật ra tôi rất đồng tình với anh ta thể là nhỏ giọng hỏi chú lê chú đuổi anh ta đi à Chú lê gật đầu đuổi thì đuổi rồi nhưng sự tình không đơn giản như thế quán khí của âm hồn này rất nặng nếu như bỏ mặt không quan tâm nhất định sẽ biến thành ác ma tôi nghe thể thì giật mình nghiêm trọng thế cơ à chú lê suy nghĩ rồi nói đi thôi đi tìm lão ngô trước đã hỏi xem thi thể người đó hiện giờ ở chỗ nào khi chúng tôi tìm tới ngô tây sơn nói rõ tình huống xong ông ta cũng sầm mặt lại thi thể đó không có người nhà đến nhận chắc vẫn đang nằm trong chỗ chứa xác của khu mỏ Chú Lê nghe liền liên tục lắc đầu, bảo sao oán khí của hắn nặng như thế, chết oan uổng như thế cơ mà, gia đình của hắn đâu? Ngô Tây Sơn nghe xong thở dài, thợ mỏ đó tên là Lý Trung, hắn ly hôn với người vợ đầu rồi sống với một người phụ nữ đã có con, chẳng phải người phụ nữ đó là một trong 10 gia đình ký tên từ bỏ hay sao? Người phụ nữ đó là người đầu tiên ký tên, sau đó cô ta thấy Lý Trung có khả năng được cứu lên thì bực mình mà đi trước rồi. Tôi cũng cảm thấy không đáng cho Lý Trung, đúng là mắt mù mới sống với một người phụ nữ như thế. Thế là tôi lại hỏi Ngô Tây Sơn chẳng lẽ Lý Trung không còn người thân nào hay sao? Ngô Tây Sơn suy nghĩ rồi nói, hình như có một đứa con trai với người vợ cũ, tôi gật đầu, được, nếu người phụ nữ này đã rời đi, vậy cũng không cần liên lạc với cô ta, để con của Lý Trung đến nhận thi thể, tự nhiên tiền trợ cấp cũng sẽ là của cậu ta. Nếu để người phụ nữ kia lĩnh tiền, chắc một đồng cũng sẽ không đưa cho con ruột của Lý Trung đâu. Cho nên sau khi tử mỏ thang núi phù trở về, chúng tôi chạy thẳng về nhà. Không ngờ vừa về đến nhà đã phải sửng sốt, tôi ngẩn người hỏi Đinh Nhất, chúng ta vào nhầm nhà hả? đây là nhà của chúng ta sao? Mặt đinh nhất xanh mét trả lời, cậu có thể dùng chìa khóa của mình mở thử của nhà người khác xem. Tôi nghĩ lại cũng đúng. Nhưng sao nhà chúng tôi cứ như có bảo chạy qua vậy? Ngay cả vụ núi trúc lúc trước cũng đâu đến nỗi này. Con mẹ nó. Đây rõ ràng là bị trộm mà. Tôi thật không ngờ có ngày nhà mình bị thế này. Cũng may toàn bộ tiền mặt trong nhà đều gửi ở ngân hàng, nếu không thực sự khác cũng đã muộn. Sau khi cân nhắc một lúc, tôi vẫn gọi điện cho Bạch Kiện, anh ta nghe nói nhà tôi bị trộm, vậy mà đầu tiên cười phá lên sau đó mới nghiêm túc nói lát nữa anh sẽ dẫn người qua xem sau khi dập máy tôi có một kết luận đó là thời gian này bạch kiện rất rảnh cho nên mới có thời gian để ý một vụ trộm nhỏ thế này thật ra nghĩ kỹ thì trong nhà ngoại trừ một chút đồ điện gia dụng cỡ lớn còn lại chẳng có thứ gì đáng tiếng cũng may trước đó tôi đã nhờ mẹ của đậu đậu trong hộ kim bảo nếu không con vật bé nhỏ đó có thể đã biến thành một nồi thịt chó bởi vì sợ phá hỏng hiện trường cho nên tôi và đinh nhất cũng không vào trong hai kẻ đáng thương đứng dựa vào tường trong lòng suy nghĩ làm sao nhà lại bị trộm theo lý thuyết thì trị an của khu nhà này rất tốt hơn nữa đi ra đi vào đều có camera vậy làm sao mà trộm lại mò vào nhà chúng tôi được không lâu sau tôi nghe thấy tiếng của thang máy mở ra bạch kiến dẫn theo hai nhân viên cấp dưới đi tới tôi nhìn hai người bạch kiến dẫn theo lập tức có cảm giác trồng đến nhà tôm hai người đó là cao thủ khám nghiệm hiện trường đặc biệt đối với giám định dấu vết cứ như thần bình thường bọn họ ra tay đều là hiện trường các vụ trọng án bây giờ lại đi theo bạch kiện đến điều tra vụ án trộm vặt này làm cho tôi có hơi ngượng ngùng nhưng sau đó bọn họ phát hiện một số manh mối tại hiện trường khiến tôi cảm thấy may mà có họ, nếu không thực sự không tưởng được chuyện này nghiêm trọng đến thế. Hóa ra sau khi họ kiểm tra một lượt trong nhà tôi xong đã phát hiện những đồ vật giá trị mà dễ lây như laptop, iPad vẫn còn. Thậm chí 200 đồng chúng tôi để trong ngăn kéo dưới bàn trà cũng không bị lấy đi, càng thêm đáng nghi là bọn họ tìm hai lần từ trong ra ngoài, lại phát hiện ngoại trừ dấu vết của tôi và đinh nhất ra không còn ai khác. Ngay cả cửa đều không có dấu vết bị phá khóa nếu chỉ là trộm vặt thông thường không thể làm ra chuyện như vậy cuối cùng mấy người bạch kiện cho ra kết luận nhà chúng tôi khẳng định không phải trộm thường anh ta bảo chúng tôi kiểm tra kỹ một chút xem có thiếu thứ gì hay không tôi và đinh nhất sau đó đi vào kiểm tra trong nhà không thiếu thứ gì đáng giá ngoại trừ mấy cái usb toàn bộ bị lấy mất bạch kiện vừa nghe nói chúng tôi mất mấy chiếc usb liền truy hỏi trong usb chứa gì thế tôi nhúng vai nói không có gì cả một chút tích trữ cá nhân thôi tích trữ gì thế tổng thất có lớn không Tôi nói với vẻ mặt đau khổ, đương nhiên đó là Izima Ai, Asaka Rang đã ngừng phát hành rồi. Bạch Kiện nghe xong tức giận nói, biến đi. Đối phương trộm mấy cái của nợ này của cậu làm gì? Cậu nghĩ kỹ lại xem, trong USB còn có chứa đồ vật gì quan trọng hay không? Tôi trả lời một cách chắc chắn, tuyệt đối không có, nếu bọn họ muốn những thứ này, tôi có thể chia sẻ miễn phí, cần gì phải nảy khóa ăn trộm chứ? Cũng không phải cái gì đáng giá. Nói đến đây tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhưng không thể khẳng định đối phương có phải hướng về vật đó hay không dù sao chuyện đã qua lâu rồi, nếu những người đó vì vật kia mà tới, tại sao sớm không đến muộn không đến mà nhất định phải là lúc này. Bạch Kiện thấy tôi ngẩn người, liền cười hỏi, có phải trong USB của cậu có hàng hiếm nào nữa không? Tôi nghe thể thì cố ý ngắt lời, đương nhiên rồi, còn Hatano và cô giáo thương. Sau cùng, lúc Bạch Kiện rời đi vẫn nhắc nhở tôi, đừng coi thường chuyện này, anh ta cảm giác mấy tên trộm vào nhà tôi mục đích không đơn giản, nếu như phát hiện có vấn đề gì phải báo ngay lập tức. Tôi nghe dặn dò xong liên tục đồng ý, yên tâm đi, có chuyện gì nhất định sẽ gọi cho anh. Chờ đến lúc Bạch Kiện rời đi, cả tôi và Đinh Nhất đều không cười được nữa, bởi vì chúng tôi hoài nghi cái tên lục tung nhà chúng tôi giống như bị bảo quét qua. Chẳng lẽ là vì chiếc USB chúng tôi đang gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng, những vật của hàng cân đối với chúng tôi đều là tai họa ngầm, lúc trước cứ cho rằng cô ta sẽ bị đông lạnh 8 năm đến 10 năm, thật không ngờ gặp lại cô ta nhanh đến thế, nhưng khi hàng cần nhìn thấy chúng tôi lại không có chút phản ứng nào, giống như không nhận ra chúng tôi vậy. Lúc A Vĩ đưa đồ vật cho chúng tôi đã nói, bởi vì hàng cẩn bị nhiễm một loại virus cực kỳ cổ xưa nên mới có thể bị đông lạnh tại nhiệt độ thấp cho nên khi chúng tôi nhìn thấy cô ta cũng không thể đoán được hàng cấn thực sự không nhớ rõ chúng tôi hay là giả vờ còn về phía a vĩ sau khi hắn ném củ khoai nóng bỏng tay cho chúng tôi chẳng bao lâu sau hắn đã bị người hại chết đến giờ tôi vẫn không rõ ai đã giết hắn trước khi hắn chất liệu có nói cho đối phương biết đồ vật đang tại chỗ chúng tôi hay không bởi vì từ lúc đó đến giờ không có ai tìm đến cho nên chúng tôi vẫn nghĩ trước khi chết a vĩ không khai ra chuyện này nhưng giờ đối phương lại đột nhiên tìm đến liệu có phải trước đó A Vĩ đã bán đứng chúng tôi, hoặc người bán đứng chính là? Hàng cẩn, mặc kệ trong hai người họ ai đã bán đứng chúng tôi, nhưng theo suy luận logic đều không khớp. Nếu như là A Vĩ, vậy mấy người này sẽ không chờ đến bây giờ mới đi tìm chiếc USB đó. Hàng cẩn càng không thể, những vật này đều là bùa bảo vệ mạng sống cuối cùng của cô ta. Nếu nói những thứ này ra, hàng cẩn chính là người chết trước, mà tôi tin hàng cẩn sẽ không làm điều đó, bởi vì sau khi A Vĩ chết, chúng tôi là lá bài tẩy cuối cùng mà cô ta có thể tin tưởng. Nếu ngay cả chúng tôi hàng cẩn cũng bán, vậy cuộc đời này cô ta vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi tập đoàn Thái Long. Sau đó, hai người chúng tôi dọn dẹp lại căn phòng một lượt từ trong ra ngoài, nhưng nhìn cánh cửa bị người ta dễ dàng mở ra đó, ban đêm chắc không thể ngủ yên. Có trời mới biết nửa đêm đang ngủ say tự nhiên có mấy người lại đứng đầu giường, sau đó cầm súng chỉ vào chúng tôi đòi USB của hàng cấn hay không. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi nhà chú Lê ngủ một đêm rồi tính sau, bởi vì chúng tôi thực sự quá mệt mỏi, trước tiên phải ngủ say một giấc mới được vậy mà khi chúng tôi đi xuống dưới nhà chuẩn bị lên xe tôi cảm giác trước mặt có người cầm đèn laser chiếu vào mắt mình tôi đang định mắng trẻ con nhà ai đồ nghịch muốn ăn đòn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đinh nhất ôm kéo sang một bình tiếp đó cảm giác thân cây sau lưng chấn động mạnh giống như bị cái gì đó đánh mạnh vào mau trốn đến đẳng sau thân cây đi tay súng đang ở hướng 6 giờ nấp cẩn thận rồi gọi ngay nhất vừa nói vừa chạy về phía có viên đạn bắn tới tôi biết anh ta chạy đi bắt người cho bạch kiện đinh tôi nào dám chậm trễ vội vàng trốn vào sau thân cây rồi bấm điện thoại cho bạch kiện cũng may anh ta chưa tan làm đang ngồi thảo luận với đồng nghiệp về vụ trộm kỳ quái tại nhà chúng tôi cho nên nhận được điện thoại của tối xong lập tức dân người chạy đến đinh nhất đã chạy đi một lúc lâu tôi cũng hơi lo lắng dù sao đối phương có súng còn là một cao thủ bắn tỉa kể cả thân thủ của đinh nhất có nhanh cũng đâu nhanh hơn viên đạn trong lúc tôi đang vô cùng lo lắng nấp sau gốc cây xe cảnh sát của bạch kiện đã phóng nhanh tới nhìn thấy tôi trốn sau gốc cây liền lập tức khoác một chiếc áo chống đạn lên người tôi tôi cười khổ nói vật này có tác dụng không? Đối phương đang muốn một súng bắn đổ đầu tôi đó. Bạch Kiện nghe thể khẩn trương hỏi, Đinh Nhất đuổi theo hướng kia à? Tôi đưa tay chỉ hướng Đinh Nhất vừa đuổi theo, tay súng đó chắc là ở hướng 6 giờ so với chúng ta, Bạch Kiện gật đầu, nhưng sau đó xoay người phân phó hai đặc công ở lại bảo vệ an toàn cho tôi, những người còn lại đều đuổi theo hướng Đinh Nhất. Đêm hôm đó có thể nói là đi giữa làng ranh sống chết. Vừa mới trải qua nhà bị trộm, ngay sau đó lại bị người khác bắn lén. Chẳng lẽ Đà Gia lại mọc ra đồ đệ thứ tư? trong lúc tôi đang hoang mang đinh nhất cùng với bạch kiện đã quay trở lại hiển nhiên không đuổi kịp tên kia nhưng đinh nhất vẫn tìm được một chiếc vỏ đạn tại chỗ vừa nổ súng bạch kiện cầm vỏ đạn trong lòng bàn tay nhìn kỹ một chút sau đó giật mình nói đây là một khẩu m 1400 có đường kính 9.85. tiến bảo à làm sao mà cậu đắc tội với một kẻ lợi hại thế này tôi nghe xong vội nghĩ lại tất cả kẻ thù trong những năm qua có thể dùng súng ngắm kiểu này đến giết tôi ngoài tập đoàn thái long ra tôi không nghĩ được kẻ nào khác nhưng tại sao bọn họ lại muốn giết tôi mấy lần tiếp xúc với tập đoàn thái long trước đó mặc dù không phải quá thân mật nhưng bọn họ đâu có ý định muốn diệt trừ tôi hoặc là nói những hành động trước đó của tôi cũng không có mâu thuẫn quá lớn gì với họ nhưng nếu bọn họ biết hàng cấn giao vật gì cho tôi vậy thì sẽ khác nhưng tôi không hiểu nếu như bọn họ tới vì đồ vật đó càng không nên giết tôi chứ không thì vĩnh viễn không biết những tài liệu đó giấu ở đâu hay là bọn họ không muốn tìm chiếc usb đó chỉ muốn tôi và chiếc usb đó vĩnh viễn biến mất tóm lại đầu óc tôi càng nghĩ càng rối càng nghĩ càng nhức đầu nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra manh mối gì cuối cùng bạch kiện đành dẫn chúng tôi về trong cục dù sao có người nổ súng trong thành phố cũng là vụ án lớn bọn họ phải sắp xếp nhân viên tìm kiếm xung quanh hy vọng có thể mau chóng tìm ra sát thủ đó nhưng tôi cảm thấy khả năng này không cao không phải không tin tưởng năng lực của bạch kiện mà mấy tên này đã dám nổ súng trước cửa nhà tôi nhất định phải có kế hoạch rút lui an toàn chắc chắn sẽ không để cảnh sát dễ dàng tìm được trước đó còn nói muốn sang ngủ nhờ nhà chú lê hiện giờ cũng không cần nữa xem ra chẳng có chỗ nào an toàn bằng ngủ trong cục cảnh sát của bạch kiện tôi nằm thẳng cẳng trên ghế salon trong phòng bạch kiện là một giấc đến tận bình minh sáng sớm hôm sau khi tôi đầy máu sống lại thì thấy bạch kiện đang mang một đôi mắt quần thâm nhìn tư liệu trong tay thấy tôi tỉnh lại bèn phàn nàn cậu tỉnh rồi à ông lớn ngủ có ngon không ạ à? tôi vỗ bụng trả lời nếu như có thể ăn một bữa sáng ở đây vậy thì quá hoàn hảo bạch kiện bị tối chọc tức đến bật cười cậu nghĩ hay nhỉ khổ thân anh và đám anh em cả đêm không dám chợp mắt còn muốn ăn bữa sáng ở đây nữa cơ đấy trên bàn có mì tôm đấy tự ngâm đi tôi nghe thể cười hì hì, ai mà ăn mấy cái đồ không có dinh dưỡng thể chứ? tôi muốn ăn ở nhà ăn. tôi còn chưa nói hết, đinh nhất đã mang mấy hộp cơm đến, tôi ngửi một hơi liền vui vẻ, sau đó cười hì hì với đinh nhất, vẫn là khanh hiểu được lòng chậm nhất. sau đó, mấy người chúng tôi ăn món sáng nay nhà bếp của cục cảnh sát làm, là bánh bao nhân thịt lợn, hành tây và cháo gạo, rất ngon miệng. mỗi khi tôi thấy tiêu chuẩn bữa ăn trong bếp của bạch kiện, tôi lại vô cùng hâm mộ mấy anh em trong cục cảnh sát. sau khi ăn xong bữa sáng bạch kiện sắp xếp cho tôi vào nghỉ tại nhà khách trong cục cảnh sát lúc đó tôi còn ngạc nhiên thời buổi nào rồi mà còn có nhà khách vậy mà nhìn sơ bộ cũng không tệ lắm nghe nói nơi đây dùng để tiếp đón lãnh đạo hoặc một số nhân chứng quan trọng tôi không thể ngờ cuộc đời mình lại nhận được kiểu đãi ngộ này bởi vì đây là khu tiếp đãi trong cục cảnh sát cho nên tôi cũng thấy yên tâm hơn nữa xung quanh được che bởi khu nhà của cảnh sát nên không lo sẽ có tay súng bắn tỉa ám sát lúc mới đầu tôi cảm thấy rất thoải mái nhưng không quá hai ngày tôi không ở nổi nữa ngày nào cũng ngồi lì trong phòng xem phim ba bữa cơm đều là mấy người bạch kiện thay nhau đưa tới cứ như thế mãi khác gì đang ngồi tù tôi phàn nàn với bạch kiện không thể ở lại đây kết quả bạch kiện lại tức giận nói cậu đừng có sướng mà không biết hưởng thể chứ bọn anh ở bên ngoài điều tra mệt như chó nếu như có thể đổi chỗ với cậu anh cũng muốn vào đó nghỉ hai ngày để thử đãi ngộ dành cho vip xem thế nào tôi nghe bạch kiện nói như thế cũng cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá thế nhưng cứ mãi ngồi đây cũng không được nếu như bạch kiện vẫn không tìm được tên tội phạm dùng súng đó vậy chẳng lẽ tôi vẫn phải sống ở đây cuối cùng khi tôi sắp không chịu nổi nữa bạch kiện cũng đã tra được một chút manh mối của tay súng bắn tỉa kia kẻ đó có biệt hiệu lão tam là người mỹ gốc hoa dùng thân phận du khách nhập cảnh vào trung quốc một tháng trước còn về phía khẩu súng của hắn chắc là sau khi về đến trong nước thông qua con đường buôn lậu đem các bộ phận rải rác chuyển đến rồi từ đó tự lắp ráp lại theo nguồn tin bạch kiện nhận được sau khi nổ súng ám sát tôi thất bại lão tam đã lập tức xuất cảnh hiện giờ chắc chắn không ở trong nước tôi nghe thấy người giết mình đã không còn trong nước vậy không cần mỗi ngày trốn ở đây nữa chỉ không biết tại sao lão tam lại muốn hoa giết mình trong trí nhớ tôi đâu có quen một người có biệt hiệu lão tam là người mỹ gốc sau đó bạch kiện điều tra được lão tam là sát thủ quốc tế được thuê đến người thực sự muốn tôi chết không phải là hắn tôi nghe đến chữ sát thủ quốc tế lập tức nghĩ đến tập đoàn thái long đó chính là một tổ chức chuyên huấn luyện sát thủ nếu bọn họ muốn giết tôi lão tam nhất định không phải người cuối cùng sau này chắc chắn sẽ còn vài chiêu nữa đang chờ nhưng bây giờ tôi lại không muốn trốn ở chỗ này trải qua nhiều chuyện như thế tôi cũng đã hiểu một điều, đó chính là làm người có thể không gây chuyện, nhưng không thể sợ phiền phức. Nghĩ lại mấy năm vừa qua mặc dù không làm được chuyện tốt gì to tác, nhưng trăm phần trăm chưa làm chuyện xấu, bởi vậy cũng không cần e ngại mấy tên khốn muốn giết tôi. Buổi sáng tôi đã nói với Bạch Kiện, chuẩn bị trở về nhà, nếu như đối phương vẫn quyết tâm muốn tôi chết, vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn, cứ mãi trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Bạch Kiện thấy không khuyên nổi tôi, cũng không ngăn cản nữa, nhưng vẫn dặn đi dặn lại tôi nhất định phải cẩn thận bởi vì anh ta vẫn luôn cảm giác đối phương có chuẩn bị phía sau đương nhiên khi tôi và đinh nhất từ nhà khách trong cục cảnh sát trở về cũng không về nhà ngay mà theo kế hoạch đi đến nhà chú lê dù sao ở nhà chú lê nếu có người lạ tiến vào sẽ bị phát hiện rất nhanh tôi không nói chuyện của tập đoàn thái long cho bạch kiện bởi vì ao nước này quá sâu tôi không muốn bạch kiện bị liên lụy mà hiện giờ tôi còn chưa xác định được có phải người của tập đoàn thái long muốn giết mình hay không cho nên không thể tùy tiện nói ra bí mật trong lòng vài ngày sau đó tất cả đều bình thường Chúng tôi vẫn sinh hoạt như trước đây, mỗi lần tôi ra ngoài luôn có cảm giác có người theo dõi, trong lúc vô tình tôi lại phát hiện hóa ra là đồng nghiệp của Bạch Kiện. Xem ra anh ta không quá yên tâm để tôi cứ về nhà như thế. Nhưng giữa lúc mọi người cho rằng chuyện này đã kết thúc, người của Bạch Kiện cũng đã rút lui, tôi lại bị tập kích một lần nữa. Ngày đó, chúng tôi đi theo chú Lê cắt băng khánh thành cho siêu thị như mọi lần, lúc đi cũng không thấy có gì bất thường, sau khi kết thúc chúng tôi trở về nhà. Nhưng khi xe chúng tôi đi đến một đoạn đường tương đối vắng, ô tô đột nhiên nghiêng sang trái tiếp đó bắt đầu mất khống chế. Bằng kinh nghiệm của mình, Đinh Nhất đoán chiếc xe bị nổ lốc. Thế là anh ta phanh khẩn cấp, cố gắng ổn định chiếc xe để cho nó không bị lật. Đây đang là một thời điểm vô cùng khẩn cấp, vậy mà đối diện lại có một chiếc xe Việt giả lao nhanh đến, dường như muốn đâm thẳng vào chúng tôi. Cũng may Đinh Nhất lúc này không có chút hốt hoảng nào, sau khi ổn định được thân xe, đột nhiên lái xe ra khỏi đường cái, hướng về bên trong dải cây xanh bên đường, vừa vặn tránh được cú đâm của chiếc xe đối diện. Sau khi xe dừng lại, Đinh Nhất lập tức trầm giọng nói, nhanh xuống xe, ở đây không an toàn. Lúc đó tôi và chú Lê còn nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thông thường, những lời nói sau đó của Đinh Nhất lại làm chúng tôi giật mình. Chỉ thấy, sau khi anh ta xuống xe đầu tiên là kiểm tra chiếc lốc bị nổ, sau đó thấp giọng nói, lốp xe bị đạn bắn nổ, mọi người tranh thủ thời gian trốn vào trong rừng cây, tôi nghĩ quanh đây vẫn còn tay súng bắn tỉa. Tôi nghe nói mình lại bị ngắm bắn, trong lòng không khỏi thầm cười khổ, coi như trước đó đồ đệ của Đà Gia đến trả thù. Vẫn để tôi chết rõ ràng, tại sao bây giờ chưa nói gì đã nhất định phải giết tôi? Đinh Nhất lúc này giơ con dao nhỏ lên nói, giờ tôi đi bắt hắn, mọi người tìm chỗ trốn kỹ nhé, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Tôi gật đầu nói, yên tâm đi, anh cũng cẩn thận một chút. Sau đó, tôi đỡ chú Lê chạy tới trốn sau một lùm cây cao nửa người phía trong dải cây xanh, thầm nghĩ phải gọi điện cho Bạch Kiện, vậy mà lấy di động ra xem lại không có tín hiệu, tôi lập tức nói với chú Lê, điện thoại di động của chú đâu? Chú Lê ném ngay điện thoại di động cho tôi, nhưng tôi nhìn điện thoại của chủ mà trong lòng trầm xuống, ở đây đã bị người ta sử dụng thiết bị trắng tín hiệu, nhưng mục tiêu hiện giờ của bọn họ là tôi, cho nên tôi không thể liên lụy chủ lê, lùng cây chúng tôi đang ẩn nút nhìn tưởng như an toàn, nhưng thực tế không phải thể. Nếu đối phương bắn vài phát vào đây, vậy chắc tôi và chú lê sẽ bị thủng vài lỗ, nghĩ tới đây tôi nói nhỏ với chú lê, mục tiêu của bọn chúng là cháu, chú mau rời khỏi chỗ này, chạy đến chỗ có tín hiệu gọi ngay cho bạch kiện, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Chú lê nghe thể có chút do dự, nhưng lập tức gật đầu nói, được, cháu phải cẩn thận, chú nhất định sẽ dẫn bạch kiến tới đây nhìn bóng lưng hơi mập của chú lê nhanh chóng biến mất trước mắt trong lòng tôi thoáng chút yên tâm lúc này tôi nhìn nó xung quanh cũng không phát hiện thấy có người nào thế là tôi muốn đi tìm đinh nhất xem anh ta có cần giúp đỡ gì không không ngờ đúng lúc này đột nhiên tôi cảm giác có người đến gần tôi vừa quay người lại liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi chắp tay đứng sau lưng tôi bởi vì trên mặt hắn đeo khẩu trang màu đen cho nên tôi tạm thời không thấy rõ khuôn mặt mày là trương tiến bảo người đó mở miệng nói trước tôi cười lạnh tìm ông mày có chuyện gì không người đàn ông đó không nghĩ tới tôi vừa mở miệng đã ăn nói lếu láo sắc mặt nhất thời thay đổi hắn xanh mặt đưa hai tay ra trước mà trên tay hắn đang cầm một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh mẹ nó nhìn thấy như vậy tôi muốn trốn ngay vào trong lùng cây nhưng lập tức lại bỏ ý nghĩ đó bởi vì với khoảng cách này khó mà tránh được nếu tên này thật dám nổ súng vậy rừng cây thấp bé này không đủ để ngăn viên đạn nghĩ đến đây tôi giơ ngay hai tay lên cố ý đùa cực hắn người anh em người anh em không phải cần tiền thôi sao hiện giờ cướp bóc mà dữ dội thế này cơ à Nói xong tôi lấy ví tiền trên người vứt xuống đất rồi nói, trong này có 2.000, anh cứ cầm hết rồi cất cái đang cầm trên tay đi nhé. Chắc tên này cảm thấy tôi đang sỉ nhục hắn nên bản ngay một phát xuyên qua ví tiền đang nằm trên đất. Tôi thấy xót ruột tiếc của, chiếc ví da nghe tôi vừa mới mua, vậy mà bị một súng làm hỏng rồi, tôi giả vờ tức giận, rút cuộc thì mày là ai? Tao có quen mày sao? Người kia cười lạnh lắc đầu, nhưng không nói gì, tôi thấy thế càng thêm khó chịu, hai chúng ta đã không quen nhau, tự nhiên sẽ không có thù oán, vậy mày mạo hiểm lớn như vậy tới giết tao làm gì? rảnh quá nhất chúng hả? Hắn nghe tôi nói thế thì hơi bực mình, sao mày nói nhảm nhiều thế? Tao muốn cho mày một viên để ra đi vui vẻ, nhanh chóng lên đường, nhưng giờ tao đổi ý rồi, hôm nay sẽ chơi đùa với mày, nói xong hắn chậm rãi cất khẩu súng ra phía sau lưng, sau đó tiến thẳng đến chỗ tôi. Tôi thấy hắn thu khẩu súng lại trong lòng buông lỏng, thế nhưng đánh nhau cận chiến tôi chắc chắn không phải đối thủ của hắn, giờ muốn giữ mạng sống chỉ có một chữ kéo. Thế là tôi vội chạy ra rừng cây phía sau, vừa chạy vừa trốn, cố gắng không để hắn bắt được, tên đó thấy tôi giống như con cá chạch mãi vẫn không bắt được thì tức giận, nhảy một phát từ lùng cây đổi diện đến. Tôi không nghĩ hắn dữ dội như thế, bất ngờ bị hắn đánh ngã nhào xuống đất, rồi vật lộn với hắn. Đối phương nhìn là biết đã luyện võ, chiêu nào cũng có bài bản, còn tôi thì lung ta lung tung, nhắm mắt sử dụng tuyệt chiêu con rùa quyền, chắc tên này không ngờ được quyền pháp của tôi lại sắc bén đến thế, trong nhất thời không kịp phản ứng bị tôi đâm hại phát vào mặt, nhưng hắn rất nhanh hiểu ra tôi chẳng biết võ vẻ gì, thế là không bao lâu tôi đã bị hắn nắm được hai tay, không sử dụng được con rùa quyền nữa tên này dính hai đấm của tôi nên vô cùng tức giận chỉ thấy hắn vặn hai tay tôi ra sau lưng sau đó dùng đầu gối chặn phía sau làm cho tôi không thể quay người lại lúc này tôi cảm giác hắn dùng gì đó trói chặt tay mình trong miệng còn nghiến răng kèn kẹt nói định cho mày thoải mái nhưng đây là do mày tự tìm nói xong hắn lật người tôi lại sau đó dùng tay bóp chặt cổ mặt đầy sát khí tôi lập tức không thể thở nổi nhưng tiếc là hai tay bị dè dưới người cũng chỉ phí công giấy đạp hai đùi đến tận khi hai mắt mờ đi sắp bị bóp cổ đến ngất Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu trên rồi tiếp đó có người vội đỡ tôi lên, không khí một lần nữa tràn vào phổi, làm cho tôi ho khan liên tục. Lúc đầu tôi còn tưởng là Đinh Nhất vừa trở lại. Vậy mà ngẩng đầu lên lại sững sờ. Chỉ thấy người đã lâu không gặp là hàng cẩn lại đứng trước mặt. Tôi cúi đầu nhìn chỉ thấy cái tên vừa muốn bóp chết tôi mắt đang nhắm nghiền nằm trên mặt đất. Cô, cô, sao lại đến đây? Mất một lúc tôi mới nói được một câu như thế. Hàng cẩn nhìn nó xung quanh rồi bảo, nơi này không an toàn, đi trước rồi nói sau cô ta nói xong dùng dao cắt dây thường đang trói tay tôi sau đó kéo tôi chạy thẳng về hướng tây dọc theo đường đi vẻ mặt tôi đều ngỡ ngàng bởi vì tôi không thể ngờ lại gặp được hàng cẩn ở đây cô ta chẳng nói câu nào cả lôi kéo tôi chui nhanh lên một chiếc xe buýt toàn bộ đoạn đường này hai chúng tôi không nói câu nào chỉ ngồi yên trên xe buýt đến tận khi xe buýt chạy đến một đoạn phố đông đúc trong trung tâm thành phố hàng cẩn mới dắt tôi xuống xe sau đó rẽ ngang rẽ dọc đi tới một dãy nhà thấp tầng nơi này chắc đều là phòng trọ cho thuê cuối cùng hàng cẩn đưa tôi đến một căn phòng nhỏ nơi này chắc là chỗ cô ta đang ở trước khi vào nhà hàng cẩn quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng một lúc sau đó mới dẫn tới vào sau khi cô ta cài chốt cửa bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng khó xử tôi cũng không biết nói gì ấp úng một lúc mới thốt ra được một câu hóa ra cô nhớ lại rồi à vậy mà hàng cẩn ung dung nói trước đó chỉ giả vờ sau khi tôi tỉnh lại chưa từng mất trí nhớ tôi nghe thể không khỏi thầm bội phục trong lòng đây đúng là diễn viên trình độ oscar nhưng vừa nghĩ đến hàng cẩn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ đã nhận được mệnh lệnh gì đó? Thế là tôi có chút thấp thỏm hỏi, sao cô lại tới đây? Hàng cẩn nghe thế thì trầm giọng nói, tập đoàn muốn giết cậu. Nếu như tôi không đến cậu chết chắc rồi. Tại sao lại thế? Trước đó cũng có vài lần tôi và tập đoàn Thái Long gặp nhau, nhưng bọn họ đâu có định giết tôi, sao lần này tự nhiên lại muốn tôi chết? Tôi không hiểu hỏi, hàng cẩn nghe thế hừ nhẹ một tiếng nói, gần đây cậu làm chuyện tốt gì mà không rõ hay sao? Tôi nghe thể mà sững sờ, cô nói thế là có ý gì? Chuyện tôi làm gần đây gần đây tôi có làm gì liên quan đến tập đoàn Thái Long đâu. Hàng Cẩn thấy tôi thật sự không biết đành bất đắc dĩ lắc đầu, phải nói là mạng cậu lớn thật đấy, thậm chí đến bây giờ vẫn không biết mình đắc tội người nào hả. Tôi nói với vẻ mặt vô tội, tôi thật sự không biết mà. Rốt cuộc là tên khốn nào nhất định phải giết tôi mới được. Hàng Cẩn lúc này thở dài nói, thời gian trước có phải cậu đã giúp cảnh sát tiêu diệt một tổ chức buôn bán trẻ em hay không? Tôi hùng hồn nói, từ, đúng thế. Đám khốn nạn đó ép buộc trẻ em bán dâm, tôi đã giúp cảnh sát tóm gọn toàn bộ thì sao nào? Hàn Cẩn nghe thể cười lạnh nói, cậu mà tóm gọn toàn bộ thì đã tốt, nhưng chẳng qua cậu chỉ chặt đứt một đường dây kiếm tiền của họ mà thôi. Giờ có người dùng nhiều tiền muốn tập đoàn diệt trừ cậu, cho nên mới có sát thủ không ngừng tập kích. Vừa rồi tôi mà không đến thì cậu chết chắc rồi. Tôi nghe thể thì biết Hàn Cẩn không nói dối. Vừa rồi nếu như không phải cô ta kịp chạy đến, chắc tôi đã bị tên kia bóp chết. Mặc dù trên người tôi có ấn khóa hồn của lão Hắc và lão Bạch, nhưng cũng sẽ biến thành một cái xác không sống không chết mà thôi. Lúc này tôi thấy hơi lo lắng cho Đinh Nhất và chú Lê. Thế là đề xuất muốn về hiện trường kiểm tra. Hàng cần nghe xong suy nghĩ một lát, rồi xoay người lấy một cái ba lô ở trên giường, rút ra một bộ quần áo đưa cho tôi rồi nói, thay quần áo đi. Tôi cầm lấy nhìn một chút rồi ngỡ người, cái này mẹ nó lại là một chiếc áo khoác nữ. Nhưng lúc này không lo được nhiều như thế, tôi tranh thủ thời gian đổi ngay bộ quần áo đang mặc trên người. Sau đó tôi và hàng cẩn lại trở về chỗ bị tập kích trước đó, vậy mà lại không thấy cái tên lúc nãy muốn bóp chết tôi. Xem ra bọn chúng còn có đồng bọn tiếp ứng đúng lúc này đinh nhất chạy từ đằng xa trở về xem ra anh ta đã biết mình trúng kế điệu hổ ly sơn lúc này mới chạy như bay trở lại nhưng khi đinh nhất nhìn thấy hàng cẩn cũng sững sờ chắc không thể ngờ gặp được cô ta ở chỗ này nhưng khi đinh nhất nhìn thấy tôi đứng bên cạnh hàng cẩn thì bật cười trang phục của cậu thật đặc biệt tôi đang định giải thích mặt thể để tránh sự truy đuổi của nhóm người kia nhưng ba chúng tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì bỗng nghe được tiếng còi xe cảnh sát cách đó không xa hàng cẩn nghe thấy lập tức quay sang nói với tôi tôi đi trước buổi tối sẽ gặp tại nhà cậu Nói xong cô ta chui vào bụi cây gần đó, sau đó, Bạch Kiện dẫn theo vài người chạy đến, còn chú Lê ngồi trên xe anh ta. Bạch Kiện xuống xe xong nói với vẻ mặt âm trầm, mấy cậu không sao chứ? Tôi lắc đầu trả lời, không sao cả, nhưng cái tên tập kích đã chạy mất rồi. Hơn nữa đồng bọn của hắn không chỉ một người, Bạch Kiện đến chỗ xe chúng tôi kiểm tra, nhìn kỹ chiếc lốp bị nổ một lúc, sau đó mặt tái xanh nói, dùng súng nắm giống lần trước, mặc dù cái gã gọi là lão Tam đã không còn ở trong nước, nhưng khẩu súng của hắn vẫn ở đó tôi biết súng đối với bạch kiện là chuyện lớn thứ này có thể gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội cho nên quốc gia mới quản lý nghiêm ngặt hiện giờ tự nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắm bi lực lớn đến thế hơi một tí lại chạy đến bắn lén tôi điều này làm cho bạch kiến thực sự tức giận tôi tự nhiên cũng không nói với bạch kiện là gặp người quen cũ dù sao thân phận của hàng cẩn rất mẫn cảm cho nên nếu có thể không xuất hiện thì cố gắng không xuất hiện trước mặt cảnh sát chỉ không biết lần này hàng cẩn xuất hiện cứu tôi có thể làm cho cô ta lộ điều gì trước tập đoàn thái long hay không sau khi bạch kiện điều tra xong hiện trường liền đề nghị muốn phái hai người bí mật bảo vệ tôi hoặc nếu không để tôi trốn tạm đi đâu đó một thời gian tôi lắc đầu nói không cần đâu chuyện gì tới sớm muộn sẽ tới trốn tránh không phải biện pháp anh bảo mấy anh em rút lui trước đi bạch kiện thấy không khuyên được tôi đành mang khuôn mặt nghiêm trọng mà dẫn người đi nhưng trước khi đi vẫn nhắn nếu như phát hiện tình huống không đúng tất cả phải đặt bảo vệ tính mạng lên hàng đầu có chuyện gì trước tiên cứ gọi điện cho anh ta tôi biết bạch kiện không yên tâm nhưng kể cả bây giờ để anh ta ở bên cạnh bảo vệ tối 24 giờ cũng đâu có ích gì. Không giải quyết được tận gốc vấn đề, chuyện này sẽ không chấm dứt. Cảnh sát nhân dân cũng không phải vệ sĩ của riêng cá nhân tôi, không thể để mấy người Bạch Kiện bảo vệ mãi cho mình được. Trên đường trở về chú Lê hỏi tôi có muốn mượn Bạch Kiện một chiếc áo chống đạn mặt hay không? Tôi cười nói, chẳng có ích gì đâu. Những người đó đều là sát thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ bọn họ không biết bắn nổ đầu, cắt cổ à? Chú Lê nghe thể liền suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đúng. Sau khi đưa chú Lê về nhà xong, chúng tôi lập tức quay trở về bởi vì nghĩ đến chuyện sẽ gặp hàng cẩn ở nhà nên tôi có hơi lo lắng sợ cô ta đến lại phải đứng đợi ở ngoài vậy mà lúc chúng tôi về lại nhìn thấy bà cô này đã không biết vào nhà từ bao giờ còn đang chơi cùng kim bảo đến quên cả trời đất sau khi nhìn thấy chúng tôi cô ta lắc đầu nói cái khóa cửa kiểu này giống như không có khóa vậy bất cứ người nào trong tập đoàn chỉ cần vài phút là có thể mở ra hơn nữa còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì tôi nghe thể bực mình nói chị hai à chị nói chậm rồi người chỗ chị đã tới nơi này rồi lật nhà tôi giống như có bảo chạy qua vậy. Hàng cần nghe thể biến sắc mặt hỏi, vậy thì? Nếu đã tới, đồ vật kia. Tôi nghe xong lập tức bảo cô ta yên tâm, đồ vật không ở trong nhà, nó được cất ở một chỗ chỉ tối và đinh nhất biết, chỉ cần chúng tôi không nói, người của tập đoàn sẽ không thể tìm được. Lúc đó tôi nghĩ thầm trong lòng, trừ khi bọn chúng đi cướp ngân hàng, nếu không chẳng thể nào tìm được. Sau đó hàng cẩn lấy ra một đồ vật nhỏ, mân mê trên của một lúc lâu, mới phủi bụi bám trên tay rồi nói, các bạn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, tốt rồi, hiện giờ cái khóa này an toàn, trọng bình thường chắc chắn không mở được, người của tập đoàn mặc dù có thể mở ra, thể nhưng nhất định phải phá hủy lõi khóa, đến lúc đó các cậu sẽ biết có người đã đến hay không. Tôi nghe vậy bèn bảo Đinh Nhất đi qua kiểm tra một chút, xem có lợi hại giống như hàng cần nói hay không. Đinh Nhất đi tới nghiên cứu một lúc rồi gật đầu với tôi, ừ, không tồi, buổi tối ba chúng tôi ngồi trong nhà ăn tạm một bữa, sau đó bắt đầu nghiên cứu đối sách hàng cẩn là người của tập đoàn thái long tự nhiên biết được bọn họ làm công việc ám sát rất chuyên nghiệp chỉ cần người thuê trả đủ tiền bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn xử lý mục tiêu nhưng nếu muốn tập đoàn thái long dừng tay cũng không phải không được trừ khi để bọn họ cảm thấy tạm thời tôi vẫn còn giá trị lợi dụng cái giá này ít nhất phải cao hơn thù lao bọn họ đạt được khi ám sát tối tôi nghe hàng cần nói thế thì cảm thấy khả năng này không cao cũng không thể vì có người mới tổ chức sát thủ đến giết mình vì bảo vệ mạng sống nên tôi phải gia nhập tổ chức sát thủ này nghĩ kỹ một chút cho dù tôi có gia nhập chắc cũng không sinh ra được bao nhiêu hiệu quả và lợi ích rất khó mà đền bù được tổn thất khi bọn họ hủy đơn hàng mà hiện giờ tôi vẫn lo lắng nhất là chuyện của hàng cẩn lúc trước cô ta đánh ngất tên sát thủ kia không biết có để lộ chính mình hay không mặc dù giá trị của hàng cẩn trong tập đoàn thái long vô cùng lớn nhưng một người lòng mang ý khác ai mà dám dùng chứ một người không để mình sử dụng thì cho dù có giá trị thì tôi tin rằng tập đoàn thái long sẽ không chút do dự mà diệt trừ hàng cẩn hơn nữa trong tay chúng tôi còn có một bí mật không thể để tập đoàn thái long biết nghĩ đến đây tôi hỏi hàng cẩn chuyện về vật đó tập đoàn thái long có biết hay không Hàng Cẩn lắc đầu nói, trước mắt mà nói tôi không thể xác định bọn họ có biết hay không, từ sau khi A Vĩ chết, chắc chắn bọn họ có hoài nghi, thế nhưng lại không khẳng định được trong tay A Vĩ có vật đó hay không. Tôi nghe Hàng Cẩn nói về A Vĩ, sắc mặt nặng nề hỏi, cô biết ai giết A Vĩ không? Sắc mặt Hàng Cẩn trở nên khó coi, một lúc sau mới chậm rãi nói, là một tuyệt đỉnh cao thủ trong tập đoàn Thái Long. Với thân thủ của A Vĩ, người bình thường đừng nói đánh chết anh ta, không bị A Vĩ đánh chết đã là không tồi rồi. Lúc đó là do tôi không tính toán cẩn thận, đã hại chết anh ta. Tôi biết quan hệ giữa Hàng Cẩn và A Vĩ rất tốt, anh ta có thể ra tay lúc Hàng Cẩn rơi vào đường cùng, tình nghĩa chắc hẳn rất sâu, cho nên trong lòng Hàng Cẩn vô cùng ấy nấy trước cái chết của A Vĩ. Thế là tôi bèn nhẹ giọng khuyên cô ta, Hàng Cẩn, cô biết hối hận với chuyện đã qua từ khi nào thể, đây đâu phải là phong cách của cô. Hàng Cẩn nghe thể khẽ cười một tiếng, tôi máu lạnh vô tình như thế sao? Tôi thật thà nói, chưa nói đến máu lạnh vô tình hay không, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp cô. Hàn cẩn nghe xong than nhẹ một tiếng, nếu như tôi máu lạnh thật, thì không biết thằng nhóc cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi gật đầu, ừ, tôi phải thừa nhận điều này. Đêm hôm đó chúng tôi hàng huyền rất lâu, tuy cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt để đối phó với sát thủ, nhưng Hàn cẩn rất kiên định nói với tôi rằng cô ta nhất định phải rời khỏi tập đoàn bởi vì hàng cẩn đã trải qua quá đủ cuộc sống trên đầu dao mũi kiếm rồi, cô ta muốn sống một cuộc sống bình thường, một mong ước rất đơn giản, chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường nhưng đối với Hàn cẩn thì đó lại là một chuyện xa xỉ trước đó tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao quan hệ giữa chúng tôi và cô ta lại có thể biến thành vi diệu như thế này bây giờ nghĩ mới thấy có lẽ hàng cẩn hâm mộ cuộc sống đơn giản của chúng tôi mà chúng tôi cũng hiểu cuộc sống của cô ta không hề dễ dàng có lẽ điều đó làm chúng tôi trở nên hòa hợp chắc có hàng cẩn ở nơi này cho nên đêm hôm đó tôi ngủ vô cùng yên ổn ngủ một mạch đến tận sáng không hề lo lắng đến chuyện đang bị người ta đuổi giết nhưng buổi sáng khi tôi và đinh nhất vừa rời giường phát hiện hàng cẩn không biết đã đi từ lúc nào tôi giật mình hỏi cô ta đi lúc nào đinh nhất nghĩ một chút cậu ngủ không bao lâu thì cô ta rời đi có lẽ do bây giờ cô ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng tôi hiểu ý của đinh nhất mặc dù hàng cẩn rất muốn có một cuộc sống của người bình thường nhưng điều đó quá khó đối với cô ta chưa nói tập đoàn thái long có thể bỏ qua cho hàng cẩn hay không chỉ cần trước đây cô ta giúp tập đoàn thái long làm biết bao nhiêu việc xấu dù đến cuối cùng hàng cẩn có thể thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn thái long thì cũng chỉ có thể sống một cuộc sống ẩn nấp mà thôi vài ngày sau đó tôi vẫn luôn lo lắng cho hàng cẩn Tôi thậm chí còn sợ cô ta giống A Vĩ đột nhiên xuất hiện trên bản tin TV. Nhưng rất nhanh tôi sẽ biết, hàng cẩn chính là hóa thân của tiểu cường đánh mãi không chết, bất kể hoàn cảnh có gian nan thể nào, cô ta vẫn có thể sống sót. Không biết có phải vì hàng cẩn hay không mà từ ngày đó trở đi, mấy tên sát thủ phục kích tôi tạm thời không xuất hiện nữa, tuy mỗi ngày tôi vẫn nơm nớp lo sợ, thế nhưng dường như nguy cơ đang dần dần biến mất. Vào một buổi chiều, tôi và Đinh Nhất đi theo giúp chú Lê xem một mảnh đất, một khách hàng cũ của chú ấy muốn xây một làng du lịch năm sao, người đó nhắm đến mảnh đất này, muốn chú Lê đến nhìn qua phong thủy xem có chỗ nào không ổn hay không. Chú Lê đi đến nhìn một chút, nơi này đúng là một mảnh đất có phong thủy tụ tài lộc, chỉ cần điều chỉnh kiến trúc một chút, sắp xếp thêm một trận pháp tu tập tài lộc, thì muốn không phát tài cũng khó. Khách hàng của chú Lê nghe thể thì cười không khép được miệng. Đây chính là lời nói mà những người làm ăn muốn nghe nhất, lại còn từ chính miệng chú lễ phát ra, dĩ nhiên độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Không ngờ sau đó, khi khách hàng mới chú Lê ăn cơm, một giây trước chú ấy vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ với chúng tôi, một giây sau đã cắm mặt xuống bàn tôi và đinh nhất lúc đó còn ngỡ ngàng thầm nghĩ lão già này sao thế chỉ mới uống chút rượu mà đã say à bởi vì lúc đó có người ngoài cho nên chúng tôi giả vờ hỏi có phải chú say rượu hay không theo lý thuyết với trình uống rượu của chú lê chút rượu này đâu thể say được thế là tôi thử đẩy chú và gọi chú lê chú không sao chứ vậy mà tôi đẩy một lúc lại phát hiện chú lê không có chút phản ứng nào lòng tôi trầm xuống thầm nghĩ không được rồi lão già này đâu phải say mẹ nó đấy là choáng mà tôi vội đỡ chú lê dậy để xem phát hiện mặt chủ trắng bệch không còn giọt máu, mau gọi 120, bệnh tim của Lê Đại Sư tái phát. Tôi bị một lý do, sở dĩ tôi nói như thế là muốn tìm cho chú Lê một bậc thang, sau này gặp lại cũng có lý do để nói, không bị quá xấu hổ. Mấy phút sau xe cứu thương chạy đến, tôi và Đinh Nhất đi theo xe đến bệnh viện. Nhân viên cấp cứu trên xe hỏi rõ tình huống xong, phán đoán ban đầu có thể do trúng gió. Tôi nghe vậy thầm nghĩ không thể nào. Bình thường thân thể lão già này rất khỏe, mà chú Lê cũng chỉ mới hơn 50 chứ mấy, không đến mức yếu đuối sớm như thế chứ vừa đến bệnh viện lập tức có nhân viên trực cấp cứu ra đón sau khi hỏi rõ tình huống xong họ đẩy chú lê vào phòng cấp cứu toàn bộ hành trình cả tôi và đinh nhất đều ngây ra bởi vì chúng tôi thật sự không thể tin được cũng có lúc chú lê phải vào bệnh viện vì lý do thể chất thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây tôi và đinh nhất càng lúc càng lo lắng chẳng lẽ trước đó bởi vì uống rượu lâu ngày cho nên lão già này phát bệnh tuổi trung niên nhưng chú ấy đã vào phòng cấp cứu sắp được một giờ rồi tại sao còn chưa thấy nhân viên y tế nào ra ngoài ngay lúc tôi và đinh nhất đợi chờ lo lắng một bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu, anh ta kéo khẩu trang xuống rồi nói với chúng tôi, mấy người là người nhà của ông Lê Chấn Hải à? Tôi gật đầu, vâng, bác sĩ, chú tôi hiện giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm túc, chuyện là thế này, bên gia đình nên chuẩn bị tâm lý, trong đầu bệnh nhân có mạch máu bị vỡ, hiện giờ trong đầu có một khối tụ máu chèn dây thần kinh, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Biện pháp tốt nhất lúc này là mổ lấy khối tụ máu đó ra, như vậy ông ấy mới có khả năng tỉnh lại. Tôi nghe xong trầm giọng hỏi, vậy phẫu thuật này có nguy hiểm gì không? bác sĩ suy nghĩ rồi nói bất kể loại phẫu thuật nào cũng tồn tại nguy hiểm trường hợp giống chú của cậu thế này nếu như phẫu thuật thành công thì nhiều nhất nửa tháng có thể bình phục nhưng nếu có chút sai lầm sẽ xuất hiện các di chứng nhẹ thì bị động kinh liệt nửa người nặng sẽ không xuống được bàn mổ nghe những lời dọa người như thế trong lòng tôi thấy mâu thuẫn không quá muốn chú lê làm phẫu thuật thế nhưng bác sĩ lại nói tiếp nếu như không làm phẫu thuật rất có thể người bệnh sẽ hôn mê mãi không tỉnh tóm lại đây chính là một lựa chọn khó cả đôi đường nhưng bất kể thế nào vẫn phải cứu người cứ chờ đợi cũng không phải là biện pháp, cuối cùng tôi vẫn đồng ý ký vào đơn xin phẫu thuật. Sau đó chúng tôi nhìn thấy chú Lê được đẩy gấp ra khỏi phòng cấp cứu và đưa thẳng lên phòng phẫu thuật trên tầng 10. Lúc này, chiếc đèn đỏ ở cửa phòng giải phẫu sáng lên, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra, tôi và Đinh Nhất chỉ đổi từ chờ đợi ở trước một cánh cửa này sang chờ đợi trước một cánh cửa khác mà thôi. Mà sự chờ đợi giờ đây càng thêm dài dằng dặc, chúng tôi gần như chờ từ 11 giờ khuya đến tận 4 giờ sáng hôm sau, đèn phòng phẫu thuật mới chuyển sang màu xanh. Tin tiếp theo chúng tôi nhìn thấy chú Lê hai mắt nhắm nghiền bị người ta đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, theo lời bác sĩ mổ chính, thì trước mắt vẫn coi như phẫu thuật thuận lợi, về phần người bệnh sẽ khôi phục như thế nào thì phải xem ý chí của chú ấy, tôi hiểu ngay ý bác sĩ là gì, dù sao họ cũng đã cố hết sức, tỉnh lại hay không phải xem vận may của bản thân chú Lê. Tôi chợt có cảm giác không đủ sức xoay chuyển tinh thể, từ trước tới nay chúng tôi chưa bao giờ ngờ đến chú Lê cũng có ngày bị bệnh, đúng là làm chúng tôi trở tay không kịp. Đêm hôm đó, tối và đinh nhất đều ở bệnh viện canh chừng không muốn về nhà có lẽ nhất thời chúng tôi vẫn chưa thích ứng được với sự thật chú lê ngã xuống bây giờ chỉ hy vọng lão thầy bói này phúc lớn mạng lớn có thể tỉnh lại sớm một chút mới tốt giữa chừng tôi về nhà lấy thẻ ngân hàng tới nộp đủ tiền nằm viện và tiền phẫu thuật khi tôi đến quầy thu ngân để trả tiền thì nhìn thấy một cô gái đang lén lút khóc trong góc con người của tôi luôn dễ mềm lòng nhìn thấy một cô bé đêm hôm đứng khóc trong góc nhất định là gặp chuyện gì khó khăn vì vậy tôi bước lên trước khẽ hỏi cô ấy em sao thế có phải có chỗ nào không khỏe không cô gái nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu nhìn về phía tôi rồi hơi xấu hổ đáp, không có gì, mắt tôi hơi khó chịu thôi. Tôi nghĩ bụng cô lừa quỷ đấy à. Trong thể này không phải là đang khóc sao? Hơn nữa còn là khóc ở bên cạnh quầy thu ngân, tôi đoán là người trong nhà cô ấy bị bệnh nhưng không có tiền. Nhưng dù sao con gái người ta đã không muốn nói, tất nhiên tôi cũng ngại gặn hỏi mãi, vì vậy tôi yên lặng tránh ra, nào ngờ lúc trở lại phòng bệnh thì thấy, hóa ra người nhà của cô gái vừa rồi ở cùng một phòng bệnh với chú Lê. Nhìn tuổi tác của người đàn ông trên giường bệnh, chắc là bậc cha chú của cô ấy mặc dù cô bé liên tục dỗ dành ông ta vui vẻ nhưng trên mặt ông ta vẫn đầy tâm sự trong gian phòng này đều là bệnh nhân bị bệnh tim và mạch máu não nghiêm trọng nguy kịch so sánh với bệnh nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh như chú lê thì người thân của cô bé này xem như rất nhẹ rồi cô bé nhìn thấy tôi cũng sửng sốt tiếp theo mặt cô ấy hơi đỏ lên và gật đầu với tôi nhưng không nói chuyện gì cả tôi bèn mỉm cười với cô ấy cố gắng khiến cô ấy không cảm thấy quá xấu hổ ban đầu tôi cho rằng cô bé này còn nhỏ có thể là lần đầu tiên thấy người thân bị bệnh khó tránh khỏi hơi sợ nhưng khi tôi đi toilet về lại nghe thấy một bác sĩ đeo mắt kính nói chuyện với cô ấy ở hành lang. Mặc dù tôi không nghe rõ bọn họ nói những gì, nhưng thấy sắc mặt cô bé tái nhợt đi một lúc, xem ra tình trạng của người thân cô ấy cũng không lạc quan như bề ngoài. Sau khi bác sĩ đi, cô bé chạy tới cầu thang với vẻ mặt bất lực, tôi biết nhất định là cô ấy lại lén lút khóc. Nhưng khi bước ra khỏi cầu thang, cô ấy đã lau khô nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười đi vào phòng bệnh. Bởi vì buổi tối bệnh viện chỉ cho một người ở lại phòng bệnh để chăm sóc, nên tôi để Đinh Nhất về xe ngủ trước, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại báo cho anh ta. Đinh Nhất cũng biết chăm nom người bệnh là một việc vất vả, vì vậy cũng không từ chối, trước khi đi chỉ nói với tôi, vậy tôi đi ngủ trước, tối mai tôi đổi cho cậu xuống ngủ. Sau khi Đinh Nhất đi, cô bé vừa rồi cất tiếng nói nhỏ với tôi, tôi có thể tắt đèn không? Tôi khẽ gật đầu đáp lời cô ấy, không việc gì cả, tắt đi. Chăm bệnh là một chuyện vừa vất vả vừa buồn tẻ, cũng may phòng bệnh của chú Lê chỉ có 3 chiếc giường bệnh, mà giường của chú còn là chiếc nằm tận trong cùng dựa sát cửa sổ, cho nên cũng yên tĩnh hơn, nhưng dù vậy, trước nửa đêm tối cũng gần như ngủ không yên, bởi vì bên ngoài hành lang vẫn có y tả chạy tới chạy lui nghe tiếng chắc lại là hai người bệnh nguy kịch được chuyển tới từ khoa cấp cứu cả đời người có hai điều vô cùng quan trọng một là đừng bị bệnh hai là đừng thiếu tiền người bình thường chỉ gặp một điều trong đó đã là người có phúc nhưng trong muôn nghìn chúng sinh đa số đều có cả hai điều ấy cứ nói căn bệnh của chú lê đi nếu không có tiền thật sự chỉ có thể trơ mắt chờ chết thôi vừa rồi tôi đi nộp tiền phẫu thuật thấy danh sách chi phí tới hơn hai mươi nghìn may mà từ sau khi tự dưng có được di sản của an ni Tôi đã gửi ít tiền vào một chiếc thẻ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu là gia đình có thu nhập bình thường, chỉ mỗi tiền phẫu thuật thôi cũng đã đào hết của cải lên rồi, lấy đâu ra tiền để trả phí chữa trị tiếp theo nữa. Thảo nào cô bé kia lại lén khác ở chỗ khuất, tôi vừa chơi điện thoại di động vừa nghĩ những việc này, dần dần hơi buồn ngủ, vì vậy tôi gục đầu xuống cạnh giường của chú Lê ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tôi bị một cơn ớn lạnh làm bừng tỉnh, nghĩ thầm sao nhiệt độ trong phòng bệnh lại thấy thế, tôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy ở cạnh giường bệnh bên cạnh cũng là giường của người thân cô bé kia nằm giường như có một người đứng đó. Bởi vì lúc ấy phòng bệnh tắt đèn, ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng yêu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người kia từ từ cúi đầu, hình như muốn dán mặt vào mặt người bệnh, thấy cảnh đó tôi giật mình ngồi thẳng dậy, sau đó lạnh lùng nói với bóng người kia, người ta chưa chết cơ mà. Mi gấp cái gì hả? Chắc có lẽ bóng đen kia cũng không ngờ tới lại có thể nhìn thấy hắn, nghe tôi nói vậy, động tác của hắn đột ngột dừng lại, sau đó chậm chậm nghiêng đầu nhìn sang tôi. Mặc dù lúc ấy ánh sáng trong phòng bệnh rất tốt, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy rõ ràng tên kia có một đôi mắt màu đỏ lóe lên ánh sáng lạnh ông đây cũng không phải người bình thường còn quen gặp nhiều chuyện lớn cho nên tuy trong lòng ít nhiều hơi chột dạ nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh chủ yếu là nhất thời tôi cũng chưa rõ đây là thứ gì trước kia khi có chú lê tôi chẳng lo lắng chút nào khi gặp phải loại thần tiên quỷ quái này nhưng hôm nay ông chú ấy đang nằm ở bên cạnh tôi cho nên bây giờ chỉ đành đến lượt tôi bảo vệ chú sau khi thứ kia và tôi nhìn nhau vài giây ấy vậy mà nó lại làm lơ sự tồn tại của tôi nó muốn cúi đầu tiếp tục hút dương khí của người trên giường tôi thấy thế thì chậm rãi rút con dao thép từ trong ống quần ra tao đếm đến ba mau cút đi cho ông đây bị tôi cắt ngang lần thứ hai thứ kia hình như hơi bực vì thế nó lập tức đứng thẳng người nhìn sang tôi một lần nữa nhưng lúc này đây rõ ràng nó bị món đồ trong tay tôi chặn đứng đầu tiên thân mình nó lùi dần ra sau rồi quay đầu lại nhìn bệnh nhân trên giường tiếp theo lại nhìn dao thép trong tay tôi dường như rất luyến tiếc miếng thịt mỡ đã đến tận bên miệng nhưng lại sợ dao thép trong tay tôi không dám tùy tiện lỗ mãn tôi thấy nó vẫn chưa có ý bỏ đi bèn nắm dao đứng dậy khỏi ghế làm động tác giơ tay lên muốn đâm tên kia thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy biến mất ở cửa phòng bệnh có thể là tôi đứng dậy đánh động cô bé ở giường bên cô ấy nghe thấy tiếng thì mơ màng quay lại hỏi tôi sao vậy kết quả liếc thấy con dao thép trong tay tối sắc mặt lập tức thay đổi tôi thấy đã dọa cô ấy nên vội vàng cất dao đi và nói không sao không sao vừa rồi tôi nhìn thấy có một kẻ trộm lãng vãng ngoài phòng bệnh nên muốn lấy dao ra hù dọa hẳn một chút nhưng rõ ràng cô bé không tin lời tôi có điều cô ấy cũng không nói gì chỉ lập tức quay đầu lại không dám nhìn tôi nữa tôi thấy xấu cũng chỉ đành cười khổ tiếp tục gục vào mép giường của chú lê ngủ cô ấy đã coi tôi là người bị cái thứ vừa rồi quấy rầy con buồn ngủ của tôi bay biển cả vì thế thầm suy tính trong lòng đó là thứ gì vậy nhìn điệu bộ của nó chắc chắn không phải làm như vậy lần đầu tiên cũng may chú lê có chúng tôi canh nếu không chỉ e sẽ bị dân không cho thứ kia hút mất dương khí trời sáng tôi thật sự không ngồi yên nổi nữa cẩn thận quan sát tình trạng của chú lê sau khi xác nhận tạm thời không có vấn đề gì tôi mới đi ra hành lang hít thở không khí ai ngờ lúc này thấy một người nhà bệnh nhân của phòng bệnh sát bến hoảng hốt chạy ra gọi người nói là mẹ của anh ta hơi khác thường tá lập tức đi gọi bác sĩ trực tới sau đó một đám người rầm rập chạy vào kết quả tối còn chưa đi đến toilet đã nghe thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc xem ra người bệnh đã chết không tới bệnh viện không biết mỗi ngày ở đây diễn ra không biết bao nhiêu là cảnh sinh ly tử biệt có lẽ ngày hôm qua còn có thể vừa nói vừa cười với nhau nhưng hôm nay lại phải cách biệt trời đất nghĩ đến đây tôi đi vào toilet với tâm trạng nặng nề rửa mặt sạch để mình tỉnh táo lên chút vừa đẩy cửa vào đúng lúc thấy cô bé giường bên cũng ở trong cô ấy thấy tôi đi vào thì lập tức hoảng sợ loạn xạ muốn đi ra ngoài tôi đành phải cười khổ nói với cô ấy cô không phải sợ tôi thật sự không phải người xấu đâu nhưng hình như lời giải thích của tôi chẳng có ích kỷ gì cô ấy vẫn chẳng dám thốt lên câu nào mà xoay người đi ra ngoài luôn tôi thấy lúc này mình cũng đã thành người xấu thật rồi có điều với hình tượng đêm qua đừng nói cô ấy ngay cả tôi nhìn thấy cũng nhất định không tin cái lý do thoái thác đáng xấu hổ kia đâu sau khi quay lại phòng bệnh đinh nhất đã mua bữa sáng về đầu tiên anh ta nhìn chằm chằm chú lê một lát rồi thông thả nói với tôi có phải sư phụ không tỉnh lại được nữa không tôi vội bắt anh ta phỉ phui cái mồm bớt nói những lời không may mắn đi còn nữa không phải tục ngữ nói người tốt không sống lâu tai họa kéo ngàn năm đó sao lão thầy bói này tuyệt đối không được tính là người tốt đâu phải sống lâu vào chứ sau đó các bác sĩ đến kiểm tra nói vài câu đơn giản về tình hình của chú lệ với chúng tôi tóm lại vẫn là chỉ có thể theo dõi trước đã xem kế tiếp có biến chứng sau phẫu thuật nào xuất hiện không nói xong về chú lê bác sĩ quay lại nhìn người thân của cô bé kia có điều hôm nay tình trạng của ông ta rõ ràng không tốt lắm cũng không biết có phải đêm qua bị thứ kia hút mất mấy hơi dương khí nên vậy không nếu là lúc bình thường nhất định tôi sẽ không lo chuyện bao đồng xét cho cùng loại chuyện thế này quá nhiều tôi lại chẳng phải anh hùng trừ ma diệt ác gì đó không đáng để vừa thấy tà ma thì liều mạng xong lên trước nhưng hiện giờ chú Lê cũng ở đây, hơn nữa thứ kia lại bị tối đụng phải, nếu không bắt được nó, buổi tối hôm nay không chừng còn gây tai họa cho bệnh nhân của phòng bệnh nào đó thì sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn gọi Đinh nhất ra khỏi phòng bệnh, đi đến cầu thang và kể lại một cách đơn giản tình huống đêm qua cho anh ta nghe. Nghe xong, sắc mặt anh ta cũng sầm lại, nơi như bệnh viện có âm hồn là rất bình thường, nhưng có tà ma hút dương khí của con người lại không bình thường. Tôi gật gù đáp, theo lý mà nói, mặc dù âm hồn ở đây nhiều, nhưng cán bộ ở âm ty cũng nhiều mà cho nên đáng lẽ sẽ không xuất hiện thứ hai người thế này. Nhưng đôi mắt của tên kia rất đặc biệt, màu đỏ tươi. Tuyệt đối không phải âm hồn bình thường đâu. Cán bộ. Đinh Nhất nghe tôi dùng từ này nên hơi khó hiểu hỏi, tôi cười he he đáp, là âm sai đó. Mấy kẻ đó giàu gì cũng là nhân viên làm việc cho âm ti, không gọi cán bộ thì gọi là gì. Đinh Nhất nghe tôi nói như vậy, cũng nở nụ cười hiếm thấy và nói, Ừ, sau này lúc hai chúng ta đến âm ti báo danh, cũng bảo hắc bạch vô thường sắp xếp cho một công việc chính quy nhỉ, tối ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm chỉnh trả lời anh ta, chắc là không có vấn đề gì, chỉ không biết bên kia sắp xếp công việc chính quy phải mất bao nhiêu tiền đây. Đinh Nhất bị tối chọc cười, thực ra tôi có thể nhận ra, hai ngày nay anh ta rất lo cho chú Lê, nếu không sẽ không hỏi tôi câu có khi nào chú Lê không tỉnh lại không. Người thiếu một tinh phách như anh ta dù không biết thể hiện tình cảm thế nào, nhưng chắc chắn tình cảm lưu luyến với chú Lê không hề kém tôi. Lúc ăn cơm trưa, tôi phát hiện hình như ngón tay chú Lê hơi cử động, vì vậy lập tức gọi bác sĩ tới. Kết quả cho thầy bói này lại chẳng biết cố gắng chút xíu nào, Bác sĩ tới thì chú ấy lại bất động. Sau đó, bác sĩ điều trị chính của chú Lê kiểm tra cẩn thận tình hình của chú ấy, rồi nói với tôi: Tình huống tôi vừa thấy có thể là do thần kinh vô thức của chú ấy nhảy lên. Tôi bỗng hơi thất vọng, vốn tưởng rằng ngón tay của chú Lê có phản ứng là sắp tỉnh cơ chứ, kết quả lại là hành động vô thức. Bác sĩ kia thấy tôi hơi mất mát nên cổ vũ tôi: Đừng nhục chí, trước mắt tình huống của ông ấy vẫn coi như ổn định, chỉ cần máu bẩm trong não bệnh nhân chậm rãi giảm bớt, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tôi gật đầu đáp: Dạ, vâng ạ. À cảm ơn bác sĩ. Lúc này, cô bé giường bên đúng lúc đi lấy cơm về, nhìn thấy bác sĩ ở trong phòng còn tưởng là người thân của mình xảy ra chuyện gì, vì thế vội vã hỏi bác sĩ, tình hình cha cháu thế nào ạ? À? Bác sĩ thở dài, trước mắt vẫn coi như ổn định, nhưng mà cần phải nhanh chóng thu xếp phẫu thuật, nếu không còn kéo dài tiếp sẽ làm chậm trễ việc điều trị. Cô bé nghe vậy thì mặt mày buồn bã, gật đầu đáp, vâng ạ, à, cháu biết rồi. Bác sĩ đi rồi, cha cô bé ầm ĩ đòi phải xuất viện, ông ta nói không muốn phải tốn tiền nữa. Cô bé lập tức nóng nảy khóc lóc nói với cha mình, cha nghe lời đi, bác sĩ nói không thể để cha kích động, chuyện tiền nông con sẽ nghĩ cách, bây giờ cha không thể xuất viện. Nhưng ông ta vẫn rất cứng đầu, nói thế nào cũng không đồng ý, cứ nhất quyết phải để số tiền còn lại cho cô bé đi học, ông ta nói mình đã đến tuổi này rồi, sống lâu hơn một ngày hay bớt đi một ngày không hề gì cả, nhưng không thể làm lỡ cuộc đời của con gái mình được, tôi ở cạnh thật sự nghe không nổi nữa, nên mở miệng khuyên bảo, chú ơi, trước tiên chú đừng kích động, tình hình hiện giờ vẫn nên nghe bác sĩ, nếu có hy vọng tại sao lại không chữa nếu căn bệnh này của chú có tiền là giải quyết được vậy chứng minh chú may mắn rất nhiều người có tiền cũng không thể giữ được mạng nghe tôi nói như vậy cảm xúc của cha cô bé thoáng ổn định lại sau đó ngồi yên trên giường không nói nhưng tôi biết trong lòng ông ta vẫn đang sầu lo vì bệnh của mình và điều kiện trong nhà ai lại không muốn tiếp tục sống chứ nhưng mà đối với những gia đình bình thường có vài căn bệnh quả thực giống như nước lũ với thú dữ không có sức chống lại rất nhanh đến buổi tối tôi nghe thấy cô bé kia vẫn trốn ở cầu thang gọi điện thoại cô ấy đang vay tiền khắp nơi nhưng gần đây người ta cứu trường học khẩn cấp chứ không cứu người nghèo, mấy ai có thể ném tiền vào cái động không đáy này chứ. Vốn dĩ buổi tối hôm nay Đinh Nhất muốn ở lại trong chừng, nhưng tôi nhớ đến chuyện bình thường đều là Đinh Nhất thức đêm lái xe, mà bây giờ trong nông chú Lê lại không có gì khó khăn, cho nên tôi bảo Đinh Nhất đi ngủ. Đinh Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, nếu đến đêm thứ kia lại tới, cậu lặng lẽ đi theo nó, xem thử thứ kia rốt cuộc là từ đầu chui ra. Tôi gật gù đáp, không sao đâu, yên tâm đi. Anh nhanh chóng xuống nghỉ ngơi đi. Thật ra tôi cũng không lo lắng buổi tối thứ kia sẽ đến, Suy cho cùng, hôm qua nó đã nhìn thấy con dao thép trong tay tôi, nếu nó không sợ thì tới đi, ai sợ ai nào. Kết quả buổi tối hôm nay, tôi chờ mãi tới sau nửa đêm cũng không thấy nó đến, xem ra đúng là tôi đoán trúng rồi, thứ kia sợ con dao thép của tôi. Sau đó tôi thật sự mệt quá nên gục xuống mép giường chú lê nặng nề ngủ. Nhưng khi tôi vừa thiếp đi không bao lâu thì nghe thấy tiếng của một cô gái kêu lên sợ hãi. Tôi lập tức bị đánh thức, tập trung nhìn kỹ, tôi phát hiện hóa ra là cô bé kia không biết ra ngoài từ lúc nào đến khi cô ấy trở về vừa đúng lúc đụng phải thứ đứng ở đầu giường cho cô ấy ngày hôm qua cho nên sợ quá kêu lên hóa ra thứ này đang đợi tôi ngủ bảo sao nó vẫn chậm chạp không xuất hiện thật không ngờ chỉ số thông minh của thứ này còn rất cao đấy nghĩ đến đây tôi lập tức rút dao thép ra đâm thẳng đến phía nó tên kia vừa thấy tôi tỉnh là xoay người muốn chạy nhưng lúc này cô bé kia lại đúng lúc chặn ở cửa cô ấy bị dọa đến ngay ra nên căn bản không biết trốn tránh cứ ngơ ngác đứng ở đó tôi lập tức hét lớn với cô ấy quỳ xuống đất nghe tôi hét như vậy cô bé mới hồi phục tinh thần lập tức nghe lời quỳ xuống nền lúc này thứ tà ma kia vừa vặn xẹt qua đỉnh đầu suýt nữa là đụng vào cô ấy tôi nhanh chóng chạy tới nâng cô ấy dậy cô không sao chứ sắc mặt cô bé tái nhợt lắc đầu đáp không sao vừa rồi là thứ gì vậy hiện giờ tôi không có thời gian giải thích với cô ấy nên đẩy cô bé vào phòng bệnh và nói về canh chừng cha của cô đi nói xong tôi cầm dao thép đuổi theo sau khi đuổi theo ra khỏi phòng bệnh tôi phát hiện thứ kia chạy tới cuối hành lang như một trận gió chỗ đó là thang máy lúc này chắc chắn không có một bóng người chờ tôi chạy tới nơi phát hiện thứ tà ma đen xì kia đang ngồi trên cửa sổ được mở một nửa trận trừng nhìn tôi chằm chằm với một đôi mắt màu đỏ tươi tôi từ từ giơ dao thép lên lạnh lùng nói với nó mi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta vậy đừng trách ta không khách sáo tôi vừa dứt lời thứ kia đã xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ trong lòng tôi cả kinh vội vàng đi đến trước cửa sổ xem xét nhưng phát hiện nó đã sớm biến mất trong màn đêm đen nhánh đến khi trở lại phòng bệnh tôi thấy cô bé đang hoảng hốt cầm một con dao gọt táo nơm nớp lo sợ đứng ở trước giường của cha mình nhìn chằm chằm ra cửa không nhúc nhích thấy người quay lại là tôi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm thứ kia đâu rồi tôi cắm dao thép về lại trong ống quần và đáp để nó chạy mất rồi nhưng cô yên tâm đi tối hôm nay nhất định nó không dám đến nữa đâu cô bé nghe xong thì đỏ mặt hỏi tôi đêm qua có phải anh cũng nhìn thấy thứ kia không tôi gật đầu sau đó cũng hơi ngượng ngùng nói nói thật ra sợ dọa cô cho nên tôi lừa cô nói là bên ngoài có ăn trộm rốt cuộc đó là thứ gì cô bé hỏi tôi với vẻ mặt sợ hãi nhất thời tôi cũng không nói ra được nó là cái gì, có điều nhìn điệu bộ nó nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ e là một tên nhảy lầu chết biến thành. Buổi tối hôm đó cô bé vô cùng sợ hãi, cho nên tôi nói chuyện phím với cô ấy đến tận hừng đông, lúc sau cô ấy mới ghé vào mép giường ngủ thiếp đi. Cô bé này tên Thẩm Oánh Oánh, là sinh viên đại học năm 2, cha cô bé là Thẩm Hồng Kỳ, và mấy ngày trước lúc đang đi làm thì đột nhiên trước mắt tối sầm rồi bất tỉnh nhân sự. Các đồng nghiệp đưa ông ta đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là trong đầu ông ta có một khối u, nhìn hình dạng sợ là u ác tính. Mẹ của Thẩm Ánh Ánh qua đời vì bệnh tật khi còn trẻ. Hiện giờ cha cô bé cũng bị bệnh nan y. Trong lúc nhất thời Thẩm Ánh Ánh cảm thấy như trời đất đều sụp đổ. Bác sĩ điều trị chính của Thẩm Hồng Kỳ nói cho Thẩm Ánh Ánh biết, khối u não của cha cô ấy vô cùng phức tạp, cần phải chia ra mỗi mấy lần mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, nguy hiểm của cuộc phẫu thuật thể này rất lớn, chỉ cần có một lần sơ sẩy là sẽ chết người. Trong lòng Thẩm Ánh Ánh sợ hãi không thôi. Cô ấy vừa muốn có thể chữa khỏi bệnh của cha, nhưng vừa lo có thể nào vì quyết định của mình ngược lại hại ông hay không. Hơn nữa lần này chi phí phẫu thuật không thấp, toàn bộ quá trình mà không có 7, 800 nghìn thì không đủ, nhưng gia đình như họ, đừng nói là 7, 800 nghìn, dù là 7, 80 nghìn cũng không lấy ra được. Vốn dĩ cha của thẩm oánh oánh có bảo hiểm y tế, nhưng điều kiện của bệnh viện nhỏ ở quê họ có hạn, cơ bản là không chữa được căn bệnh này, mà bệnh viện lớn chữa được bệnh này lại chỉ có thể tự trả tiền chữa trị. Thẩm oánh oánh đã liên hệ hết một lượt tất cả họ hàng mà mình có thể liên hệ, nhưng vừa nghe nói đến tình trạng của cha cô ấy, họ đều khuyến cô ấy từ bỏ đi cho rồi đầu tiên là chi phí chữa trị quá cao mà nguy hiểm trong quá trình đó lại quá lớn tính toán như thế nào cũng không thích hợp nhưng dù sao đây cũng là người thân duy nhất của mình sao thẩm oánh oánh chịu từ bỏ dễ dàng thể được vì vậy cô ấy gạt cha đem nhà ở quê đi thế chấp miễn cưỡng vay đủ tiền phẫu thuật lần một ai ngờ thẩm hồng kỳ biết được nổi trận lôi đình nói thế nào cũng không đồng ý làm phẫu thuật bởi vì ông ta biết nhà mình không có điều kiện này miễn cưỡng chữa trị tiếp sẽ chỉ làm thẩm oánh oánh khổ thêm thôi hơn nữa ông ta lo lắng nhất chính là lỡ như mình không xuống được bàn phẫu thuật chẳng phải là để lại cho con gái món nợ trả cả đời cũng không xong sao cho nên hôm nay lúc ban ngày cảm xúc của ông ta mới kích động như vậy nhất quyết không đồng ý phẫu thuật nghe xong tôi cũng cảm thấy cuộc phẫu thuật này đích thực quá nhiều nguy hiểm ở góc độ bác sĩ tất nhiên là muốn để bệnh nhân cố gắng điều trị nhưng đối với gia đình như thẩm oánh oánh thật sự hơi làm khó người ta thực ra tôi có lòng đồng tình với cảnh ngộ của cha con nhà họ thẩm nhưng hiện giờ tình huống như bọn họ thật sự quá nhiều nếu không giải quyết vấn đề từ cơ bản chỉ dựa vào cứu trợ xã hội thì thật sự như muối bỏ biển nghèo khổ vì bệnh bốn chữ này tuyệt đối không phải nói chơi sáng sớm hôm sau đinh nhật xách bữa sáng đi vào phòng bệnh thấy tôi đeo một đôi mắt thâm quần ngồi ngẩn ra đó anh ta cười và nói tôi thấy buổi tối hôm nay vẫn nên để tôi trong đi xem cậu trồng liên tục hai ngày quản thâm trên mắt đậm đến mức sắp thành gấu trúc quốc bảo rồi tôi xua xua tay với anh ta không sao chủ yếu là do đêm qua tôi nói chuyện với thẩm oánh oánh thôi đinh nhất nghe vậy lập tức ra vẻ nghiền ngẫm nhìn tôi nói chuyện phím với con gái cả một đêm không ngủ gì chứ là thứ kia thừa dịp tôi ngủ rồi mới chạy đến hút dương khí của cha thẩm oánh oánh kết quả bị thẩm oánh oánh bắt gặp tóm lại là đêm qua khá mạo hiểm đó tôi đắc ý đinh nhất vội hỏi tôi sau đó thì sao cậu có đuổi kịp nó không nghe anh ta hỏi vậy tôi lập tức hơi nhục chí đáp lại không để nó trốn thoát rồi đinh nhất lắc đầu nói với tôi buổi tối hôm nay cậu về xe ngủ coi tôi bắt lấy cái thứ kia cho cậu trái lại tôi muốn xem thử rốt cuộc nó là thứ gì biến thành tôi khẽ hừ nhẹ còn có thể là thứ gì biến thành cũng đâu thể là con khỉ biến thành. Buổi chiều tối ngủ bù một giấc trên xe, tỉnh lại phát hiện trời đã tối, tôi vốn định mua cơm tối đưa lên cho Đinh Nhất, kết quả lại gặp Thẩm Oánh Oánh ở quầy thu ngân lầu một. Lúc ấy cô bé này đang nộp viện phí, tôi thấy khuôn mặt cô ấy buồn bã, biết chắc là không đủ tiền. Nhưng xét thấy sự xấu hổ khi lần đầu chúng tôi gặp mặt, cho nên lần này tôi không tùy tiện đi lên trước. Chờ cô ấy đi rồi, tôi vội vã đến quầy thu ngân hỏi thăm nhân viên, hiện giờ Thẩm Hồng Kỳ còn cần nộp bao nhiêu tiền viện phí nữa. Kết quả cô nhân viên thu ngân trong cửa sổ trả lời mà không thèm nâng mí mắt lên, 12.000 tệ. Tôi nghe vậy liền lấy thẻ ngân hàng đẩy vào và nói, nộp 20.000 vào đó trước đi. Lúc này người phụ nữ bên trong mới ngẩng đầu nhìn lên tôi, hơi nghi ngờ hỏi, cậu là gì của ông ấy? Tôi nhìn cô ta và đáp, bạn, nộp tiền viện phí cho thẩm hồng kỳ xong, tôi đi mua cơm tối cho đinh nhất. Kết quả khi trở về đúng lúc gặp thẩm oánh oánh với vẻ mặt kinh hoàng ở cửa thang máy. Tôi vội hỏi cô ấy bị làm sao? Cô ấy sốt ruột nói với tôi rằng không thấy cha mình đâu nữa lòng tôi trùng xuống hiện giờ áp lực tâm lý của thẩm hồng kỳ rất lớn khó bảo đảm ông ấy sẽ không nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra chuyện gì ngốc nghếch bởi vì khi con người bị bệnh nội tâm thường rất yếu ớt cảm thấy chỉ cần mình chết rồi chuyện gì cũng sẽ được giải quyết vì thế đầu tiên tôi khuyên thẩm oánh oánh đừng sốt ruột quá bây giờ tôi và cô ấy chia nhau ra tim nhất định có thể tìm được cha cô ấy hơn nữa hiện giờ bệnh viện cũng không giống trước đây muốn tìm được một chỗ có thể mở cửa sổ ở tầng 2 trở lên đều khó khăn cho nên kể cả thẩm hồng kỳ thật sự luẩn quẩn trong lòng ông ấy cũng sẽ không tìm thấy chỗ nhảy lầu mà khi nói tới đây tôi lại chợt nghĩ đến nơi cái tên mắt đỏ kia biến mất đêm qua cửa sổ chỗ thang máy kia sao lại mở ra được ban ngày lúc đi qua đó tôi cũng không để ý không biết giờ đã đóng lại hay chưa nghĩ đến đây tôi lập tức gọi điện thoại cho đinh nhất bảo anh ta lập tức đến chỗ thang máy xem thử tuyệt đối đừng để cho thẩm hồng kỳ nhìn thấy cánh cửa sổ đó không đóng ai ngờ điện thoại của tôi còn chưa gọi được đã nghe ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng trầm vang vọng nặng nề tiếp theo có mấy cô gái bắt đầu không ngừng la hét có người nhảy lầu bác sĩ ở đây có người nhảy lầu thẩm oánh oánh bên cạnh tôi mềm nhũng chân quỳ xuống đất có lẽ cô ấy đã đoán được người nhảy lầu kia là ai tôi cũng không ngờ động tác của thẩm hồng kỳ nhanh như vậy mới vừa phát hiện ông ta có suy nghĩ chán sống ông ta đã nhảy xuống rồi lúc này thẩm oánh oánh đột nhiên nổi điên đứng bật dậy khỏi mặt đất liều mạng chạy ra phía cửa lớn nhưng bởi vì lúc ấy có rất nhiều người xem náo nhiệt cho nên nhất thời cô ấy không thể lập tức chạy ra đại sảnh tôi vội theo ở phía sau giơ tay giữ chặt cô ấy và nói trước tiên cô đợi ở đây một lát tôi đi xem thử nhưng có nói gì thẩm oánh oánh cũng không chịu cô ấy liều mạng dãy dụa muốn chạy ra bên ngoài lúc này thấy mấy bác sĩ khoa cấp cứu chạy như điên ra ngoài chắc là bọn họ đi xem xét tình hình của người nhảy lầu không bao lâu sau bọn họ đẩy một người đàn ông đầy máu chạy vào tôi không cần nhìn cũng biết đó chính là thẩm hồng kỳ lúc này tôi vội vàng ôm thẩm oánh oánh vào trong lòng ẩn chặt đầu cô ấy ở trước ngực mình không cho cô ấy nhìn thấy cảnh bi thảm đó ban đầu thẩm oánh oánh còn liều mạng dãy dụa nhưng rất nhanh cô ấy đã sụi lơ tê liệt rũ xuống trong lòng tôi tôi cúi đầu nhìn cô ấy đã ngất đi vì quá đau lòng. Tôi lập tức bể cô ấy lên, sau đó vừa chạy về phía phòng cấp cứu, vừa kêu to, bác sĩ. Bác sĩ, hai cha con Thẩm Hồng Kỳ và Thẩm Oánh Oánh cùng nằm trong khoa cấp cứu, khác nhau là Thẩm Hồng Kỳ gần như vừa mới vào đến nơi đã tắt thở, mà Thẩm Oánh Oánh lại được bác sĩ cứu chữa nên nhanh chóng tỉnh lại. Thẩm Oánh Oánh tỉnh lại, chuyện thứ nhất là hỏi tôi, anh Trương, anh có nhìn thấy cha em không? Vừa rồi không phải anh và em chia ra đi tìm sao? Bây giờ chúng ta đi tìm ngay đi tôi thấy vậy thì biết chỉ e sau khi con bé này bị kích thích mạnh đầu óc không tỉnh táo nên tôi vội vàng nhìn sang bác sĩ vừa rồi cấp cứu cho cô ấy bác sĩ thấy tình trạng hiện giờ của cô ấy nên cho thêm ít thuốc an thần vào chai truyền dịch tiếp theo thẩm oánh oánh ngủ thiếp đi rất nhanh nhưng tôi lại lo nên làm gì khi cô ấy tỉnh lại lần nữa đây không biết cô ấy có thể chấp nhận sự thật thẩm hồng kỳ đã chết hay không thực ra ban đầu khi mới mất đi người thân đại đa số con người đều sẽ lựa chọn không muốn tin tưởng đây là thật có người sẽ nhận ra sự thật này trong thời gian nhất định nhưng có người lại lựa chọn cả đời đều sống mơ hồ. Thẩm Oánh Oánh còn rất trẻ, tôi không hy vọng nhìn thấy cô ấy vì chuyện này mà cả đời đều chìm sâu trong tự trách, xảy ra chuyện lớn như vậy, phía bệnh viện lập tức báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới, tìm thấy một bức di thư để lại cho Thẩm Oánh Oánh ở dưới gối đầu của Thẩm Hồng Kỳ. Trong thư ông ta nói với con gái, sở dĩ mình chọn cách này để rời đi hoàn toàn là vì bản thân quá nhát gan. Tuy nhiên trước khi chết Thẩm Hồng Kỳ lại hy vọng con gái mình có thể dũng cảm một chút, kiên cường một chút. Suy cho cùng cuộc đời của cô ấy còn rất dài nói gì thì nói có bậc làm cha mẹ nào không hy vọng con cái được tốt đẹp chứ